Tạ Hoài Uẩn làm người tra xét một vòng, nhưng này cuối cùng được đến tin tức lại không có gì hữu dụng, cũng không biết Vân Xu là hiểu được có người ở bối, mà bên trong giám thị nàng vẫn là như thế nào, đảo cũng không có gì dị thường hành động, thậm chí vẫn là thập phần bình thường mà đi xưởng một loại, ngẫu nhiên cũng có Tạ Hoài Uẩn cùng nhau. Tạ Hoài Uẩn cũng tưởng hướng tới xưởng xuống tay, nhưng này xưởng cái loại này địa phương hàng năm đều có chuyên gia cầm giữ, Tạ Cẩn Họa đối với xưởng là cực kỳ để bụng, cho nên này an bài những cái đó, trông giữ hộ vệ người đều là nhất đẳng nhất hảo thủ, mặc dù là Tạ Hoài Uẩn thuộc hạ người cũng hoàn toàn không yếu, nhưng cũng không có khả năng hoàn toàn ở không kinh động người dưới tình huống lẻn vào, đến xưởng bên trong, như vậy nhận chi làm Tạ Hoài Uẩn cũng càng thêm buồn bực không thôi. Rồi lại hoàn toàn không có gì biện pháp, nhật tử một ngày mà qua đi, trong nháy mắt kia Cao Lệ cùng Trường Tố, đội ngũ cũng đã tới rồi Ung Đô, đầu tiên đã đến chính là Trường Tố đội ngũ, rốt cuộc ở nhập quan thời điểm Trường Tố so Cao Lệ muốn sớm một ngày, cho nên tới Ung Đô thời gian tự cũng muốn so Cao Lệ muốn sớm một chút, mà Tạ Hoài An mấy ngày nay tới giờ đã sớm đã mau bị ở, vào bước điên trạng thái, theo Trường Tố cùng Cao Lệ ngày càng tới gần bước chân. Hắn cũng ở vào ngày càng khẩn trương trạng thái, nhưng chờ đến này Trường Tố đi trước tới rồi Ung Đô thời điểm, Tạ Hoài An đảo, cũng cảm thấy có vài phần bình tĩnh, chỉ cảm thấy phản chấn duỗi đầu một đao xúc đầu cũng là một đao, mặc kệ như thế nào cũng chỉ dư lại căng ra đầu thượng cảm giác. Đi trước tới là Trường Tố sứ thần, là cái 30 tới tuổi người, họ Trần, tên một chữ một cái bình tự, đảo cũng có thể xem như trầm ổn, cùng Tạ Hoài An hàn huyên một thời gian. Hiểu được Tạ Hoài An là Nguyên Hy đế thất tử, vẫn là cái đường đường vương gia, thấy kia dịch quán bên trong cũng có thể xem như thu xếp, thập phần thỏa đáng tất nhiên là vừa lòng cũng không có cái gì bắt bẻ, đó là cùng Tạ Hoài An thập phần khách sáo, trong phòng bếp đầu trưởng muỗng chính là ngự thiện phòng một cái sư phó, am hiểu cũng đó là chúng ta đại khánh đồ ăn, nếu là tệ quốc thái tử dùng không thói quen nói, cũng có thể thu xếp người chính mình xuống tay, làm người cấp đáp một tay cũng thành. Mỗi ngày bên trong cũng nhất định là sẽ có mới mẻ rau quả thịt cá đưa tới, nếu là có hứng thú cũng có thể đi. Trong thành những cái đó tiệm cơm bên trong dùng cơm, Tạ Hoài An cười nói, hiện giờ Trường Tố khó được cùng Đại Khánh lui tới, này lui tới lại là thái tử như vậy quý giá nhân vật, tất nhiên là muốn đem này đó đều chuẩn bị thỏa đáng, nếu có cái gì thiếu cũng có thể nói cho này, dịch quán bên trong tùy tùng hay là tìm tiểu vương ta cũng thành, chớ có khách khí chính là... Lao Tiêu Vương tưởng thỏa đáng, thái tử điện hạ nói đã tới Đại Khánh đó là khách, chủ nhân ra như thế nào, an trí đều thành, hắn cũng cái không bắt bẻ chủ, Trần Bình này tươi cười bên trong mang theo vài phần vừa lòng thần sắc, đối với Đại Khánh an bài cũng không có gì nói, đã nhưng xem như tinh tế thực, mặc dù là thái tử ở chỗ này cũng không có gì nhưng bắt bẻ, hơn nữa an bài cấp Trường Tố chính là một cái độc lập đại viện tử, bên cạnh một cái sân còn lại là Cao Lệ. Không ở cùng nhau đảo cũng có thể xem như thanh tịnh, nơi nào, Tạ Hoài An thở phào nhẹ nhõm, vừa mới, dùng để ứng phó Trần Sứ Thần lý do thoái thác, đó là hắn hướng Tạ Hoài Uẩn lãnh giao tới, một đoạn này thời gian bên trong, Tạ Hoài An thường xuyên sẽ đi tìm Tạ Hoài Uẩn, tới thương thảo về như thế nào ứng đối Trường Tố cùng Cao Lệ sự tình, phía trước thời điểm hắn tự sẽ không nghĩ đến chính mình cái này cửu đệ. Nhưng tưởng tượng đến chính mình thượng một lần hướng về Tạ Hoài Uẩn, thỉnh giáo thời điểm lại là được như vậy kết quả, cái này làm cho hắn thập phần buồn bực, bực Tạ Hoài Uẩn dùng như vậy lý do thoái thác tới ứng đối chính mình, càng là có chút nảy sinh ác độc muốn đem chuyện này làm thỏa đáng làm, cho người nhìn xem, đều không phải là hắn làm không thành sự tình, mà là cho tới nay đều không có cho hắn cơ hội như vậy mà thôi. Nhưng có như vậy hùng tâm tráng trí là hảo, nhưng Tạ Hoài An, cũng thập phần rõ ràng chính mình không có đảm đương quá loại việc lớn này, lại sợ xấu mặt, lúc này mới nghĩ tới Tạ Hoài Uẩn, nguyên bản còn nghĩ này Tạ Hoài Uẩn chưa chắc là sẽ giúp đỡ chính mình một phen, cho nên lúc này mới tìm thượng môn đi, quả thực này một phen nói chuyện với nhau xuống dưới lúc sau, Tạ Hoài An đối Tạ Hoài Uẩn cũng có thể xem như chịu phục, này làm việc ổn thỏa không nói cũng không cất giấu. Chỉ là nhìn là liền so Tạ Hoài Uẩn kia tiểu tử muốn tốt hơn quá nhiều, Tạ Hoài An tất nhiên là vui cùng Tạ Hoài Uẩn ở chung, nghe nói các ngươi Trường Tố thích săn thú, từng bước đều là năng thủ, Tây Sơn, bãi săn cũng đảo còn xem như một cái săn thú hảo nơi đi, nếu là đến lúc đó muốn đi, tiểu vương liền lãnh các ngươi đi chính là,
Tạ Hoài An nói, tiểu vương đã phân phó người chuẩn bị thượng nước ấm thức ăn, chờ đến thái tử đã đến lúc sau cũng hảo đi một thân mỏi mệt. Trần Bình tự nhiên xưng là, đối với Tạ Hoài An những việc này nửa điểm ý kiến cũng không có, được đến tới gần cơm trưa thời gian, Trường Tố Nhân mã rốt cuộc xuất hiện ở Ung Đô cửa thành, Ung Đô bá tánh đã sớm, đã thu được tiếng gió hiểu được có Trường Tố thái tử muốn tới Ung Đô, hiện giờ nhìn này một đại đội, nhân mã vào thành thời điểm từng bước đều tò mò khẩn, đứng ở nói hai bên nhìn người tới, kia trận trượng thật náo nhiệt. Người này mã đã trải qua bác tới cư cửa, bên ngoài người tệ người rất náo nhiệt, vân su kia hai cái chính thích đầy đất lăn lộn khắp nơi chạy loạn đệ đệ, đối với loại này, trận trượng cũng là có hứng thú thực, từ buổi sáng thời điểm liền ồn ào muốn. Xem, vân su cũng không phải làm pháp xoay hai người tính tình, chỉ phải mang theo người đi bác tới cư, nhưng thật ra chính mình kia cố ý khai ra đảng đương làm thư phòng dùng địa phương đảo, cũng có một cái cửa sổ có thể nhìn đến dưới lầu. Đảo cũng có thể đủ nhìn đến người, Tạ Hoài ẩn hạ triều đình không có gì nơi đi, cũng thói quen tính mà hướng tới Vân Xu sẽ lui tới địa phương khắp nơi chạy, nhìn đến hai cái Vân Sơ Vân Khởi hai cái thịt hô hô tiểu tử đảo cũng là rất thích. Thú, mặc dù là ngẫu nhiên tới một lần xuyên cái môn lý đàn Việt cũng là cao hứng thực, nhà hắn chung cũng có không ít huynh đệ tỷ muội, này cháu trai cháu ngoại gái cũng có không ít, thậm chí còn có nhà mình nhỏ nhất huynh đệ. Cũng so không được này hai tiểu tử lớn hơn một chút, nhưng thật ra từng bước chắc nịch lợi hại, lại bị kiêu căng thực, nửa điểm cũng không có Vân Xu này hai huynh đệ nghe lời, nhưng thật ra vui đậu người chơi đùa, liền tính nhất quán lạnh mặt. Bạch Trạch Tuyên tới nhìn thấy hai hài tử cũng sẽ lộ ra một ít cái ôn nhu tới, Tạ Hoài Ẩn cùng Lý Đàn Việt, một người ôm một cái nhục đoàn tử dựa vào cửa sổ đằng trước nhìn kia từ xa. Tới gần đội ngũ, hai tiểu gia hỏa lần đầu nhìn đến như vậy trận trượng, xem đến là nhìn không chớp mắt, một đôi mắt to trương đại cực đại, miệng bên trong a a mà phát ra cảm khái điều tới, kia hơn phân nửa cái thân mình đều hận không thể trực tiếp phát ra đi mới hảo. Bạch Trạch Tuyên nhưng thật ra nhìn thoáng qua phía dưới đánh quá đội ngũ, một hồi lâu lúc sau mới nói một câu, xem ra cũng không cần cấp kia Bạch Hy Cảnh xếp vào cái gì hộ vệ, liền hắn mang đến nhân thủ. Các đều là hảo thân thủ, Bạch Trạch Tuyên nói này ngạch một câu thời điểm, thanh âm bên trong nhiều ít có vài phần khinh thường, tuy nói đi ra ngoài mang theo hộ vệ đây cũng là không có gì nhưng chọn lý, nhưng này Bạch Hy Cảnh sở mang nhân mã, kia đều là hiếm thấy cao thủ, cũng không biết Bạch Hy Cảnh là ý gì, đều thành còn cảm thấy bọn họ Đại Khánh sẽ hại hắn không thành. Trường Tố từ diện tích lãnh thổ tới nói thật là so với chúng ta Trường Tố, muốn lớn hơn một chút, thả vẫn luôn là gió êm sóng lặng tự nhiên hậu đãi, hiện giờ tuy là tới chúng ta Đại Khánh, này trong đó cũng không khỏi mà có vài phần nghĩ muốn phô trương ý tứ, tự nhiên là muốn mang một ít nhân mã tới. Vân Xu nói, dù sao phủng má giả làm người mập sự tình đều có người làm, huống chi là trước mắt có chút của cải người, cứ nghe này Trường Tố thái tử rất là được sùng ái. Bạch Hy Cảnh là con vợ cả cũng trưởng tử, sinh ra ở Trường Tố Huệ Đế, từ chính mình huynh trưởng trên tay lấy được Giang Sơn kia một ngày, Tố lấy Huệ Đế vẫn luôn cảm thấy chính mình đứa con trai này là cái phúc tướng, từ sinh ra liền bị định vì thái tử, nhiều năm như vậy cũng không thiếu bên hoàng tử trưởng thành, nhưng Bạch Hy Cảnh ở thái tử chi vị ngồi đến cực kỳ bền chắc, nửa điểm cũng không có dao động, dấu hiệu, thậm chí Trường Tố chính vụ hơn phân nửa đều là hắn ở xử lý. Huệ Đế đối cái này thái tử cũng là thập phần yêu thích, thường xuyên khoe khoang, mà đối với còn lại những cái đó, hoàng tử kia trước nay đều chưa từng có cái gì sắc mặt tốt, lạnh lùng sắc bén thực, nghĩ đến này ngôi vị hoàng đế không có gì bất ngờ xảy ra vẫn là, sẽ rơi xuống Bạch Hy Cảnh, trên tay đi, huống chi này Bạch Hy Cảnh vẫn là cái năng lực người, trên tay nắm Trường Tố binh quyền, ở Trường Tố. Phía tây còn có tảng lớn thảo nguyên, phía trên có một cái gió mạnh mục trường, sản xuất nhất đẳng nhất lương câu, này lương câu nhưng tính dùng làm chiến mã cũng nhàn dùng, nhưng thật ra thập phần khó được, cũng là, bất quá chính là nghĩ muốn áp một áp chúng ta Đại Khánh nổi bật sao, cũng không biết này nổi bật có thể áp đi nơi nào, không chừng khi nào liền phải cống ngầm bên trong lật thuyền. Tạ Hoài Ẩn hư một tiếng, nhìn phía dưới kia một lưu người thập phần phẫn hận. Không thôi, đặc biệt là nhìn kia trước sau một chúng ngựa, ánh mắt kia cơ hồ đều có thể tích xuất huyết tới, nhưng cái đó ngựa nhìn liền thập phần hoàn mỹ có thần, chỉ sợ chính là từ kia gió mạnh mục trường bên trong ra tới, nhìn thật không sai a, bọn họ Đại Khánh cũng có mục trường,
nhưng này ngựa thoạt nhìn như thế nào giống như là kém cỏi nhân gia không ít. Lý Đàn Việt nhìn Tạ Hoài Ẩn thẳng lăng lăng, mà nhìn chằm chằm người ngựa thời điểm liền biết cái này từ nhỏ cùng nhau lớn lên người hiện giờ này trong lòng là suy nghĩ cái gì. Hắn ôm trong lòng ngực mặt Liễu Vân Sơ nói, Vân Sơ, kia con ngựa đẹp đi. Liễu Vân tiểu học sơ cấp tuổi nhỏ lại là cái thập phần thật thành tính tình, thường ngày bên trong cũng cùng Lý Đàn Việt bọn họ tiếp xúc quá, cho nên đối người cũng không tính xa lạ, nghe thế sao hỏi thời điểm tự nhiên là thành thành thật thật gật đầu nói ân, kia một đôi mắt to liền tràn đầy vui mừng, tìm ngươi tỷ phu muôn bái, Lý Đàn Việt lại nói. Tạ Hoài Ẩn trợn to mắt nhìn Lý Đàn Việt, tuy nói này một câu nghe là làm người cảm thấy hết sức không khí trong lành, nhưng hắn như thế nào liền cảm thấy Lý Đàn Việt ở hiện tại lúc này nói loại này, lời nói chính là như vậy, không có hảo ý ý tứ đâu. Liễu Vân Sơ nào biết đâu rằng, tỷ phu cái này khái niệm, thấy Lý Đàn Việt duỗi tay chỉ vào Tạ Hoài Ẩn, hắn vỗ tay nhỏ sung sướng mà kêu, thúc thúc, thúc thúc cấp con ngựa. Liễu Vân Sơ này non nớt nộn nói hô lên khẩu, Tạ Hoài Ẩn trên tay ôm Liễu Vân Khởi cũng bắt đầu làm ầm ĩ đi lên. Hắn cũng theo sát nhà mình ca ca vỗ tay liên thanh kêu, thúc thúc, thúc thúc ta cũng muốn con ngựa. Tạ Hoài Ẩn bị hai nhà tử kia liên thanh, thúc thúc kêu đến cả người đều không tốt, đáng chết Liễu Vân Hiên, cũng không biết là dùng cái gì biện pháp sinh sôi, mà buộc hai đứa nhỏ quản chính mình kêu, thúc thúc, lại còn có chết không thay đổi khẩu ý tứ, mà Lý Đàn Việt cũng là cái ý xấu, ở ngay lúc này ra loại này đầu, cũng không phải là mang theo khó xử ý tứ sao. Kia liên thanh thúc thúc cũng làm Lý Đàn Việt buồn cười, hắn là hiểu được Tạ Hoài Ẩn cùng Liễu Vân Hiên về điểm này sự tình, nhìn Tạ Hoài Ẩn ở Liễu Vân Hiên nơi nào không có thảo tới nửa điểm tiện nghi, hắn chỉ cảm thấy tâm tình cực sảng, đặc biệt là hiện tại nghe được hai đứa nhỏ chỉ lo người kêu thúc thúc, không cần tưởng, này khẳng định là Liễu Vân Hiên bút tích, hắn cảm thấy chính mình là càng thêm mà vừa ý Liễu Vân Hiên người kia, nhân tài a. Hơn nữa hai đứa nhỏ nơi nào hiểu được Lý Đàn Việt đã ở, trong bụng cười đến lăn lộn, hai người dùng ba ba ánh mắt nhìn Tạ Hoài Ẩn, ánh mắt kia bên trong đều là khẩn cầu. Ta nói Hoài Ẩn, ngươi sẽ không như vậy keo kiệt đi, ngươi thường ngày bên trong keo kiệt một ít còn chưa tính, nhưng hiện tại lúc này nhưng quả quyết không thể keo kiệt a. Lý Đàn Việt không chỗ không ở bỏ đá xuống giếng, đối với hắn tới nói, loại chuyện này làm được không cần quá nhiều, nhìn Tạ Hoài Ẩn mỗi lần đều chiếm không đến cái gì chỗ tốt, hắn này trong lòng liền cảm thấy thập phần thoải mái. Hơn nữa, kia trường tố mã là thật sự hảo, chỉ là hắn nhìn đều cảm thấy có vài phần mắt thèm. Ngươi này bỏ đá xuống giếng đáng chết ra hỏa, ta có nói quá ta không tiễn sao? Tạ Hoài Ẩn lạnh lùng trừng mắt, hắn chính là cái e sợ cho thiên hạ không loạn chủ. Hung hăng trừng mắt nhìn Lý Đàn Việt liếc mắt một cái lúc sau mới vẻ mặt ôn hòa, mà đối với hai cái, tiểu gia hỏa nói, bất quá chính là hai con ngựa thôi, ta cấp tìm hai thất tốt nhất ngựa con tới, Vân Sơ Vân Khởi các ngươi có chịu không? Vân Sơ Vân Khởi nguyên bản chắc hẳn phải vậy mà liền tưởng chụp trầm trồ khen ngợi, nhưng Lý Đàn Việt nơi nào có thể làm Tạ Hoài Ẩn như vậy thoải mái, hắn một phen cầm Vân Sơ muốn chụp tiểu phì móng vuốt. Nói, không phải nói ta, chúng ta đại khánh chiến mã trường tố so sánh với, tổng cảm thấy là khiếm khuyết một ít dường như, nếu không, ngươi tưởng cái biện pháp từ trường tố chỗ nào lộng tốt hơn mã trở về, có lẽ cũng còn có thể đủ đào tạo ra tốt đẹp, đến lúc đó cấp huynh đệ chúng ta cũng cấp lộng cái một con tới mở rộng tầm mắt, như vậy cũng tốt sao? Lý Đàn Việt lời này tuy là ở chọn Tạ Hoài Ẩn thứ nhi, nhưng rốt cuộc cũng không đến mức là mù quáng mà tìm Tạ Hoài Ẩn cha, nói cũng là lẽ phải, trường tố mã hảo, kia đều là biết đến, tốt nhất mã liền sản xuất ở gió mạnh mục trường, mặc dù là còn lại tiểu mục, trường kia sản xuất ngựa cứ nghe cũng là muốn so bên muốn tốt hơn nhiều, đáng tiếc trường tố cùng đại khánh chi gian còn không có khai thông lẫn nhau thương, cho dù có như vậy nhiều hảo mã, cũng không có khả năng sẽ phiền bán đến đại khánh tới, liền tính tưởng cũng không có cách nào. Cho nên nếu là thật sự khai thông lẫn nhau thương đối với bọn họ đại khánh, tới nói có lẽ cũng không phải cái gì chuyện xấu. Tạ Hoài Ẩn cũng tựa hồ minh bạch Lý Đàn Việt nói như vậy là ý gì, hắn đảo cũng bình tĩnh xuống dưới nói, loại chuyện này lại không phải ta một người nói có thể tính toán. Nói nữa, trường tố đối ngựa đó là lại để ý bất quá, liền tính muốn đồng nghiệp thông thương, cũng không biết nhân gia nguyện ý hay không đâu. Có thể thông thương, liền tính không phải gió mạnh mục trường sản xuất lương câu,
mặc dù là khác Mục Trường Sở là tới cũng còn có thể a. Vân Xu suy tính Lý Đàn Việt cùng Tạ Hoài Ẩn vừa mới đối thoại, nếu là có thể cùng Trường Tố Thông, thương nói, này lương câu đảo cũng là cái không tồi, có không ít mã si đối tốt nhất lương câu đó là thuộc về thiên kim, cũng nguyện ý mua sắm. Đương nhiên, ngựa vận dụng ở hiện giờ thời đại này cũng là thập phần yêu cầu, như một loại là quan trọng canh tác đồ dùng, không cho phép giết cùng mua bán, mà nàng vừa mới nhìn thoáng qua kia ngựa, quả thực đều là thập phần tốt đẹp. Ngô, nếu là khai thông kinh thương, nhất định phải đem ngựa cung cấp tính thượng, bốn phía vô cùng náo nhiệt, mặc dù là an tọa ở xe ngựa bên trong Bạch Hy Cảnh cũng là nghe được rành mạch, từ kia bị gió nhẹ thổi chúng nhẹ nhàng vén, lên cửa sổ xe mảnh bên trong ra bên ngoài xem, là có thể đủ trực tiếp nhìn đến bên ngoài tình huống, tụ tập người. A Chí, ta như thế nào liền cảm thấy chính mình có một loại, như là bị người xem xét con khỉ dường như cảm giác đâu. Bạch Hy Cảnh nói, nhìn bên ngoài đại khánh bá tánh, Bạch Hy Cảnh nguyên bản còn tưởng rằng nhiều năm như vậy tới, đại khánh nghèo khổ ha ha, ít nhất từ hắn trước kia sở thám thính tới tin tức là như thế này không sai, nhưng này 10 ngày sau công phu tới, Bạch Hy Cảnh đảo cảm thấy đại khánh đã thành công, mà rửa sạch ở hắn kia trong óc bên trong khốn cùng cảm giác, thậm chí nhưng thật ra có vài phần cảm thấy hiện giờ đại khánh, nhưng thật ra thập phần không tồi bộ dáng, liền hướng này một đường tới đường xi măng, kia kêu một cái vững vàng không sóc này, hắn nhưng cho tới bây giờ đều không có, cảm thấy lên đường cũng là một kiện nhẹ nhàng như vậy sự tình, nghĩ đến chính mình từ Nhã An đến Nhạn Môn Quan những ngày ấy, hắn thật cảm thấy, rõ ràng là bọn họ Trường Tố vẫn luôn đều dẫn đầu ở phía trước, nhưng hiện tại lại có một loại cảm giác, đảo như là bị đại khánh cấp hung hăng ném ở phía sau dường như, hơn nữa hắn cũng âm thầm tính toán quá từ Nhạn Môn Quan đến Ung Đô lộ trình, đồng dạng không sai biệt lắm hành trình ở đại khánh thượng lại muốn so Trường Tố ngắn lại, suốt 5-6 thiên thời gian, cơ hồ ngắn lại một nửa thời gian, nếu là ở ngày đêm kiêm trình dưới tình huống kia căn bản là, nếu không bao nhiêu thời gian là có thể đủ tới rồi, đặc biệt là tại hành quân đánh giặc thượng kia càng là phương tiện không thôi. Bọn họ này vẫn là ban ngày lên đường buổi tối đêm túc cơ sở thượng, nếu tới, rồi tình hình chiến đấu khẩn cấp yêu cầu ngày đêm kiêm trình thời điểm vậy thật sự thể hiện, ra ưu việt tới, Ngô, nhìn đến thời điểm có thể hay không, từ đại khánh trên tay đem này đường xi măng sự tình cấp thám thính rõ ràng, đến lúc đó cho dù là tốn chút bạc cũng là đáng giá, yên tâm, liền tính là bị người coi như con khỉ xem, ngươi cũng là một cái soái khí con khỉ. Ngồi ở xe ngựa trong một góc đầu Đàm Chí chậm rãi từ từ địa đạo một câu, thanh âm kia bên trong thậm chí nhưng xem như thập phần thành khẩn, Bạch Hy Cảnh yên lặng không nói gì, sớm biết rằng vừa mới liền không nên hỏi tiểu tử này, dù sao này hỏi cũng là hỏi không, có đôi khi tiểu tử này theo như lời nói muốn so hiện thực càng thêm tới làm giận, sớm biết rằng lúc trước liền không nên mang theo tiểu tử này, cùng nhau tới tỉnh có chút thời điểm còn như vậy sốt ruột. Bạch Hy Cảnh xuyên thấu qua kia cửa sổ, nhìn bên ngoài tình huống, tuy không đến mức xem đến thập phần thấu triệt, hơn nữa người tễ người dưới tình huống cũng không có xem có bao nhiêu rõ ràng, hắn nghĩ chính là chờ tới rồi dịch quán lúc sau làm người lộng hai bộ đại khánh quần áo đến lúc đó cũng hảo ra cửa nhìn xem tình huống, nguyên bản hắn liền không có tính toán suốt ngày mà hoa tại đây dịch quán bên trong, hơn nữa, hắn đối với đến từ đại khánh, đồ sứ lưu ly còn có kia cái gì cảnh Thái Lam một loại. Cũng là thập phần thích, chỉ tiếc lưu thông đến bọn họ Trường Tố bên trong thiếu chi lại thiếu, mặc dù là có cũng sớm mà đã bị người cất chứa, cũng chỉ có ở bạn bè thân thích, trước mặt mới có thể đem ra dùng làm khoe ra một phen, mà hắn lúc này đây tiến đến cũng tính toán thu mua một ít, cũng hảo cầm trở lại Trường Tố đi, kia vây xem người cũng ở xe ngựa tới rồi dịch quán, nhìn thấy Bạch Hy Cảnh từ trên xe ngựa tới lúc sau kia nguyên bản. Cũng đã ở vào thập phần hưng phấn trạng thái càng thêm có vẻ hứng thú ngẩng cao lên, nha, đó chính là Trường Tố thái tử đi, lớn lên cũng thật tuấn nào, là nha, kia bộ dáng lớn lên cũng thật đẹp, nguyên bản còn tưởng rằng là lồng lộng tráng thay một hán tử, như vậy vừa, thấy đảo cũng cùng chúng ta đại khánh, dưỡng ở tinh dưỡng thiếu gia không cái hai dạng khác biệt à, là nha, kia da thịt non mịn, ta còn đạo trưởng nắn là cùng chúng ta đại khánh bất đồng tới, nhưng hiện tại xem ra thật là không có gì khác nhau. Kia nghị luận thanh từ phía sau quần quận mà đến, Bạch Hy Cảnh đối với loại này nghị luận cũng có không thể nề hà. Trước mắt Ung Đô bá tánh khó được nhìn thấy cảnh tượng như vậy,
cho nên là thiệt tình đem hắn coi như con khỉ tới đối đãi đi. Nhưng nghe này lời nói bên trong vẫn là tán thưởng nhiều, cái này làm cho Bạch Hy Cảnh cũng cảm thấy thập phần cao hứng, rốt cuộc không có người không thích nghe đến người khác tán thưởng mà thích nghe được trách cứ. Đi trước sứ thần Trần Bình đã sớm đã ở dịch quán bên trong đợi Bạch Hy Cảnh, hồi lâu, hiện giờ nhìn thấy Bạch Hy Cảnh đã đến, hắn cũng có thể tính thở dài nhẹ nhõm một hơi đón tiến lên nói, thái tử điện hạ nhưng tính ra, thần đã làm người bị. Hạ nhiệt canh liền ở điện hạ trong phòng, điện hạ nhưng trước tắm gội thay quần áo, sau đó lại dùng cơm trưa, này hai ngày nguyên hy đế bệ hạ thân mình không khỏe, ước chừng là muốn qua hai ngày lại vào cung tương đối thỏa đáng. Bạch Hy Cảnh đối với Trần Bình điểm này đề điểm cũng không thèm để ý, này một đường tới tuy có vài phần mỏi mệt, nhưng cũng không đến mức tới rồi làm hắn hoàn toàn chống đỡ không đi xuống trình độ. Nguyên hy đế bệ hạ thân mình không khỏe tự nhiên là dưỡng hảo thân mình mới là quan trọng nhất, cô hiện giờ cũng không có tính toán sớm ly ung đô, nơi nào tiếp kiến cô không phải tiếp kiến, này cũng không cần nói thêm cái gì. Bạch Hy Cảnh theo Trần Bình chỉ dẫn hướng tới hắn phòng phương hướng mà đi, hắn hiện tại cũng thật là yêu cầu tắm gội một phen. Trần Bình là cái tinh tế người, nghe được Bạch Hy Cảnh nói như vậy thời điểm đảo cũng không có gì ngoài ý muốn, ngược lại lại nói, ta thả làm trong phòng bếp đầu chuẩn bị chút thức ăn, điện hạ một đường lại đây chỉ sợ cũng đói bụng, tuy là biết điện hạ đánh giá ở cơm trưa thời gian có thể tới ung đô tới, rồi lại không chắc rốt cuộc khi nào sẽ tới, cho nên cũng liền không làm phòng bếp gian người trước tiên bị hạ thức ăn, điện hạ trước tắm gội, chờ đến điện hạ chỉnh đốn thỏa đáng cũng không sai biệt lắm có thể thượng đồ ăn. Trần Bình nói nơi này thời điểm cũng nhớ tới phía trước Tạ Hoài An nói, hắn lại nói tiếp, trong phòng bếp đầu bếp là cái ngự trù, sẽ làm cũng chính là đại khánh đồ ăn, ta làm người trước sửa trị bàn tiệc ra tới, điện hạ ăn trước thượng một hồi, nếu là ăn không quen, thần lại làm người đỉnh đầu bếp đi làm chúng ta trưởng tố đồ ăn, điện hạ xem, có cái gì ăn đến quán ăn không quen, còn không phải là cái thức ăn thôi, qua qua chú ý, đi theo một bên Đàm Chí lạnh lùng thốt một câu, chúng ta hiện giờ ở đại khánh địa giới thượng, đại khánh an bài như thế nào đó là như thế nào thôi, tự làm chủ. Trương xuống dưới ngược lại là chọc người đầu để câu chuyện, nhân ra ngoài miệng là như vậy nói nhưng trong lòng chưa chắc là thật sự như vậy tưởng, chúng ta làm như vậy, không chừng ở bọn họ xem ra là ở làm nhục cũng chưa chắc, hà tất nhiều này một chuyện. Trần Bình thấy Đàm Chí Mộc một khuôn mặt nói chuyện tới đỉnh chính mình, trong lòng cũng có vài phần hơi bực, đích xác có vài phần bất mãn, nhưng lại biết Đàm Chí là thái tử điện hạ bên người người tâm phúc, lại là Đàm gia cháu đích tôn. Nào dám nói một cái không tự, lại thấy hắn này nói cũng có vài phần đạo lý, nghĩ đến kia Tạ Hoài An thật là ý cười rung rung mà cùng hắn nói chuyện này, nhưng ở trong quan trường cũng đã nhìn quen mặt ngoài một bộ bối mà một bộ, ai biết kia Đại Khánh Vương ra nói lời này thời điểm là nghiêm túc vẫn là giả dối. Đàm Chí nói cũng là, sơ tới Đại Khánh mọi việc vẫn là thoáng thận trọng từ lời nói đến việc làm hảo, nhưng cũng muốn vẫn duy trì người không phạm. Ta không phạm người tư thái, nếu thực sự có cái gì tức giận, cũng không cần chỗ nhường nhịn người, bảo trì điểm đúng mực liền thành. Bạch Hy Cảnh nói, hắn đối Đại Khánh cũng không như vậy nhiều địch ý, nhưng bọn hắn trường tô cũng không giống như là cao lệ như vậy tiểu quốc sợ hãi, nhưng cũng không đến mức là lấy lòng đi, cho nên muốn cũng không đủ chính là bình thản mà thôi, đúng vậy điện hạ. Trần Bình lên tiếng, cũng coi như là đã biết thái tử điện hạ thái độ như thế. Nào, Trần Bình còn muốn nói nữa, lại là bị Bạch Hy Cảnh đánh gãy, này cơm chưa ta liền không cần chuẩn bị, chỉ bị các ngươi liền thành, ngươi đi tìm hai thân đại khánh quần áo tới, nguyên liệu hơi chút hảo chút lại cũng không cần quá xuất sắc, cô cùng A Chí ra cửa đi một chút, nhìn xem này đại khánh quốc gia ung đô phong mạo, nếu có chuyện gì liền đi tìm người. Bạch Hy Cảnh nơi nào không biết Trần Bình người này làm việc còn tính vững vàng, cũng có thể tính cẩn thận, nếu không có như thế cũng sẽ không bị phụ hoàng an bài cùng nhau tiến đến chuẩn bị, nhưng duy nhất chỗ hỏng đó chính là quá mức lải nhải, như là cái lão thái bà tử đúng vậy, tìm được điểm manh mối là có thể nói thượng một đống. Trần Bình nghe được Bạch Hy Cảnh nói như vậy, hắn lập tức liền phải phản đối, lại nghe đến Bạch Hy Cảnh khinh phiêu phiêu một câu, không cần nhiều lời, ngươi nếu nhiều lời, cô liền tức khắc khiển ngươi hồi Nhạ An. Bạch Hy Cảnh cảm thấy này biết người. Biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, đại khánh nguyên bản cũng không thế nào, chỉ là mấy năm nay tới thật sự là làm hắn lau mắt mà nhìn,
tự nhiên mà cũng không nghĩ lại xem nhẹ Đại Khánh, rốt cuộc mặc kệ là nơi nào đều có chỗ đáng khen sao, cả ngày ở dịch quán bên trong ở tự nhiên không thể phát hiện cái gì, chi bằng tùy ý ở Ung Đô Thành bên trong đi lên vừa đi, cũng đỡ phải Trần Bình ở trước mặt nhắc đi nhắc lại cái không ngừng. Trần Bình thấy Bạch Hy Cảnh như vậy vừa nói, tự nhiên không có gì nói, Thái tử Điện Hạ thực rõ ràng là không cho hắn đi theo, nếu lại nói chút cái gì chỉ sợ, cũng là ở Điện Hạ trước mặt thảo không tới cái gì chỗ tốt, đến lúc đó muốn thật chọc giận là Thái tử Điện Hạ, trực tiếp đem hắn đưa về trường tố, đến lúc đó bệ hạ còn không được lột hắn ra. Trần Bình người này tuy là rong dài một chút, nhưng làm việc còn tính đáng tin cậy. Nếu không cũng sẽ không bị Huệ Đế coi trọng đưa đến chính mình nhi tử bên người tới, cho nên ở Bạch Hy Cảnh, còn không có tắm gội xong thời điểm cũng đã cầm một bộ tân mua Đại Khánh, quần áo vào được, đối với ở phía sau bình phong Bạch Hy Cảnh nói, Điện Hạ, này Ung Đô bên trong ngài nếu là nghĩ ăn chút ăn ngon, kia nhưng thượng đệ nhất lâu đi dùng cơm trưa, nhàn rỗi không có việc gì, cũng có thể đi kia bác tới cư xem một hồi thư ăn chút điểm tâm. Hiện giờ ở đầu hạ, nhưng thật ra có hiếm lạ gọi là gì kem ăn, Trần Bình lại nhảy còn tưởng lại nói điểm cái gì, lại là, bị Bạch Hy Cảnh cấp đánh gãy nói, cô tự mình dài quá đôi mắt, tất nhiên là sẽ đi nhìn, không cần ngươi để điểm cái gì, này để điểm nhiều, cô đi ra ngoài cùng không ra đi còn có cái gì ý tứ. Trần Bình nghe được Bạch Hy Cảnh nói như vậy thời điểm lập tức cấm thanh, không dám nói cái gì nữa, Bạch Hy Cảnh thay quần áo. Đối với Đại Khánh quần áo đảo cũng không có cảm thấy có bao nhiêu biệt nhiễu, tuy là có vài phần cùng trường tố không lớn giống nhau lại cũng không đến mức hoàn toàn bất đồng, nhưng cũng không có bao lớn không thói quen, này một thay lúc sau lại thúc phát lúc sau, cũng nhưng thật ra nhìn không ra tới cùng bên ngoài tầm thường những cái đó Đại Khánh, bà tánh có cái gì bất đồng, nhìn liền biết là cái kiểu dưỡng cậu ấm, đàm chí là cái gì thiếu hé răng, đối với Bạch Hy Cảnh nói nhưng thật ra cũng nghe thật sự. Cũng thay Đại Khánh quần áo đi theo Bạch Hy Cảnh ra dịch quán đại môn, hai người ra cửa thời điểm tuy đang lúc ngày có chút liệt, nhưng không chịu nổi vừa lúc là ban ngày lại là cơm trưa thời điểm, cho nên này trên đường, nhưng nói là náo nhiệt cũng có thể nói đúng không như thế náo nhiệt chính là những cái đó tiểu lầu, dưới lầu đại đường trên lầu nhã gian kia đều là vô cùng náo nhiệt, không nhiệt chính là trên đường phố, lui tới người không nhiều lắm. Đều là những cái đó đã ăn cơm chưa ra tới đi bộ, nhìn xem hoặc là tuyển cái tiểu quầy hàng mua điểm vật nhỏ, Bạch Hy Cảnh cũng là một đường đi bộ, cũng không có đi kia đệ nhất trong lâu đầu ăn cơm, nhưng thật ra ở bên đường một cái mặt sạp thượng muốn hai chén mặt, này bên đường lý ra mặt sạp nhưng thật ra Ung Đô trong thành đầu làm vài thập niên, đại đại tương truyền tay nghề, so không được những cái đó trong tiệm mặt tinh xảo, nhưng thật ra cái đại đại tương truyền tay nghề sống. Làm thập phần không tồi, trước mắt ở ngày mùa hè, này mặt sạp thượng mì phở cũng coi như có rau trộn cùng nhiệt mặt hai, dạng khác biệt, liền hai ba bàn cũng mấy cái trường ghế, nhưng bên trong người ăn lạnh mặt người nhưng thật ra không ít. Bạch Hy Cảnh đi bộ một vòng lúc sau liền quyết định thượng này mặt sạp thượng thức ăn, muốn hai phân gà ti quấy mặt, chờ đến đi lên thời điểm kia phía trên là bào thành ti tiểu dưa chuột, cũng đậu phụ khô ti cùng gà ti. Phía dưới là một phần nâu ở nước lạnh bên trong qua quá lạnh mặt, còn đưa tặng một chén nãi màu trắng canh, lão trượng, ngươi này gà ti mặt, bán nhưng một chút cũng không quý, thật thành thực a, này vẫn là dương canh đi. Bạch Hy Cảnh ngửi ngửi một chút kia nãi màu trắng canh liền biết là cái thứ gì, hơn nữa trọng điểm là dương canh tuy là lạnh lại nửa điểm cũng không có mùi tanh, như vậy phân lượng một phần chỉ bán 8 văn tiền, nhưng thật ra cũng đích xác xem như thật sự thực. Lý ra mặt sạp hiện giờ này trưởng muỗng chính là Lý lão cha, nhà mình nhi tử đương phó thủ, mà nhà mình bạn già một cái thêm xài một cái, rửa chén đảo cũng có thể xem như ngay ngắn trật tự, buôn bán nhỏ, khách quan là bên ngoài tới đi, thấy mặt xinh, cũng không giống như là Ung Đô khẩu âm. Lý lão cha cười nói, lão hán nhưng thật ra nghe được ra tới, chúng ta huynh đệ hai người từ phía bắc tới, lần đầu tới Ung Đô đâu. Bạch Hy Cảnh cũng cười nói, không có bị người cấp nói ra khốn quẫn, đánh cái cơ nói qua đi. Lý lão cha cười hắc hắc nói, ta lão già này ở Ung Đô bên trong sinh sống hơn phân nửa đời, nơi nào là có thể nghe không hiểu, hơn nữa này lui tới trong thành thủ lĩnh đều có thể hôn cái mặt thục, ta đây là buôn bán nhỏ, hôn cái ấm no thôi, lại nói này lạnh mặt vẫn là Liễu gia đại tiểu thư cấp ra chủ ý,
ngày mùa hè bên trong thiên nhiệt, đại gia hỏa thịnh ăn cái lạnh, làm tiểu lão nhân ở ngày mùa hè thời điểm làm lạnh lạ mặt ý, nếu là không thích này gà ti mặt, khẩu vị lược trọng nói còn có táo tử mặt, các loại đều có, ngươi cũng đừng xem thường này dương canh, chính là lão nhân một nhà hoa không ít thời gian ngao chế ra tới, phóng lạnh cũng không tanh càng không có dương tanh vị, ngươi đem này dương canh đảo một nửa tiến mặt bên trong quấy cùng nhau ăn kia tư vị, càng tốt lý, trên bàn còn có sa tế cùng giấm gạo, thích cái nào chính mình thêm liền thành, Bạch Hy Cảnh nghe Lý lão cha nói như vậy, hắn theo lời đổ một nửa dương canh vào mặt bên trong, lại đem này mặt nhi một quấy, ăn lên thời điểm quả thật là muốn so tầm thường thời điểm muốn tới. Tươi ngon nhiều, này quán mì nhỏ cấp dương canh phân lượng cũng đủ, đổ một nửa đi vào còn dư lại nửa chén cũng đủ liền mặt ăn, hơn nữa vừa vặn đảo tiến lạnh mặt bên trong dương canh quấy qua sau, cũng không có vẻ quá thủy đủ, nhưng thật ra cái thiệt tình không tồi ăn pháp, sẽ không quá chú ý, nhưng cũng không đến mức hoàn toàn không đến cái gì kỹ xảo, trọng điểm là này dương canh định là muốn nấu đến đủ địa đạo, mì sợi cũng muốn đủ kính đạo, hơn nữa nhà này mặt cửa hàng bên. Trong trừ bỏ tế mặt, viên mặt, khoan mặt còn có tiểu mạch mặt bột ngô một loại làm thành, điểm này mặt thời điểm còn sẽ hỏi một tiếng muốn cái gì mặt, thậm chí còn có lạnh da. Hắn vừa mới nhìn thoáng qua cũng có người khác điểm lạnh mặt lạnh da một loại, bên trong có đậu giá, rong biển, dưa chuột ti đậu phộng còn có cắt thành đinh điểm lớn nhỏ đậu phụ khô, dùng sa tế tỏi tư còn có bên không hiểu, được là gì gia vị một quấy nhìn đảo cũng cực khai vị. Đàm Chí ăn hai khẩu, cảm thấy này sạp tuy nhỏ một ít, đảo cũng không tồi, tư vị nửa điểm cũng không kém, đảo cũng không nói cái gì chuyên chú ở ăn thượng, Bạch Hy Cảnh tâm tư cũng không được đầy đủ nhiên đều tại đây mì phở thượng, các loại sơn chân hải vị đều ăn qua, này lạnh mặt vị tuy là không tồi nhưng cũng không thể đủ xem như món ăn chân quý, mà hắn đối này Lý lão cha trong miệng cấp gia chủ ý người có chút để ý. Hắn tuy đối Đại Khánh không tính thập phần rõ ràng, nhưng cũng nghe nói qua Đại Khánh bên này nữ tử kia phần lớn đều là, đại môn không ra nhị môn không mại gả cho người liền ở trong nhà giúp chồng dạy con, liền tính là không lấy chồng cô nương cũng rất ít dòng trống khua chiêng, mà xuất hiện trước mặt người khác. Hắn ăn hai khẩu mặt nói, ngày mùa hè bên trong ăn lạnh mặt chính là đủ kính đạo A lão cha, này Liễu gia tiểu thư đảo đảo cũng có thể nghĩ ra này thức ăn tới. Vẫn là lão cha ngươi này lạnh mặt làm ăn ngon đi, Lý lão cha gặp người như vậy khen, chính mình mặt, trong lòng tự nhiên cũng cao hứng, lời này cũng không thể nói như vậy, ta cả đời này buôn bán nhỏ, nơi nào nghĩ tới nhiều như vậy loanh quanh lòng vòng, cũng mất công Liễu tiểu thư để điểm hai câu, này mì phở mới thay đổi như vậy nhiều đa dạng, đừng nói, Liễu tiểu thư chính là chúng ta Ung Đô thành bên trong nhất đẳng nhất người tài ba nột, người khác cầu đều cầu không được chỉ điểm. Cũng là mất công tiểu lão hán này mặt làm còn tính không tồi, Liễu gia đại thiếu gia cùng hai cái tiểu thiếu gia cũng vừa ý lúc này mới được Liễu tiểu thư mắt. Lý lão cha trước kia là làm nhiệt mặt, đảo cũng có đã làm lạnh mặt, nhưng xa không có như vậy phức tạp, này rau trộn đồ ăn bên trong rong biển, kia vẫn là Liễu đại tiểu thư từ gần biển chỗ nào cấp vận trở về, cũng chỉ thu hắn một cái phí tổn giới mà thôi, 3-4 văn tiền một cân, phao đã phát cắt thành ti kia chính là có không ít. Phải biết rằng này rong biển ở cửa hàng bên trong bán, cũng có thể xem như quý giá, bọn họ Ông Đô Ly Hải nhưng xem như xa lợi hại đâu, hắn đây cũng là dính phúc khí mới có, bất quá một cái cô nương mọi nhà, có thể như vậy có khả năng. Bạch Hy Cảnh cười nói, hắc, công tử ngươi lời này nhưng đừng nói như vậy, ngài xem ngươi nơi này đầu rong biển, kia chính là biển sâu bên trong đồ vật, chúng ta Ung Đô nhưng Ly Hải cách xa vạn dặm lộ đâu. Này nhưng đều là Liễu tiểu thư cấp lộng trở về, ngài trở lên này phố đông vừa thấy, Liễu tiểu thư cửa hàng chính là chiếm vài ra đâu, công tử có biết kia lưu ly, đồ sứ còn có kia cảnh thái lam một loại, kia đều là thượng công thứ tốt, Liễu tiểu thư này cửa hàng đều đã chạy đến cả nước đi, Lý lão cha nhi tử theo sát nói, là nha, công tử, Liễu tiểu thư cửa hàng đều khai Đại Khánh các nơi đi, bất quá nhất muốn ta nói chính là... Này đường xi măng A kia mới là thật thật mà tạo phúc ba tánh đâu, kia nguyên bản ở rửa chén phụ nhân xoa xoa tay, đem rửa sạch sẽ, chén đũa đặt ở một bên nước đọng nói, đi ở đường xi măng thượng lại phương tiện lại tốc độ, cũng mất công Liễu tiểu thư nghĩ ra được, lúc trước cũng là nàng cực lực đề cử, lại ra tiền bạc xây cất lộ làm chúng ta dân chúng hiểu được nguyên lai này, lộ cũng có thể như vậy,
không cần tới rồi ngày mưa thời điểm liền một chân bùn một chân thủy. Bạch Hy Cảnh ánh mắt sáng lên, quả thực, ta này một đường tới cũng cảm thấy này quan đạo san bằng thực, không nghĩ tới a, nhưng, không, này toàn ra có vài phần thần khí địa đạo, phảng phất vừa mới nói người là nhà bọn họ người dường như, ngài nếu là quá sẽ nhàn rỗi không có việc gì, cũng có thể thượng đằng trước bác tới cư ngồi ngồi, hiện giờ ngày mùa hè bên trong ra một ít cái mát lạnh giải nhiệt, có thể đọc sách cũng có thể nói chuyện phiếm. Ngài nếu là tưởng mua thư, thượng phố Đông Bắc học hiệu sách, bên trong kia thư cùng Hoàng gia thư viện cũng là không kém, đều là Liễu tiểu thư in ấn nhà máy. Bên trong ra tới in ấn thư, so trước kia viết tay bổn tiện nghi đến nhiều. Lý lão cha cười tủm tỉm địa đạo, ngươi nếu là tưởng mua bên quý trọng đồ vật, Liễu tiểu thư cửa hàng bên trong tháng này còn không có làm chiết khấu, hứa quá hai ngày sẽ có hứa quá hai ngày cũng không có, này xem như khó gặp. Bạch Hy Cảnh nghe được gật đầu, trong lòng lại là nhớ kỹ, tuy nói bọn họ Trường Tố cùng Đại Khánh không giống nhau, ở bọn họ chỗ nào nữ nhân cũng là có thể tung hoành thiên hạ, làm buôn bán, thậm chí Bạch Hy Cảnh cũng gặp qua vài cái năng lực nữ nhân, nhưng ở Đại Khánh có như vậy nữ tử kia thật đúng là hiếm thấy, huống chi Bạch Hy Cảnh có khác suy nghĩ, tất nhiên là nghe được cẩn thận, nghĩ một hồi nhất định phải đi này mấy nhà cửa hàng bên trong nhìn xem mới hảo. Như vậy nữ tử hẳn là sinh thập phần khổng võ hữu lực bộ dáng đi, ít nhất cũng hẳn là cùng Đại Khánh, bên trong tầm thường những cái đó nữ tử có chút không lớn giống nhau mới đúng, đang ở, cười nói thời điểm, nhưng thật ra có cái thanh tú nữ tử tới rồi quầy hàng đằng trước, đem trên tay hộp đồ ăn mở ra từ bên trong mang sang một cái xinh đẹp chén sứ, cười tủm tỉm địa đạo một tiếng, Lý lão cha cấp tiếp theo chén mì đi, nhiều hơn điểm lỗ đậu làm cùng dưa chuột ti. Nha, là cẩm sắc cô nương a, hảo liệt, lập tức liền cho ngươi làm, Lý lão cha thét to một tiếng, tay chân lanh lẹ, mà hướng tới đang ở lăn nước ấm nồi bên trong buông xuống một phen mặt, chính là, tiểu thư muốn ăn, bên cần phải lại phóng điểm, là hai vị tiểu thiếu gia muốn ăn đâu, Lý lão cha ngươi nơi này làm mặt nhi hảo, hai vị tiểu thiếu gia nghĩ muốn ăn, cho nên tiểu thư để cho ta tới mua một phần. Cẩm sắc cười nói, tiểu thiếu gia nhóm còn nhỏ, hai người ăn một chén liền thành, còn có bên đồ vật ăn, nhiều liền đạp hư đồ vật, là đạo lý này, Lý lão cha nói một câu, bọn họ này những lão nhân đều là một đường khổ lại đây nơi nào có thể nhìn thấy này, tùy ý đạp hư. Đồ vật sự tình phát sinh, hai tiểu thiếu gia hôm nay nhưng thật ra gia phủ tới, hôm nay không phải Trường Tố tới người sao, hai tiểu thiếu gia hướng tới muốn xem náo nhiệt. Tiểu thư vặn không được tính tình này, đều ở bác tới cư đâu, phía trước ăn không ít tiểu điểm tâm vừa mới nói có chút đói bụng muốn ăn mặt, tiểu thư liền đuổi rồi ta tới, cẩm sắc cười tủm tỉm mà nói, mì phở dễ tiêu hóa, cũng dưỡng người, thích hợp tiểu thiếu gia nhóm ăn, cũng không phải là, hai cái. Tiểu thiếu gia ăn nói, ta liền đem mặt nấu hơi chút mềm thấu một chút, cũng càng thích hợp hai vị thiếu gia ăn. Lý lão cha nói một câu, trường chiếc đũa ở nồi bên trong rảo hợp một phen, sau đó đem mặt từ nồi bên trong dùng hàng che chúc muối vớt vớt lên, qua đến một bên nước sôi để nguội bên trong một quá, mới vừa rồi trang tới rồi kia xinh đẹp chén sứ bên trong, từ một bên, vẫn luôn ôn gốm sứ nồi chí múc tràn đầy một muỗng nhiều lỗ đậu làm, lại múc non nửa muỗng nước sốt, lúc này mới lại thả không ít dưa chuột ti đậu giá cùng rong biển, lúc này mới đem chén để cấp cẩm sắt. Kia một chén vừa thấy liền so người khác muốn thật thành càng nhiều, cẩm sắc đem chén bỏ vào hộp đồ ăn bên trong đắp lên cái nắp, mới vừa rồi cầm đồng tiền ra tới đưa cho Lý lão cha, chính là một chén mì thực mà thôi, giá trị cái mấy cái tiền chỉ lo cầm đi ăn đó là, đưa tiền làm chi, Lý lão cha chống đẩy không chịu thu đi, hắn này mặt sạp đừng nhìn là nhỏ một chút, nhưng, từ sớm đến tối cũng vẫn luôn đều có nhân khí. Có tiền dùng nhiều mấy văn ăn cái mang thức ăn mặn, không có tiền hoa cái 4-5 văn tiền ăn cái tố mặt, cả ngày xuống dưới đảo cũng có thể kiếm thượng không ít. Quan trọng nhất chính là Liễu tiểu thư đối bọn họ toàn gia cũng còn xem như chiếu cố, cũng không đến người sẽ đến tìm bọn họ toàn gia phiền toái. Tiểu thư nói, ngài nếu là không thu này tiền, này sau này chính là không dám thượng ngài này sạt tới ăn mì, miễn cho bị. Người ta nói là ăn bá vương cơm. Cẩm sắc cười tủm tỉm mà nói, đem đồng tiền ngạnh nhét vào Lý lão cha trên tay, lão cha ngài thật thành, tiểu thư nhà ta cũng thật thành, không thể làm ra mua nhà ngươi mặt ăn còn không trả tiền sự tình tới, nếu là làm người khác hiểu được,
còn không được lại nói bậy tiểu thư nhà ta nói bậy đi, đến lúc đó mới thật là không biết muốn như thế nào hảo, ta xem cái nào dám nói Liễu tiểu thư nói bậy, ta Lý lão cha đầu một cái không buông tha. Người, Lý lão cha tiếp tiền, này một chén tố mặt nguyên bản liền giá trị cái 5 văn tiền mà thôi. Tuy nói chính mình là nhiều hơn một ít lỗ đậu làm, nhưng người cho 8 văn tiền, đều một chén mang thức ăn mặn mì phở giới, cũng coi như là thập phần khách khí. Cẩm Sắc cô nương chạy nhanh trở về đi, này mặt nếu là lâu rồi muốn hồ, tiếp theo nếu là còn muốn ăn mặt thét to một tiếng, chúng ta đem mặt đưa qua đi cũng thành. Lý lão cha nhi tử nói một câu, lời nói bên trong cũng thập phần khách khí. Cẩm Sắc gật gật đầu, mới vừa rồi dẫn theo hộp đồ ăn đi rồi. Bạch Hy Cảnh cũng là vẫn luôn đều đang nghe đối phương nói chuyện, từ Lý lão cha vừa mới kia nói chuyện tư thái, xem ra vừa mới kia nha đầu chính là Liễu gia. Bạch Hy Cẩm nhìn thoáng qua kia cô nương đi phương hướng, lại nghe được nói là ở Bác Tới Cư, hắn tưởng, một hồi định là muốn đi Bác Tới Cư chỗ nào xem một chút. Bạch Hy Cảnh thực mau đem mì phở ăn cái sạch sẽ, lúc này mới đào 16 văn, tiền ra tới cho người ta. Lãnh Đàm Chí đừng mặt sạc theo vừa mới Cẩm Sắc phương hướng mà đi, thực mau mà liền đến kia một gian 3 tầng lâu treo, Bác Tới Cư 3 chữ chỗ ngồi. Bạch Hy Cảnh hướng tới bên trong nhìn thoáng qua, bố trí đến đảo cũng coi như là lịch sự tao nhã, chỉ là này cái bàn ghế dựa đều cùng hắn tầm thường chứng kiến không quá giống nhau, nhưng gỗ thô làm nhìn cũng nhưng thật ra thoải mái thực, trên tường kia từng loạt kệ sách phía trên thả không ít thư, ngồi vị trí nhân thủ biên thả cái ly, trên tay phủng thư đang nhìn, cũng có mấy người đang ở nhỏ giọng mà nói chuyện, đảo cũng không ầm ĩ còn xem như an tĩnh. Bạch Hy Cảnh xả Đàm Chí vào cửa, bên trong những cái đó tiểu nhị cũng là cùng tầm thường những cái đó, mặt tiền cửa hiệu bên trong không lớn giống nhau, đều ăn mặc tương đồng nhan sắc quần áo, trên người vây quanh màu lam tạp dề, nhìn qua đảo cũng sạch sẽ thực. Hơn nữa này việc cũng là có nam còn nữ, diện mạo đều là thanh tú đều sạch sẽ cũng không có gì thảo người ghét địa phương. Vừa thấy đã có người tiến vào, có thể liền có người thượng tiến đến, nói, hai vị bên trong thỉnh, hai vị là tưởng ở lầu 1 đâu vẫn là ở lầu 2 bàn tròn hoặc là lầu 3 sofa khu. Bạch Hy Cảnh nghe được thú vị nói, kia có cái gì bất đồng đâu, tất nhiên là có bất đồng, lầu 1 đâu hai vị cũng thấy được giống như là như vậy bàn dài. 4 người 1 bàn, lầu 2 đâu là nguyên hình cái bàn, lầu 3 chính là bàn tròn cùng sofa ghế dựa, hiện giờ này trong tiệm mặt người còn không tính nhiều, cho nên hai vị còn có chọn, phải chờ tới những cái đó học sinh từ học đường bên trong hạ học, chỉ sợ liền thật sự không chọn, không chừng còn muốn đồng nghiệp hợp chỗ ngồi đâu. Người nọ cười tủm tỉm địa đạo, chúng ta này Bác Tới Cư, cũng là cái náo nhiệt chỗ ngồi, muốn thật gặp gỡ hợp vị trí tòa thời điểm. Cũng đều là có thể thông cảm, nói chuyện nhỏ giọng điểm khác quá ngại người đọc sách. Liền thành, sách này giá thượng thư cũng đều có thể tùy ý xem, chỉ cần không hủy hoại, kia cũng sẽ không mặt khác thu bạc. Kia tiểu nhị vừa nghe đến Bạch Hy Cảnh, hỏi như vậy liền biết hắn định không phải Ung Đô người, ở Ung Đô thành bên trong ai không biết này, Bác Tới Cư 3 tầng lâu chi gian khác biệt, cũng chỉ có quê người khách mới có thể như vậy hỏi thượng vừa hỏi. Bạch Hy Cảnh thấy người nọ nói cẩn thận, cũng có thể tính nhiều ít đã biết một ít tình huống, hắn nói, ta đây nhưng đi lên nhìn xem lại quyết định đến lúc đó ngồi nơi nào. Người nọ cũng không phản đối nói, thành, ngươi thả lên lầu đi, trên lầu đều có người. Bạch Hy Cảnh hơi hơi gật đầu, cũng mang theo Đàm Chí lên lầu đi xem đến tột cùng. Này lên lầu 2, bên trong cũng có gửi bàn ngồi người, đa số vẫn là nam tử, điểm nước trà nhìn thư, đảo cũng là an nhàn thực. Bạch Hy Cảnh nhìn vừa thấy lúc sau, lại thượng lầu 3, này thượng lầu 3 lúc sau hắn liền không rời được mắt, lầu 3 thượng vị trí muốn so phía dưới lầu 2 cùng lầu 1 vị trí thiếu một ít, nhưng kia chỉ là nhìn liền cảm thấy có chút bất đồng. Bạch Hy Cảnh này vừa thấy lúc sau liền cảm thấy không tồi, hơn nữa lầu 3 lấy ánh sáng cũng hảo, thoải mái, cũng có mấy cái cô nương ra ngồi ở một bên nhỏ giọng mà nói chuyện phiếm, thật là người không tính nhiều. Hắn nhìn vừa thấy, nhưng thật ra nhìn, đến ở lầu 3 hơi ở góc địa phương có 2 đứa nhỏ ngồi ở vị trí thượng, vị trí này cũng có chút kỳ lạ, vừa vặn tốt có thể làm một cái hài tử ngồi, có tiểu tấm ngăn đem người cấp cố định thỏa đáng, mà phía dưới lại còn lại không đương có thể cho chân vươn tới, thanh thản hài tử nhưng thật ra cực kỳ phương tiện, mà 2 cái trắng trẻo mập mạp tiểu hài tử còn lại là,
bị an trí ở trên chỗ ngồi, kia trên cánh cửa phóng hai cái tiểu chén sứ, hài tử trên tay cũng cầm hai căn chiếc đũa, độ cao vừa lúc có thể cho hài tử ngồi chính mình ăn, mà ở này một bên, vừa mới ở mặt sạc, thượng điểm một chén mì nữ tử đứng ở một bên nhìn, mà mặt khác còn lại là ngồi một người tuổi trẻ non nớt cô nương ngồi, trên tay phủng quyển sách nhìn, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua kia cầm chiếc đũa, kẹp mặt ăn hài tử liếc mắt một cái, trong ánh mắt nhưng không có nửa điểm thương tiếc, tỷ 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 hai hài tử cầm chiếc đũa cũng không lớn sẽ dùng, này mặt một nửa là vào miệng một nửa rơi xuống nơi khác, trên người kia một kiện mạt miệng cũng dính đến dơ dơ, không thể, chính mình muốn ăn cơm vậy muốn chính mình động thủ, đừng cả ngày là nghĩ có thể để cho người khác uy. Kia cô nương nửa điểm cũng không thương tiếc, dạy thật lâu, muốn chính mình ăn, không chuẩn dùng tay liền phải đánh tay nhỏ, Vân Sơ cùng Vân Khởi, cũng hiểu được có đôi khi quang sẽ kêu tỷ tỷ cũng là vô dụng, chớp đôi mắt nhìn Vân Xu, liếc mắt một cái thấy tỷ tỷ cũng không có xem bọn họ ý tứ, đành phải ngoan ngoãn mà chính mình ở bên kia dùng chiếc đũa lay mì, sợi, ăn trên mặt cũng lây dính không ít nước sốt. Nhưng này ăn thời điểm đảo có chút vẫn là có không ít mì sợi rơi xuống, cẩm sắc nhìn Vân Xu kia không nói tình cảm bộ dáng, nàng cũng có chút bật cười nói, tiểu thư nghiêm khắc, tiểu thiếu gia còn thiếu đâu, từ từ tới chính là bởi vì tiểu, cho nên mới phải dùng từ nhỏ bồi dưỡng khởi độc lập tới, chờ đến trưởng thành lại nói này đó cũng đã muộn, Vân Xu nửa điểm cũng không dao động, nàng giáo dục chính là như vậy, tuổi này hài tử quan niệm một loại còn không có hình thành. Càng là phải hảo hảo dạy dỗ, nói nữa, nữ hài tử mới muốn kiểu dưỡng, nam hài tử nơi nào có quy củ nhiều như vậy, chính là phải hảo hảo mà giáo mới được, lại không ăn cái gì đau khổ cứ như vậy đau lòng, nuông chiều cũng không biết sau này sẽ nuông chiều thành cái bộ dáng gì, đều thành tưởng dưỡng ra cái ăn chơi trác táng tới, có tiểu thư ở đâu, nơi nào có thể trở thành ăn chơi trác táng, tiểu thư dạy người tất, nhiên là yên tâm. Xem lão gia phu nhân đại thiếu gia cũng không dám nói một cái không tự, xem hai vị tiểu thiếu gia đều nghe lời đâu, cẩm sắc nói, thanh âm kia bên trong cũng mang theo vài phần ý cười, nhà mình tiểu thư chủ ý nhiều thực đâu, hai cái tiểu thiếu gia bị nàng nhìn, nơi nào có thể có học cái xấu cơ hội, muốn thật học hư bảo không chuẩn phải như là năm đó, đại thiếu gia giống nhau bị tiểu thư cấp lột bỏ một tầng ra đâu, nhưng này tiểu thiếu gia cũng còn nhỏ, nơi nào là có thể dùng chiếc đũa thời điểm, bảo không chuẩn phải thượng thủ, nhưng Vân Xu vừa thấy đến liền sẽ đánh một lần tay nhỏ, đánh đến cũng không nặng, đánh xong lúc sau vẫn là sẽ làm dùng chiếc đũa, nhìn chằm chằm đến nhưng khẩn, nhưng hai vị thiếu gia cũng là, rõ ràng Vân Xu đối bọn họ nghiêm khắc, rồi lại thích dính không bỏ, nhưng lúc trước nếu không có tiểu thư, chỉ sợ cũng không có hai vị tiểu thiếu gia, thả hãy chờ xem, ta cũng vội lợi hại có thể có rảnh dạy dỗ. Thời điểm tất nhiên là phải hảo hảo dạy dỗ, Vân Xu nói, hắn xem một cái kia hai tiểu gia hỏa này mì sợi một nửa ăn một nửa lãng phí, cũng coi như là, không sai biệt lắm, mới vừa rồi đem bày biện ở bàn tròn thượng đã phóng, đến hơi ôn cá bạc trưng trứng phân ở hai cái chén nhỏ bên trong, phân lượng không nhiều lắm, đối với hai cái vừa mới ăn một ít mì phở hài tử tới nói đảo cũng đủ, cẩm sắt đem hai đứa nhỏ trước mặt mặt xẻo thu lên. Đặt lên bàn mâm phía trên, lại đem trưng trứng, cho qua đi, trưng trứng dùng chính là cái muỗng, so với kia chiếc đũa muốn tới đến phương tiện nhiều tự nhiên càng làm, cho hai đứa nhỏ vui vẻ, thả chiếc đũa lúc sau liền cầm cái muỗng múc ăn thập phần vui vẻ, Bạch Hy Cảnh xem đến cũng có hứng thú, này một chủ một phó đối thoại tuy là thanh âm nhẹ thực, lại ở trong góc đầu, nếu không phải hắn vừa mới lưu ý một ít đảo, cũng không đến mức là sẽ chú ý tới này hai người. Còn có kia hai đứa nhỏ sinh đến trắng trẻo mập mạp, đảo cũng, thật là cái đáng yêu đến cực điểm, nhìn ra được tới là gia cảnh không tồi đương bảo giống nhau xem, nhưng này đương tỷ tỷ cách làm đảo cũng là cái có ý tưởng, tứ như vậy tiểu liền quản, ý tưởng này cũng kỳ lạ thực, cô nương nhưng thật ra cái có cá tính người, như vậy tiểu liền nói muốn bồi dưỡng độc lập, ái chi thâm vì này kế sâu xa, đảo cũng là không lầm. Bạch Hy Cảnh đi lên trước hai bước, hắn vừa mới ly đến cũng có vài phần xa, cho nên có thể nhìn đến đảo cũng không tính quá rõ ràng, cũng liền thấy rõ ràng cái mặt bên mà thôi, nhìn mặt bên thời điểm liền cảm thấy là cái non nớt, hiện giờ tiến lên hai bước lúc này mới xem càng thêm cẩn thận một ít, thật đúng là chính là so với hắn sợ tưởng tượng bên trong còn muốn tuổi trẻ thực,
nhiều lắm cũng liền 14-15 tuổi mà thôi, cứ như vậy tiểu cô nương có thể có như vậy đại chủ ý. Vân Xu nhìn kia tiến lên đây người liếc mắt một cái, nhìn lạ mắt thực, bất quá Vân Xu cũng không dám nói nàng toàn bộ. Ung Đô bên trong người đều có thể đủ xem cái rõ ràng, nghe được hắn nói như vậy thời điểm, cũng nói một câu, nhân chi thường tình thôi, hẳn là. Bạch Hy Cảnh còn tưởng nói thêm câu nữa, nhưng Cẩm Sắt cảm thấy có chút không ổn, nàng nói, vị công tử này, lầu ba mặt trên trống không vị trí còn nhiều thực, nhà của chúng ta hai vị tiểu thiếu gia lại có chút sợ người lạ, ngươi xem lời này nói đến loại trình độ này cũng đã sáng tỏ, ý tứ chính là không hy vọng ngươi lại lưu tại chúng ta trước mặt. Hai đứa nhỏ cũng đã đem kia nguyên bản không nhiều lắm thức ăn cặp ăn cái sạch sẽ, ngoan ngoãn mà buông xuống cái muỗng, vươn bụ bấm tay nhỏ, nhưng một đôi viên hô hô đen bóng mắt to nhìn kia đến gần Bạch Hy Cảnh, mắt to bên trong tràn đầy tò mò, nửa điểm cũng không có phía trước nói như vậy có chút sợ người lạ. Vân Xu cầm một bên đã sớm đã bị hạ ướt khăn, cấp hai đứa nhỏ xoa xoa tay sau lại lau khô mặt, lúc này mới đem hai người từ ghế bên trong ôm ra. Tới, hôm nay các ngươi hai cái đã xem qua náo nhiệt, hiện tại ăn no không? Vân Sơ cùng Vân Khởi hai người sờ sờ tròn trịa bụng nhỏ tỏ vẻ no rồi. Vậy cùng tỷ tỷ về nhà đi, Vân Xu nói, tiếp theo lại ra cửa. Vân Sơ cùng Vân Khởi đảo cũng nghe lời nói, hôm nay chơi đùa cũng đủ rồi, cũng biết nếu là lại náo loạn tỷ tỷ nhất định sẽ không cao hứng, cho nên hai tên nhóc tỷ đảo cũng thỏa hiệp, muốn mua đường hồ lô, còn dám có yêu cầu. Vân Xu cười cười, nói, chỉ mua một chuỗi, trở về nhà ngủ ngủ chưa tỉnh lại lại ăn, chỉ cho ăn hai viên không chuẩn ăn nhiều, muốn ba viên, hai viên nửa. Vân Sơ Vân Khởi hai cái gì, cũng đều không hiểu hài tử nơi nào hiểu được Vân Xu hiểm ác, vừa nghe đến so hai viên nhiều, tự nhiên là gật đầu nhận đồng. Cẩm Sắt ở một bên ha ha cười, cũng chính là tiểu thư mới cùng hai vị thiếu gia như vậy tích cực. Vân Xu đem trên tay quyển sách giao cho Cẩm Sắt. Muốn nàng một hồi trở về thời điểm đem nàng không xử lý xong sự, tình cấp cùng nhau mang theo trở về, lúc này mới lôi kéo Vân Sơ cùng Vân Khởi chậm rãi từ từ ngầm lâu đi, hai hài tử đảo cũng nghe lời nói, ngoan ngoãn mà nắm Vân Xu tay đi ở trên đường cái, ngẫu nhiên cũng có phố không ít người cùng bọn hắn chào hỏi, cười đến lộ ra gạo kê nha tới, càng thêm chọc người trìu mến lên, nhưng lúc này mới ra bác tới cư cửa. Bất quá đi rồi vài bước lộ cũng đã bị người cấp ngăn cản xuống dưới, Vân Xu nhìn ngăn ở chính mình trước mặt hai người, cười, lạnh một tiếng, Vân Lão ra cùng Vân Lão Thái Thái ra tới đi dạo phố đâu, này cũng thật có hứng thú, Vân Xu nói, nàng thậm chí còn cúi đầu hướng tới hai đứa nhỏ nói một câu, Vân Sơ Vân Khởi, gọi người, Vân Sơ Vân Khởi nhìn thoáng qua đứng ở chính mình trước mặt kia một đôi mắt thẳng lăng lăng, mà nhìn chằm chằm chính mình nhìn Vân Hoàng. Hơi có chút sợ hãi, lén lút trốn đến Vân Xu phía sau, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt cùng kia một đôi tròn vo như là hắc mã não giống nhau mắt. To sợ hãi mà kêu một tiếng, thúc thúc hảo, bà hảo. Vân Hoàng nghe này hai cái vốn là chính mình nhi tử lại quản chính mình kêu, thúc thúc hài tử, kia trong lòng là ngũ vị đều toàn, mà Chu Thị nhìn này hai cái trắng nõn tròn vo thấy thế nào như thế nào đẹp, như thế nào đáng yêu hài tử, kia chỉnh một lòng đều phải hóa. Chỉ nghĩ đi lên một đốn tâm can nhi thịt mà kêu to, nhưng nghe đến này xưng hô thời điểm, nàng cũng có chút bực, nói, ngươi có ý tứ gì ngươi sao lại có thể, kêu bọn nhỏ như vậy kêu chúng ta có thể. Vân Xu không kiên nhẫn, mà đánh gãy Chu Thị kia rõ ràng cơ hồ nhưng xem như thao thao bất tuyệt ngôn luận, đừng quên các ngươi Vân gia là như thế nào từ thừa kế hầu gia tước vị diễn biến thành, vì hôm nay chỉ thủ mấy chục mẫu đất cùng mấy gian cửa hàng sinh hoạt Vân gia. Không cần lại cùng ta nói này đó có không nói, đừng bức, cho ta làm ra cho các ngươi thủ không được kia mấy gian cửa hàng sự tình tới, không tin nói, ngươi đại, có thể tới thử xem. Chu Thị nghe được Vân Xu nói như vậy thời điểm, nàng lúc này mới lập tức không có nói, Vân Xu tính tình nàng là rõ ràng, thật sự chọc giận nàng, nàng thật sự tình gì đều có thể làm được, hiện tại Vân gia đã không thể so trước kia Vân gia. Trước kia bọn họ còn là kia phong cảnh có thừa kế tước vị hầu phủ đều cầm người này, không đúng phương pháp từ, mà hiện tại Vân gia đã là nghèo túng, đi hơn phân nửa gia sản, hiện giờ còn lại cũng chỉ đủ bọn họ cả. Gia đình ở Ung Đô sinh hoạt gia nghiệp mà thôi, gia nghiệp này nói nhỏ không nhỏ, nhưng cũng chính là so tầm thường nhân gia hảo quá một ít, nhưng cùng những cái đó phú quý nhân gia kia lại kém xa lắc.
Chu thị không dám hé răng, ngay cả Vân Hoàng cũng không có can đảm lại hướng trước kia như vậy, đối với Vân Xu hô hô quát quát thậm chí không để trong lòng lên, hắn không dám cũng không có như vậy can đảm, mấy năm nay bên trong hắn cũng coi như là thấy rõ ràng muốn chống đỡ khởi, một cái ra là có bao nhiêu khó, trước kia thời điểm hắn như vậy mà khinh thường làm buôn bán, nhưng chờ đến chính hắn thượng thủ thời điểm kia mới biết được là kêu một cái khó, tầm thường cửa hàng Ung Đô bên trong cũng có không ít. Vậy đại biểu cho lợi nhuận mỏng, nhưng muốn có chút mới lạ đồ vật đi, kia cũng là cái có khó khăn, không phải người nào đều có thể đủ làm thành. Nguyên bản ở Vân gia bị tước tước lúc sau, Vân Hoàng còn khí phách hăng hái, cảm thấy mặc dù là không có tước vị trong người, hắn cũng có thể đủ thành tựu một phen ý tưởng, đã bị hiện thực đả kích cha đều không dư thừa tiếp theo cái, mỗi tháng vì như vậy điểm tiền bạc mà nóng vội mưu cầu lợi nhuận thời điểm, hắn cơ hồ cảm thấy muốn hỏng mất. Nếu không phải trong phủ còn lại mấy chục mẫu đồng ruộng, thuê đi ra ngoài mỗi năm còn có tá điền nộp lên địa tô, chỉ sợ là muốn so hiện tại càng thêm bất kham, mà nhìn Vân Xu một ngày mà đem sinh ý làm lớn, thậm chí làm xa. Vân Hoàng ở yên lặng đã hơn một năm thời gian, cũng dần dần mà có vài phần tâm tư, hắn cũng suy nghĩ cẩn thận, chính mình muốn đem nàng lại nhận hồi Vân gia đó là không có khả năng sự tình. Liền nha đầu này chính mình kiếm tiền bạc đều không biết bao nhiêu, làm sao có thể đủ coi trọng hiện giờ Vân gia, nhưng cũng nghĩ có thể đi theo nàng cùng kiếm thượng một bút mới hảo. Nhưng Vân Hoàng nổi lên này tâm tư, muốn tìm Vân Xu thời điểm, Vân Xu ra cửa thị sát đi, vừa đi suốt 3 tháng nhiều, hắn hiện giờ chờ đến nàng trở về cũng có thể xem như thập phần không dễ dàng. Hôm nay vẫn là hắn một cái di nương lên phố thời điểm nhìn thấy Vân Xu, lãnh hai đứa nhỏ thượng bác tới cư lúc này mới ba ba mà tới thủ, hắn hiện tại không có lá gan ở sông vào bác tới cư, hiểu được bác tới cư là Tấn Vương Tạ Hoài Ẩn cùng Lý Đàn Việt cùng Bạch Trạch Tuyên, thường đi chỗ ngồi, hắn cũng liền đành phải ở phụ cận thủ tới rồi cơm trưa thập phần kia ba người ra cửa đi đệ. Nhất lâu dùng cơm trưa, lại đang chờ Vân Xu mang theo người xuống lầu. Đợi hơn phân nửa ngày lúc này mới đem người đợi tới, dứt lời, lúc này đây các ngươi tới tìm ta là cái chuyện gì? Vân Xu trực tiếp địa phương hỏi một câu, Vân gia hiện tại là cái tình huống như thế nào, nàng lại rõ ràng bất quá, Vân Hoàng hiện tại cũng không có tư bản ở Ung Đô hoành, gác ở trước kia nơi nào sẽ nằm ở trên đường đợi người, đã sớm đã đa thượng bác tới cư đại môn, nghĩ đến nhật tử là thật sự, có chút khổ sở. Ta Vân Hoàng nghe được Vân Xu hỏi như vậy thời điểm, hắn cũng có vài phần ngượng ngùng, nhưng nghĩ đến trong phủ ngày càng giảm bớt ngân lượng, điểm này ngượng ngùng cũng lập tức đi vô tung, ta tưởng ngươi giúp ta suy nghĩ biện pháp làm sinh ý. Nghe được Vân Hoàng nói như vậy thời điểm, Vân Xu hơi hơi nhướng mày, ý bảo hắn nói tiếp, hiện giờ không phải có trường tố cùng cao lệ người tới sao, ta tưởng ngươi nhất định sẽ không bỏ qua lúc này đây cơ hội. Ngươi nếu là có thể cùng trường tố đáp thượng tuyến có thể làm thành sinh ý, tính thượng ta một thành cũng có thể, Vân Hoàng vội vàng địa đạo, chỉ cần một thành tựu hảo, ta cũng không nhiều lắm muốn, hắn kia ngữ khí, cũng có thể xem như thập phần thấp hèn, chỉ cảm thấy hắn chỉ cần này một thành sinh ý cũng có thể xem như khách khí thực. Nga, trước không đề cập tới chúng ta đại khánh, cùng trường tố còn không có thông thương lần này chuyện này, nếu là thật muốn làm sinh ý. Cũng là muốn phí tổn, không biết Vân lão gia ngươi tính toán làm cái gì sinh ý, muốn cầm cái gì thành vốn dĩ làm đâu. Vân Xu lại hỏi, ngươi trên tay lại có cái gì hiếm lạ đồ vật là, có thể cùng trường tố bù đắp nhau. Vân Hoàng hơi hơi nhăn nhăn mày trực giác liền nói, này không phải còn có ngươi cửa hàng sao, ngươi kia cái gì đồ sứ, lưu ly cảnh Thái Lam như vậy không phải thứ tốt, còn có ngươi kia biển sâu dư hóa. Cao lệ còn chưa tính, trường tố chính là không thấy hải, cũng có thể làm thông thương chi dùng, là nha, ngươi nói không tồi, nhưng vài thứ kia đều là của ta, ngươi cái gì đều không có, ta vì cái gì phải cho ngươi một thành lợi, 2 năm, ta nói Vân lão gia, ngươi này đầu óc còn không có nửa điểm tiến bộ, ngươi nói muốn ta cấp liền cấp, ngươi dựa vào cái gì, Vân Xu cười nhạo, nàng nhìn về phía Vân Hoàng. Ánh mắt lạnh lẽo, ngươi tùy tùy tiện tiện liền muốn ta một thành lợi, nhưng thật ra ngươi ngốc vẫn là ngươi ngốc có thể vì ta, sẽ giống ngươi giống nhau ngốc. Bạch Hy Cảnh ngồi dựa cửa sổ vị, nghe được dưới lầu kia tranh chấp thanh âm, hắn nghiêng đầu hướng tới dưới lầu nhìn thoáng qua, đó là thấy vừa mới kia nằm hai đứa nhỏ muốn hủy hoại ra, đi cô nương cùng trung niên nam tử cùng một cái bà,
tử đang nói chút cái gì, hắn cẩn thận nghe xong vừa nghe, cũng coi như nghe được rõ ràng, cũng biết người này thật đúng là, chính mình ở mặt quán nghe tới kia có khả năng đến cực điểm Liễu gia tiểu thư, nhưng, dưới lầu này nói chuyện thanh, hắn nghe được nghiêm túc, nghe được kia thông thương thời điểm, hắn cũng nhịn không được hơi hơi mỉm cười, hắn trong lòng thật đúng là chính là có quyết định này. Vân Hoàng bị Vân Xu này chất vấn vừa hỏi, hắn thần sắc càng cảm thấy đến khốn quẫn, nghi nghĩ lúc sau nói, ta phía trước từ Giang Nam vào một đám vải dệt tử, hiện giờ còn chưa thế nào bán đi ra ngoài, đến lúc đó ngươi đem ta này một đám vải dệt tử tiện thể mang theo đi, ta cũng không cầu nhiều, liền so Giang Nam chỗ đó, thu tới giới cao thượng tam thành tiệu thành thiếu kiếm thượng một bút liền thành, cao thượng tam thành. Vân Xu tươi cười là càng thêm trào phúng, liền ngươi Vân gia bố nguyên liệu, ung đô bên trong ai đều biết này đa dạng thiếu nếu không chính là lão khí, ngươi nói không bán đi kia một đám chỉ sợ là bán không ra đi kia một đám đi, ta nhưng thật ra nghe nói qua ngươi trên tay có một đám Giang Nam, tới nguyên liệu không cẩn thận mắc mưa, thủy hỏng rồi, quy ra tiền bán cũng bán không ra, ngươi nói chính là này một đám đi, còn tưởng cao cái tam thành. Ngươi là tính toán làm ta lấy tiền trợ cấp cho ngươi còn không bằng nói thẳng ra tới, vẫn là ngươi thật đương trường tố người đều là ngốc tử bị ngươi chơi tới, toàn bộ ung đô bên trong từ thương người nhiều ít đều có chính mình tiểu đạo tin tức. Vân Xu tuy chưa đi đến thương hội, nhưng hai năm ung đô thương hội đã mau hình cùng phế tích, tiền hạ lan diễn xuất rất nhiều người đều chướng mắt, thậm chí có chút cái thương hội chính mình khai tiệc trà, mà không có mời tiền hạ lan này phân môn biệt phái y tứ đã là thập phần rõ ràng, mà Vân Xu ở ung đô thời điểm thường xuyên cũng sẽ bị những người này mời đi tiệc trà, liên hệ một ít cái tin tức, tự nhiên rõ ràng. Vân Hoàng này mặt già đỏ lên, không nghĩ tới Vân Xu điểm này cũng rõ ràng, hắn nghi nghĩ nói, dù sao trường tố những cái đó người cũng chưa chắc sẽ hiểu này đó, đến lúc đó trực tiếp tể thượng một đao, mặc dù bọn họ xong việc hiểu được thì lại thế nào tả hữu này, vào túi tiền bạc cũng sẽ không nhổ ra còn cho bọn hắn đi, những cái đó trường tố người nơi nào sẽ như vậy khôn khéo, lại nói ta kia vải dệt tử cũng coi như là tốt, bất quá chính là bị vũ xối qua mà thôi, lại không phải không thể xuyên, nói không chừng trường tố, người còn vui tươi hớn hở mà cho rằng chính mình nhặt cái tiện nghi cũng chưa chắc, ngươi không đề cập tới đến lúc đó ai biết Bạch Hy. Cảnh nguyên bản còn không nghĩ nói cái gì, nhưng lời này thật sự là có chút làm nhục bọn họ trường tố. Lập tức, Bạch Hy Cảnh dò ra đầu hướng tới phía dưới Vân Hoàng nói, ta nói, ngươi liền cảm thấy này thiên hạ gian liền ngươi thông minh, người khác đều là ngốc tử sao, ngươi đương người trường tố là cái ngốc, ở người trong mắt, ngươi mới là cái thiếu tâm nhãn, như thế tâm hắc, ngươi cũng không sợ sinh không ra nhi tử tới, một phen tuổi sớm cẩu trên người đi đúng không? Bạch Hy Cảnh mắng nói, thật đúng là đem bọn họ trường tố đương coi tiền như rác a. Vân Xu nghe được Bạch Hy Cảnh lời này, nàng hơi hơi cong cong môi nói, người này nhưng không sinh không ra nhi tử tới, đều là sinh một phen số tuổi muốn hỏi người thảo tiền bạc hảo nhi tử đâu. Bạch Hy Cảnh vừa nghe càng cười, hắn nói, hắc, ngươi nếu không trở về cha cha, ngươi như vậy khôn khéo, ngươi nhi tử như vậy xuẩn đốn một phen tuổi còn sẽ không kiếm tiền, không chừng ngươi giúp đỡ dưỡng người khác nhi tử chính ngươi không hiểu được thôi, này hàm chứa ý ngoài lời một phen lời nói, hơn nữa Bạch Hy Cảnh nói chuyện thanh âm cũng coi như trong trẻo, lập tức toàn bộ trên đường nghe được người cũng đi theo cười ha ha lên, kia ầm ầm tiếng cười làm Vân Hoàng cả khuôn mặt đều đỏ lên, hắn mấy năm nay tới nhận hết người khác mắt lạnh, cũng bị nếm sinh hoạt không dễ, nếu ở trước kia đối với này những chê cười người của hắn, hắn nơi nào còn sẽ khách khí cái gì? Nhưng hiện tại hắn đã là không có lúc trước về điểm này tư bản, đối với những người này chê cười trừ bỏ không thể nề hà ở ngoài vẫn là, không thể nề hà. Vân Hoàng bị Bạch Hy Cảnh kia một phen nói táo đến lợi hại, hắn cũng nhịn không được ngẩng đầu lên tới đối với lầu ba dựa cửa sổ dò ra đầu tới người giận dữ hét, lão phu nói chuyện dùng đến ngươi ở chỗ này nói cái gì, muốn ngươi sát miệng cái gì, này lại không phải muốn đem đồ vật bán cho ngươi, cũng không phải là muốn đem đồ vật bán cho ta sao? Bạch Hy Cảnh ở trong lòng hừ lạnh một tiếng, nhìn này vẻ mặt hoành dạng liền cảm thấy thập phần nhìn không thuận mắt. Hắn nói, ta này không phải gặp chuyện bất bình sao? Ta nói lão nhân, ngươi tuổi cũng một phen, làm ra loại này chuyện trái với lương tâm ngươi cũng không sợ chết tánh mạng. Liền tính thứ này không phải bán cho ta,
nhưng dưới bầu trời này nơi nào sẽ có như là ngươi làm như vậy sinh ý người, làm buôn bán nguyên bản chính là chú. Ý một cái thành tin, ngươi liền thành tin đều không có, ngươi cảm thấy còn có ai vui cùng Đại Khánh làm mua bán, ngươi toàn đương trưởng tố là cái gì a? Liền ngươi như vậy gian thương, nếu là ở trưởng tố làm ra loại chuyện này tới liền tính là sống thoát thoát, mà bị người đánh chết cũng không có gì nhưng nói, như thế nào, ở Ung Đô bên trong còn có thể đủ trắng trợn táo bạo, mà đương một cái gian thương không thành. Nguyên Hoàng gặp người nói như vậy có bài bản hẳn hoi bộ dáng, hắn nguyên bản liền muốn cùng Vân Xu để ra chuyện này, hiện giờ hắn này trên tay tuy còn có sử dụng bạc, nhưng phía trước kia một đám mắc mưa vải dệt tử liền hoa không ít bạc, nhưng mắc mưa lúc sau liền dày xéo, bán không thượng giá, còn lại vải dệt trong tiệm mặt cũng gặp gỡ quá loại chuyện này, hơn phân nửa đều là mệt vốn ban đầu bán đi ra ngoài, nhưng Vân Hoàng hiện tại, trên tay tiền bạc là một ngày không cần một ngày tất nhiên là luyến tiếc, hơn nữa trường tố người. Tới, hắn biết Vân Xu là cái có ý tưởng người, chỉ định sẽ vì chính mình mưu đường ra, cho nên mới nghĩ tới làm nàng giúp đỡ chính mình nghĩ ra lộ, lời này đều còn không có nói qua cái gì đâu, cũng đã bị người ở bên kia nói một hồi, người này cũng không phải cái gì dễ chọc bộ dáng, một bộ muốn xuất đầu bộ dáng, hắn cũng biết cùng hắn hiện tại cùng trên lầu người nọ nhào đến lại hung, cũng không có gì ý tứ, còn không bằng lưu trữ điểm tinh lực cùng Vân Xu chu toàn, nhìn xem có thể hay không khai quật điểm cái gì chỗ tốt tới, ngươi đồng ý không đồng ý, dù sao ngươi liền nói một câu thành, ngươi ngay cả một cái bán mặt sạc ngươi cũng cho biện pháp, ngươi kia Nam Bắc hóa cửa hàng bên trong một cân rong biển bán nhiều ít bạc, ngươi bán cho cái kia mặt sạc cửa hàng bên trong bán nhiều ít bạc, chính ngươi hiểu rõ, ngươi đối một cái người sống đều có thể làm như vậy, như thế nào không thể giúp đỡ chúng ta một phen, Vân Hoàng nói, ngươi này tâm địa cũng thật sự quá độc ác một ít, giúp đỡ một phen lại không thể thiếu ngươi một miếng thịt, kia mặt sạc cũng ly bác tới cư không tính quá xa, hơn nữa vừa mới bạch hy cảnh, cùng Vân Hoàng chi gian đối thoại thật sự chọc người chú mục, hơn nữa toàn bộ Ung Đô, người nhiều ít đều biết Vân Xu cùng Vân Hoàng chi gian về điểm này hút mắt, đối với như vậy, tiết mục sớm tại Vân Hoàng cùng Chu Thị bên đường ngăn cản Vân Xu thời điểm, cũng đã có không ít người chú ý, hiện giờ đã qua cơm trưa. Điểm, ăn mì người cũng không nhiều lắm, nhưng thật ra có rất dài một đoạn nhàn rỗi thời gian, Lý lão cha vốn là phải về nhà đi nghỉ ngơi một thời gian đêm này, mặt sạp giao thác cấp nhà mình nhi tử tức phụ coi chừng, chờ đến trạng vạng bắt đầu nổi lên chợ đêm thời điểm lại đến, này còn không có đi đâu, liền nghe được Vân Hoàng cầm nhà mình mặt sạp tới nói sự, ta nói Vân gia lão gia, ngươi này một trương mặt già còn muốn mặt không cần, Lý lão cha là cái thật thành người, tuổi trẻ thời điểm cũng là cái có tính nết, hiện tại tuổi lớn còn tính hảo thuyết một ít, nhưng cũng không thể gặp có người khi dễ người, huống chi vẫn là khi dễ Liễu tiểu thư, kia Lý lão cha nói gì cũng là không đáp ứng, ngươi ngạnh buộc Liễu gia tiểu thư xem như ý gì, ngươi nghe một chút chính ngươi vừa mới theo như lời những cái đó lời nói, ta này một phen tuổi đều thế ngươi táo đến lợi hại, ngươi nếu là có cái nửa điểm thiện tâm, Liễu gia tiểu thư có thể như vậy đối đãi ngươi? Đồ tốt không nghĩ, hám hại lừa gạt sự tình nhưng thật ra nghiệm được ngay, ta nghe vừa mới kia tiểu ca nói cũng là cái lý, ngươi này vải dệt tử hỏng rồi quy ra tiền bán, cũng còn thành lại cố tình nghĩ muốn bán giá cao, chính ngươi là cái khôn khéo khá vậy đừng đem người khác coi như là cái ngốc tử, ngươi thật khi cho rằng, này thiên hạ chi gian liền ngươi một cái làm buôn bán người khác đều phải bám lấy ngươi, không thành, ngươi cũng quá đem chính mình coi như một chuyện. Bạch Hy Cảnh ở trên lầu xem náo nhiệt xem đến thập phần hăng say nhi, chỉ cảm thấy này Ung Đô bên trong người cũng thập phần thú vị, hắn ánh mắt nhưng thật ra đặt ở kia Liễu gia tiểu thư trên người, nàng vẫn là nhất phái dương dương tự đắc bộ dáng, nửa điểm cũng không có cảm thấy tại đây, trên đường cái nơi nơi người đều ba ba mà nhìn, nàng cũng hoàn toàn một bộ cùng chính mình không có nửa điểm quan hệ bộ dáng, Vân Hoàng kia một trương mặt già cũng cảm thấy đỏ bừng, nhưng hắn kia cũng không phải là táo, mà là khí, hắn một đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn về phía Vân Xu nói, ngươi đều có thể đủ giúp đỡ người ngoài, hiện giờ muốn ngươi giúp ta một lần ngươi hà tất như vậy làm bộ làm tịch, là, ta bán cho Lý lão cha ra rong biển là chỉ thu một cái tiền vốn tịch thu nhiều, nhưng ít ra nhân ra làm chính là thật thành sinh ý, chẳng sợ một chén mì bán cái mấy văn tiền kia cũng đều là đủ số lượng lớn liêu, lại nói bọn họ cũng trước nay đều không có cái
tâm tư tưởng ngươi như vậy thảo tiện nghi người, càng thêm sẽ không có cầm hỏng rồi đồ vật còn muốn bán đến cao hơn, tam thành giới vị tới, là, bọn họ với ta mà nói là người ngoài, nhưng ngươi với ta mà nói đồng dạng cũng bất quá chính là một ngoại nhân mà thôi, đều là người ngoài, ta vì sao không thể tuyển chính mình nhìn thuận mắt thả sự thành người giúp một phen. Vân Xu nhàn nhạt nói, còn nữa, vừa mới người ta nói cũng không tồi, này làm buôn bán ngươi hoặc là liền lấy ra, người khác không có hiếm lạ đồ vật, hoặc là liền thật thành, ngươi này hai dạng khác biệt đều không có một lòng một dạ chỉ nghĩ tể khách, ta là nửa điểm cũng sẽ không giúp. Vân Hoàng một khuôn mặt hồng có phát thanh dấu hiệu, hắn cắn nha nói, thành, kia một đám vải dệt tử liền tính, khác luôn là có thể khác. Vân Xu quét Vân Hoàng liếc mắt một cái. Mấy năm nay xuống dưới Vân Hoàng dư lại điểm cái gì đế, người khác không biết nàng nơi nào không biết, cũng là có thể đủ duy trì cái mặt ngoài ngăn nắp mà thôi, nếu không này vải dệt cửa hàng sinh ý cũng sẽ không đoạt bất quá người khác, chờ ngươi có cái kia tư bản chờ đại khánh, cùng trường tố thật sự bắt đầu thông thương lúc sau lại đến cùng ta nói đi, trước mắt ngươi cái gì đều không có, ngươi có cái gì tư cách cùng ta nói chuyện hợp tác, lại nói, ngươi cảm thấy ta là xem ngươi thuận mắt. Liền Vân Hoàng điểm này gia sản, Ung Đô thành bên trong so với hắn gia sản phong phú so với hắn có khả năng thương nhân nhiều đi, phía trước cùng nàng hợp tác khai gia nhập cửa hàng người Vân Xu, đều là chọn lựa kỹ càng quá hợp tác giả, trong đó còn không thiếu những cái đó ở thương giới rất có danh vọng gia tộc, nàng coi trọng chính là về sau tiền cảnh, liền Vân Hoàng về điểm này tư bản, lại không xem như tơ lụa ngành sản xuất nhà giàu. Còn nữa Vân Hoàng cũng thật sự không phù hợp hợp tác giả tư thái, hắn người này căn bản là không phải một cái làm đại sự người, vì một chút cực nhỏ tiểu lợi là có thể đủ quên mất toàn cục. Đối với loại người này Vân Xu là nhất không nghĩ cùng bọn hắn hợp tác, cho nên mặc kệ Vân Hoàng nói như thế nào nàng cũng sẽ không đồng ý. Vân Xu nắm Vân Sơ Vân Khởi hai người muốn đi, Vân Hoàng nửa điểm cũng không có nhúc nhích, ở Vân Xu trên người ăn mệt quá nhiều, hơn nữa một toàn bộ phố người đều đang nhìn. Hắn nào dám làm ra điểm cái gì động tác tới, Chu thị mắt trông mong mà nhìn kia như là nắm giống nhau hai đứa nhỏ, kia, một đôi mắt đều thẳng, tưởng nàng cũng không phải không có tôn tử, cũng là nhìn những cái đó tôn tử lớn lên, nhưng tổng cảm thấy những cái đó cháu trai cháu gái khi còn nhỏ, nhưng không có trước mắt này hai cái phấn nắm dường như, kia làn da trắng nõn cùng lột xác trứng gà dường như, mắt nhỏ lại quay tròn, mặc kệ yêu thích không yêu thích hài tử người nhìn đến này. Hai hài tử đều hiểu được đó là dưỡng đến cực hảo, Vân Xu tuy là quản này hai hài tử, lại là thiệt tình đau, từ có thể thức ăn bắt đầu kia đều là dùng sữa dê sữa bò một loại dưỡng, này sơn dương nãi cùng sữa bò kia đều là dưỡng người đồ vật, sau đó này đồng ruộng bên trong loại đến tốt nhất lúa ma thành cháo bột, kia cũng là dưỡng nhân đạo cực hạn, có cái gì mới mẻ đồ vật cũng đều không rơi hạ này hai hài tử, ngay cả Vạn Thục Tuệ. Đều nói này hai hài tử ở Vân Xu trong mắt kia chính là chồng mắt giống nhau đâu, nơi nào có thể không dưỡng bạch bạch nộn nộn, Chu thị này vừa thấy đều cảm thấy yêu thích thực, liền nghĩ tiến lên bế lên một ôm, đây chính là nàng đại tôn tử nha, nhưng Chu thị này tay duỗi ra, lại là bị tùy theo mà đến cẩm sắt cấp ngăn cản, cẩm sắt mấy năm nay đều trông giữ duyệt mình phường cửa hàng. Mỗi tháng hóa trang dạy học cùng với bảo dưỡng mặt trên kia thấy nhưng đều là đại quan quý nhân các phu nhân, hơn nữa mấy năm nay các nơi son phấn cửa hàng bên trong chuyên viên trang điểm đều là nàng một tay dạy dỗ xuống dưới, hiện giờ nàng cũng đã không phải năm đó kia ở hầu phủ bên trong kia một cái thanh nộn tiểu nha đầu, mà là một cái tám mặt lâm lung nữ tử, cẩm sắt trên mặt mang theo cười đối với Chu thị nói, Vân lão thái thái đây là muốn làm cái gì đâu? Nhà ta hai vị tiểu thiếu gia sợ người lạ thực, này không liên quan người kia chính là không thể đụng vào, như vậy tuổi nhỏ, vạn nhất nếu là dọa tới rồi kia nhưng như thế nào là hảo, bất quá này dọa đến cũng coi như nhẹ, lão thái thái ngài vẫn luôn đều thân thể chẳng ra gì, phải có bệnh gì khi không chú ý, mà truyền cho nhà ta tiểu thiếu gia vậy càng không hảo, ngươi nói bậy cái gì, ta bất quá chính là muốn ôm một cái hài tử mà thôi. Nơi nào sẽ truyền bệnh gì khí qua đi, Chu thị cả giận nói, ngươi xem như cái thứ gì cũng xứng cùng ta nói chuyện, cẩm sắt trên mặt tươi cười nửa điểm cũng xuống dốc, nàng đã sớm đã nhìn quen những cái đó, đại nhân vật lại sao có thể sẽ bị Chu thị này, một câu quát lớn liền cấp dọa đổ, còn nữa, nàng cũng đã, không phải Vân gia nha hoàn, cũng không cần đối với Chu thị sợ hãi,
Lão thái thái lời này nói, hài tử nơi nào có thể từ người sống tùy ý ôm, hiện giờ này chụp ăn mày như vậy thịnh hành, nhiều ít hài tử chính là bị những cái đó chụp ăn mày dùng như vậy, lấy cớ cấp chụp đi rồi. Lão thái thái nói chính mình thân thể ngạnh lãng, nhưng này cũng không phải là đại phu nói, như thế nào cũng vẫn là muốn cẩn thận một ít, hài tử số tuổi tiểu thân thể cũng liền sẽ nhược. Lão thái thái, nếu là thích hài tử vậy hẳn là hiểu được hài tử là đỉnh quan trọng, một chút ít đều sơ sẩy không được. Chu thị bị cầm sắt này một phen nói nan kham thực, lập tức liền phải ồn ào nàng là này hai oa tử ruột thịt tổ mẫu nói, nhưng cầm sắt hiểu được chu thị tính tình này cũng không phải một ngày hai ngày, nhìn đến nàng như vậy liền hiểu được nàng tưởng ồn ào cái gì. Nàng đè thấp thanh âm nói, lão phu nhân, này có chút lời nói đương nói có chút lời nói không lo nói, ta sợ ngươi là đã quên sạch sẽ, nhưng có một số việc ta còn phải nhắc nhở ngài một hồi, này tước vị tước một lần đã có thể đã không có, lại có thể tước cũng chỉ có đầu người, không biết ngài lại làm ầm ý nói, vân gia có mấy cái đầu có thể làm ngài cấp lăn lộn. Chu thị bị cầm sắt nói một hãi, lập tức nói không nên lời nói cái gì tới, là nha, lúc trước hai năm trước kia một nháo bọn họ vân gia quá chính là... Cái ngày mấy hắn lại rõ ràng bất quá, vân su người này là cái gì tâm tư. Người bọn họ đều rõ ràng, đã hoàn toàn không đưa bọn họ sinh tử đặt ở, trong mắt thậm chí còn ước gì nhìn bọn họ người một nhà nhận lấy cái chết. Nguyên bản còn cảm thấy ung đô thành bên trong bá tánh đối nàng đánh giá không hảo còn, trong lòng cảm thấy không tồi, nhưng mấy năm nay không biết như thế nào lại là cấp nha đầu này, đánh một cái khắc phục khó khăn, ở ung đô bên trong thanh danh cũng dần dần mà hảo lên. Cũng không có người đối nàng sự tình trước kia chỉ trò trò, thậm chí còn giúp nói lên lời nói tới, Chu thị cũng có chút trợn tròn mắt, hiện tại nhìn đến Vân Xu thời điểm là càng thêm sinh khí, rồi lại lấy nàng không có biện pháp. Vân Xu mắt lạnh nhìn thoáng qua Chu thị, ánh mắt kia bên trong mang theo cảnh cáo, nàng nếu là còn tưởng lại là làm ầm ý đi xuống, cũng đừng quái nàng lập tức liền không cho nửa điểm mặt mũi. Liền về điểm này cửa hàng chèn ép đối với nàng tới nói xong toàn không, ở cái gì vấn đề. Chu thị bị Vân Xu nhìn thoáng qua, kia mắt lạnh xem nàng lông tơ đứng thẳng, thu hồi tay đứng ở một bên chính là gì cũng không dám nói nữa. Vân Xu dắt hai cái tiểu nhân thẳng cọ qua Vân Hoàng, cùng Chu thị hướng tới Liễu gia phương hướng đi, cầm sắt cầm trên tay mấy quyển sách đi theo Vân Xu phía sau. Gặp gỡ bán hồ lô ngào đường thời điểm mua một chuỗi dùng giấy dầu bao mới vừa rồi, lại đuổi kịp người, Bạch Khi Cảnh nhìn người này dần dần đi xa, lại thấy Vân Hoàng cùng Chu thị hai người ở, chung quanh người chỉ trò trò dưới tình huống rời đi, hắn trên mặt cũng mang theo vài phần cười, một cái tiểu nhị bưng đồ vật tới phóng tới Bạch Khi Cảnh cùng Đàm Chí trước mặt, Bạch Khi Cảnh nhìn trước mắt còn mạo hiểm khí lạnh đồ vật liếc mắt một cái nói, chúng ta nơi này còn không có điểm đồ vật đâu. Kia tiểu nhị cũng là cái tuổi trẻ tiểu tử, lớn lên trắng nõn cười rộ lên thời điểm có chút thẹn thùng nói, đây là chúng ta trưởng quầy đưa của các ngươi, Bạch Khi Cảnh, cũng đi theo cười nói, vì sao, vừa mới dưới lầu đó là chúng ta chủ nhân, ngài giúp đỡ nói vừa nói, trưởng quầy xem ngài sáng sủa lại là đầu một hồi tới, liền đưa ngài này sữa đông hai tầng nếm thử, ngài muốn cảm thấy hảo, tiếp theo lại đến, việc nói, Bạch Khi Cảnh gật gật đầu nói. Nhưng thật ra chiếm nhà ngươi tiện nghi, không ngại sự, cũng liền đưa ngài lần này, một hồi ngài nếu là điểm khác vẫn là sẽ lấy tiền, việc nói, ngài ăn trước, một hồi nếu là còn có cái gì, muốn liền điểm đơn tử, trên lầu đều có người đâu, Bạch Khi Cảnh gật gật đầu, hắn nhìn thoáng qua bãi ở chính mình trước mặt tiểu cái đĩa thượng, kia cái đĩa là cái mâm tròn, trung gian lõm vào đi một ít, kia lớn nhỏ vừa vặn có thể bỏ vào đi đựng đầy đồ vật tiểu trung. Mâm hoa văn điệp luyến hoa, kia con bướm xinh đẹp đến cực điểm, ngay cả kia tiểu trung thượng đều là có hoa văn, miêu thiển sắc hoa chi, một bên bày muỗng nhỏ tử nhìn tú khí, một bên Đàm Chí đã khai ăn, một cái, muỗng đi xuống, kia nãi hương liền đầy khẩu, hơi hơi ngọt mang theo hương khí, một ngụm đi xuống còn mang theo mát lạnh lại không đến mức quá lạnh, lập tức đem trên người về điểm này thời tiết nóng cấp xua tan sạch sẽ. Người hảo hảo cha cha, Bạch Khi Cảnh chậm rãi từ địa đạo một tiếng, như vậy xinh đẹp đồ vật, chỉ có Đại Khánh có vậy có chút không có lời. Bạch Khi Cảnh trở lại dịch quán thời điểm đã là trạng vạng thập phần, Trần Bình đã sớm đã kiển chân chờ mong cơ hồ là, đã mau tới rồi trong mòn con mắt nông nỗi,
nhìn thấy Bạch Hy Cảnh thời điểm, Trần Bình lúc này mới yên tâm tới, điện hạ nhưng xem như đã trở lại, nhìn ngươi về điểm này bộ dáng, thế nào, cảm thấy cô còn có thể đủ gặp gỡ sự tình gì không thành. Bạch Hy Cảnh đối với kia có chút cái khẩn trương hề hề Trần Bình nói một câu, hắn chính là thích đại kinh tiểu quái, có A Chí ở, giống nhau cũng không có gì nhưng đáng giá lo lắng. Trần Bình ngoài miệng đáp lời là, nhưng trong lòng lại không phải như vậy nghĩ, Đàm Chí thân thủ lại hảo, kia cũng không thắng nổi người nhiều, nói nữa này mọi việc đều có vạn nhất, chờ đến thật sự có vạn nhất xuất hiện thời điểm đó là thật sự nói cái gì đều không còn kịp rồi. Nhưng nhà mình thái tử này tiểu tổ tông tính tình Trần Bình cũng hiểu được, cũng không phải cái ăn chay mặt hàng, ở Nhã An thời điểm liền nháo ra quá không ít sự tình đã tới, nhưng hôm nay không phải ở Nhã An, mà là ở Ung Đô, này như thế nào có thể làm hắn không cảm thấy có lo lắng thời điểm, vạn nhất nếu là nháo xảy ra chuyện gì tới, sự tình quan chính là bọn họ Trường Tố thể diện vấn đề đâu. Điện hạ hôm nay cũng đã đi ra ngoài qua, cũng hẳn là làm muốn thu hồi tâm tư, miễn cho đến lúc đó ra cái gì đường rẽ. Hơn nữa ta xem này Ung Đô cùng chúng ta Nhã An cũng là không sai biệt lắm, bất quá chính là phong tục bất đồng thôi, điện hạ xem qua cũng liền thành, chớ có lại đi ra ngoài. Trần Bình lại nhảy mà nói, rong dài. Bạch Hy Cảnh đối với Trần Bình nói một câu, ngươi hiểu cái gì, kia mặt mày bên trong đã có vài phần lanh lợi tư thái. Trần Bình bị Bạch Hy Cảnh lời này một mắng, lập tức cũng không dám nói cái gì nữa. Chỉ là có chút bất an mà hướng tới Bạch Hy Cảnh nhìn, tựa hồ có chút không lớn minh bạch vì sao hắn sẽ răn dạy chính mình dường như, ngươi nếu là không đi ra ngoài xem qua Ung Đô, chỉ sợ ngươi vĩnh viễn sẽ không biết Đại Khánh tình huống, ngươi là tính toán đóng cửa làm xe đâu vẫn là cảm thấy không để ý đến chuyện bên ngoài một lòng chỉ đọc sách thánh hiền như vậy đủ rồi. Bạch Hy Cảnh nói lời này, thời điểm cũng ít trong ngày thường cùng Trần Bình nói chuyện thời điểm như vậy hiền lành. Ngược lại là có vài phần uy nghi, cô từ Nhã An ngàn dặm xa xôi tới rồi Đại Khánh tới, cũng không phải là, bởi vì cảm thấy chúng ta Trường Tố diện tích lãnh thổ so Đại Khánh rộng lớn cho nên, có thể đem Đại Khánh cấp đạp lên dưới lòng bàn chân, cô cũng là tới. Rồi Đại Khánh lúc sau mới vừa rồi cảm thấy, nếu là cô lúc này đây không có tới Đại Khánh đi lên một chuyến, chỉ sợ mấy năm lúc sau bị Đại Khánh đạp lên dưới lòng bàn chân cũng không phải không có khả năng sự tình. Trần Bình ấp úng, không biết Bạch Hy Cảnh như thế nào sẽ đột nhiên nói lên loại này lời nói tới, là ở bên ngoài bị cái gì kích thích không thành, hắn như vậy nghĩ, hướng tới Đàm Chí phương hướng nhìn lại, nhưng Đàm Chí cùng hắn nhất quán là không có gì ăn ý ở, cho, nên ở Trần Bình nhìn về phía hắn thời điểm, đừng nói là đề điểm một câu, liền một ánh mắt đều không có đều lại đây. Bạch Hy Cảnh lời nói là đang nói Trần Bình lại cũng là đang nói cấp chính mình nghe. Nguyên bản hắn cũng cho rằng Đại Khánh là cái không có gì nhưng để ý nhiều, hôm nay này đi rồi một cái buổi chiều, hắn mới cảm thấy vẫn là chính mình lúc trước tưởng sai rồi, Đại Khánh bên trong nhân tài đông đúc thực, ở Trường Tố còn dùng người sao nắm chặt thời điểm, Đại Khánh đều đã bắt đầu dùng tờ in ấn thư, hắn ở bác tới cư còn có kia bác học hiệu sách bên trong đều đi nhìn một chút, này in ấn thư chẳng những là tự thể tinh tế, hơn nữa kia trang giấy chất lượng còn thập phần không tồi. Thậm chí thư cục bên trong bán một quyển sách cũng không tính quá quý, so dùng sao nắm chặt chính là muốn tiện nghi nhiều, nghe nói vẫn là dùng mài nước in ấn. Bạch Hy Cảnh cũng nhìn thấy kia hoàng gia thư viện, kia thư viện rất đại, đáng tiếc chỉ có xử lý sách báo chứng nhân tài có thể đi vào, mà này sách báo chứng còn phải người sử dụng tịch hoàng sách mới có thể đủ xử lý. Hắn liền đứng ở cửa nhìn thoáng qua, lại không ít học sinh bộ dáng người từ mượn thư ra tới xem. Hơn nữa Bạch Hy Cảnh, cảm thấy hiện giờ còn có một cái vỡ lòng học đường cùng một cái kỹ thuật học viện, cũng thập phần không tồi, này vỡ lòng học đường bên trong có không ít hài tử, này học đường là cái miễn phí, chuyên môn cung cấp những cái đó không có gì bạc. Cung hài tử đi học đường người đi vào nhận tự, nơi này cũng liền bước đầu dạy học, nếu là còn muốn càng sâu tầng một chút học vấn, kia sau này cũng chính là nhìn cha mẹ ý tứ. Trong thành cũng có người giúp đỡ những cái đó chăm chỉ khắc khổ người đi niệm, mà này những nhận tự hài tử nếu là không muốn làm học vấn không đi thư viện nói, cũng có thể lựa chọn kỹ thuật học viện. Kỹ thuật trong học viện đầu kia cũng mở vài cái ban, phần lớn đều là thích hợp nam tử, thích hợp nữ tử, liền có dệt, thêu hoa một loại, nơi đó mặt dạy dỗ đều là một ít cái có thực lực, không thu tiền công, lại cũng ký kết hiệp nghị.
Bạch Hy Cảnh liền thoáng hỏi thăm một phen lúc sau liền biết này, vỡ lòng học đường cùng kỹ thuật học viện kia đều là Liễu gia tiểu thư sáng lập lên, hắn càng xem nhiều, cũng liền càng thêm mà đối vị nào Liễu gia tiểu thư cảm thấy hứng thú, hắn trước nay đều không có gặp gỡ quá như vậy thú vị cô nương, ý tưởng như vậy kỳ lạ, đừng xem thường này những vỡ lòng học đường cùng kỹ thuật học viện, vỡ lòng học đường không thu một văn tiền, làm miễn phí đối ngoại mở ra. Những cái đó các bà tánh nhất coi trọng cũng chính là chính mình con nối dõi hậu đại, nơi nào có thể không tâm tồn cảm kích, mà kia kỹ thuật học viện cũng là cái tốt, trong thiên hạ tổng không có khả năng chỉ có niệm thư người mà không có tay nghề người, chính cái gọi là kỹ nhiều không áp thân, ở bá tánh quan niệm bên trong đa số vẫn là tồn tại có một môn tay nghề, sống mặc dù là ở năm mất mùa bên trong cũng không đến mức có thể đói chết, hơn nữa Liễu gia sở chế định hiệp nghị cũng không có nhiều khắc nghiệt. Chỉ là làm người ở Liễu gia danh nghĩa công tác, cũng có tiền công, hơn nữa Liễu gia công tác đó là có tiếng phúc lợi đãi ngộ hảo, thậm chí còn có cái gì tai nạn lao động hiểm cùng y dược hiểm, dưỡng lão bảo hiểm cùng kiến trạch công quỹ một loại, phương diện này Bạch Hy Cảnh cũng còn không rõ ràng lắm rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhưng chỉ cần là người kia, đều hy vọng có thể vào Liễu đại tiểu thư cửa hàng bên trong làm việc, hơn nữa đánh giá cực cao, nghĩ vậy chút thời điểm. Bạch Hy Cảnh liền nhịn không được nhớ tới chỉ có gặp mặt một lần cái kia nữ tử, bộ dáng thanh lệ thực, nhưng cũng không đến mức tới rồi kia khuynh quốc khuynh thành tuyệt sắc trình độ, nhưng kia một đôi con ngươi lại là thập phần có thần, kia biểu tình cũng là nhất phái bình tĩnh, lấy một nữ tử lực lượng có thể làm được trình độ. Như vậy, sao có thể sẽ không có gì năng lực đâu, Bạch Hy Cảnh càng thêm có hứng thú, hắn tưởng. Có lẽ chính mình cũng có thể ở Ung Đô bên trong lại ở lâu một ít thời gian, kỳ thật này Liễu gia tiểu thư cuộc đời cũng có thể xem như phập phồng thoải mái thực, kỳ thật cũng không cần quá mức cố tình đi hỏi thăm, hắn ở trên phố như vậy đi bộ một vòng, đã có không ít người ở hắn lơ đãng mà nhắc tới lúc sau, cũng đã hiểu biết cái đại khái, 12 tuổi phía trước Liễu gia đại tiểu, thư vẫn là hầu phủ thượng thiên kim đích nữ. Ở phía sau tới là nảy mậu tai giá, mới vừa rồi thành Liễu gia tiểu thư, mà kia hầu gia cũng đó là hôm nay ầm ĩ không thôi cái kia trung niên hán tử, về điểm này phụ thân bỏ vợ cưới người mới, đường tiền tam vỗ tay sự tình cơ hồ toàn bộ Ung Đô, bên trong ba tánh đều rõ ràng, nói kia có thể so trong quán trà đầu thuyết thư còn muốn xuất sắc thượng vạn phần, Bạch Hy Cảnh hôm nay ở bên ngoài một cái đi bộ, này nghe được cũng có thể xem. Như thập phần thỏa mãn, lúc này mới lãnh đàm chí trở về dịch quán, đến nỗi những cái đó thật không minh bạch địa phương, hắn cũng tính toán thừa dịp đã nhiều ngày thời điểm lại đi bên ngoài chuyển thượng mấy vòng, đến lúc đó còn có thể đủ thám thính rõ ràng không ít sự tình tới cũng chưa chắc. Hơn nữa Bạch Hy Cảnh cũng nhìn một vòng, Liễu gia tiểu thư trên tay đích xác nắm có không ít hắn sở hy vọng có đồ vật, đến lúc đó cũng không tránh khỏi là muốn đồng nghiệp trao đổi một phen về sau hợp tác sự tình. Hắn cũng là muốn đem này những giới vị cấp sờ soạn cái thỏa đáng, miễn cho là thật bị người coi như coi tiền như rác giống nhau mà làm thịt. Bạch Hy Cảnh này tính toán tuy hảo, nhưng sự thật tổng không đuổi kịp biến hóa, sáng sớm ngày thứ hai cách vách Kim Đình quán cũng đã bắt đầu ầm ĩ lên, nói là này Cao Lệ Hoàng Thái Tử cùng công chúa đã mau tới rồi, kia làm ầm ĩ kính nhi cũng làm Bạch Hy Cảnh không có điểm hứng thú. Bạch Hy Cảnh đối với này Hoàng Thái Tử còn có vài phần ấn tượng. Năm đó ở Cao Lệ Vương đưa Kim Hoa công chúa đến trường tố, thời điểm liền có mang theo cái này Hoàng Thái Tử, lúc ấy hắn còn bất quá chính là một cái 11-12 tuổi tiểu thí hài tử thôi, lúc trước đưa vào trường tố Hoàng cung nữ nhân là Cao Lệ, Vương muội tử Kim Hoa công chúa, đảo cũng đích xác nhưng xem như cái mỹ nhân, hiện giờ lúc này đây tới là Tú Lệ công chúa, là Cao Lệ Vương nữ nhi, nghe nói sinh đến cũng còn xem như không. Tồi, Bạch Hy Cảnh đối với liên hôn loại chuyện này xem đến cũng coi như là đạm thực, rốt cuộc loại chuyện này ở bộ lạc bên trong đều thường thấy thực, huống chi là ở quốc cùng quốc bên trong, Cao Lệ là cái tiểu quốc, không có khổng lồ dân cư cùng năng lực chiến đấu, không phải bị người ngầm chiếm chính là dựa vào sinh tồn, hắn lúc trước tặng Kim Hoa công chúa tới rồi trường tố chính là hướng trường tố kỳ hảo, mà hiện tại Đại Khánh cũng là một cái đại quốc, đưa một cái công chúa tới cũng có thể xem như bình thường. Rốt cuộc Cao Lệ vừa lúc là ở trường tố cùng Đại Khánh biên cảnh nơi, biên cương vị trí Đại Khánh cùng trường tố cũng có thể xem như các chiếm một nửa, Bạch Hy Cảnh cũng đã sớm đã biết được điểm này, ở Cao Lệ Vương làm hạ quyết đoán thời điểm đã từng thượng thư báo cho quá,
kia lời nói bên trong cũng có vài phần không thể nể hạ ý tứ, mà Bạch Hy Cảnh đã đến, cũng là ở nhắc nhở Cao Lệ, bọn họ Trường Tố tuy không phản đối Cao Lệ cùng Đại Khánh chi gian liên hôn, giống như là lúc trước Đại Khánh đối Cao Lệ cùng Trường Tố chi gian liên hôn như vậy, nhưng nếu Cao Lệ muốn cùng Đại Khánh liên hợp đối Trường Tố tạo thành uy hiếp đó là, không có khả năng có sự tình, đến lúc đó đừng nói là liên hôn quốc gia, liền tính là nước phụ thuộc cũng là không đến thương lượng, mà Nguyên Hy Đế, đối với Trường Tố này một cách làm sợ ẩn chứa hàm nghĩa tuy là rõ ràng, lại cũng là có chút không thể nề hà, Trường Tố cùng Đại Khánh. Giống nhau đối với hiện giờ cách cục tuy ở vào yên ổn trạng thái, cũng làm như không có bất luận cái gì ý kiến, ngắn hạn trong vòng sẽ không có bất luận cái gì thay đổi, nhưng trường kỳ lúc sau này, cách cục chưa chắc vẫn là sẽ giống hiện tại như vậy an tĩnh, lẫn nhau đều ở lấy tịnh chế động, cho nên đối với Bạch Hy Cảnh, sắp đến nhạn môn quan phía trước mới có truyền thư hành vi cũng là, mở một con mắt nhắm một con mắt hoàn toàn làm như không thấy, thật vất vả ở Đại Khánh Yên. Ổn xuống dưới nghỉ ngơi lấy lại sức thời điểm, hắn cũng không nghĩ có bất luận cái gì hút mắt, Cao Lệ Hoàng Thái tử Vương Duẫn, cùng Tú Lệ công chúa thật sự giờ thìn thời điểm tới rồi dịch quán, sở mang nhân mã cũng là không ít, kia động tĩnh cũng là làm Ung Đô các ba tánh có chút tò mò, so Trường Tố nhân mã đã đến thời điểm còn muốn tới làm ầm ý, rốt cuộc Trường Tố kia đoàn người tới kia tất cả đều là nam nhân, lồng lộng tráng thay nam nhân, mà lúc này đây Cao Lệ Hoàng Thái tử này đoàn người tuy cũng có không ít hộ vệ, nhưng càng có không ít xinh đẹp nữ tử, những cái đó nữ tử ăn mặc Cao Lệ phục sức, kia xích cổ váy đều là tươi đẹp nhan sắc, váy căng pha đại, lại cũng có một loại khác mỹ cảm ở, hành tẩu bên ngoài đều là thị nữ, sơ thật dài bím tóc, biện đôi thượng hệ màu đỏ dây buộc tóc, có đôi khi này tuổi trẻ cũng đã cũng đủ hấp dẫn người trong mắt, hơn nữa Đại Khánh lại không có gặp qua Cao Lệ nữ tử. Tự nhiên mà cũng cảm thấy thấy thế nào như, thế nào cảm thấy đẹp, mà kia ở xe ngựa bên trong Cao Lệ công chúa tự nhiên là, bị người truyền cái bầu trời có trên mặt đất vô tuyệt sắc mỹ nhân, ở rõ ràng đều không có người nhìn thấy quá tiền để hạ. Cao Lệ Hoàng Thái tử một hàng đã đến làm Ung Đô, bên trong đề tài câu chuyện nhiều hết mức một ít, không hề là thiếu thốn, với bên trong thành đã phát sinh kia một đinh điểm lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, mà ở với này dịch quán bên trong sự tình. Mà ở Cao Lệ Hoàng Thái tử một hàng đã đến, buổi tối, Nguyên Hy Đế riêng triệu kiến người vào Hoàng Cung bên trong ăn tiệc, Cao Lệ lúc này sở hành mục đích tất nhiên là thập phần sáng tỏ, Nguyên Hy Đế ý tứ cũng thực minh bạch, thả trước nhìn kỹ hắn nói, Tạ Hoài Ẩn nhưng thật ra có vài phần khẩn trương, kỳ thật hắn cảm thấy Cao Lệ kia công chúa, nếu là nhà mình phụ hoàng còn trẻ lực tráng thân thể lần bổng nói kia thu được hậu cung, cũng có thể xem như giai đại vui mừng một việc. Nhưng cố tình phụ hoàng hắn mấy năm nay, thân thể vẫn luôn gầy yếu, mà những cái đó hoàng huynh hoặc là đã là sớm tại thành hôn, hoặc là giống như là Tiêu Vương, Tạ Hoài An cùng Tề Vương Tạ Hoài Uẩn giống nhau đều đã 22, cũng còn không có thành hôn, hoặc là giống như là hắn phía dưới những cái đó đệ đệ, số tuổi quá nhỏ ly nhược quán tuổi tác còn kém thượng một mảng lớn, hiện giờ này thích hôn còn không có thành hôn, cũng liền bọn họ này một ít trong đó gian. Ta như thế nào cảm thấy hôm nay đêm nay yên giống, như là có vài phần hồng môn yến dường như, có biện pháp nào có thể làm người trực tiếp liền đem người cấp bỏ qua tốt nhất, vạn nhất kia công chúa nếu là không mở mắt ra coi trọng ta làm sao bây giờ. Tạ Hoài Ẩn nhịn không được đối với Lý Đàn Việt cùng Bạch Trạch Tuyên nói, hôm nay đêm nay bữa tiệc mặt cũng chỉ có bọn họ này những hoàng gia người trong, mà không có triều thần, cho nên Tạ Hoài Ẩn sớm mà liền kéo này hai người tới cấp chính mình bày mưu tính kế tới, cần phải ở tiệc tối thượng là có thể có bao nhiêu không chớp mắt liền có bao nhiêu không chớp mắt, kia công chúa nhà ai ái nhà ai đi, dù sao không thể trêu chọc đến hắn trên người, này còn không dễ dàng, ngươi trên mặt đất đánh cái lăn, trên mặt bôi lên bùn, quần áo xả đến muốn nhiều phá có bao nhiêu phá, đến lúc đó nhân gia liền tính là chú ý tới ngươi cũng ghét bỏ ngươi, chỉ cần ngươi không sợ mất mặt. Lý Đàn Việt thập phần thoải mái mà nói, bất quá ta cá nhân cho rằng ngươi dù sao, từ nhỏ đến lớn đều là không thế nào sợ mất mặt, cứ như vậy cũng khá tốt. Đi, Tạ Hoài Ẩn một phách Lý Đàn Việt đầu làm hắn rời xa một ít, hắn liền biết ra hỏa này là cái không đáng tin cậy, ra từng bước đều là siêu chủ ý, ta nếu là thật như vậy làm, thất tỷ nhất định sẽ xé ta, như vậy nơi nào còn có hoàng gia mặt mũi.
không đem nhân khí chết mới là lạ đâu, ít nói lời nói, nhiều cúi đầu, mánh ăn cơm, ăn xong liền tìm lấy cớ đi. Bạch Trạch Tuyên nhìn lướt qua đi nói, hỏi ngươi thời điểm cái gì cũng không biết, giả ngây giả dại tổng có thể đi. Tạ Hoài Ẩn nghĩ nghĩ đảo cảm thấy Bạch Trạch Tuyên loại này lý do thoái thác, cũng còn xem như đáng tin cậy, ít nhất so Lý Đàn Việt, cái kia không có gì nghĩa khí thích xuyên hắn chơi người tới tiểu bạch tất nhiên, là muốn đáng tin cậy nhiều, này đề nghị cũng có thể xem như đáng tin cậy nhiều, kỳ thật cũng không cần quá lo lắng, ta cảm thấy chỉ cần là kia cao lệ công chúa có chút ánh mắt, đại khái cũng sẽ không tuyển thượng ngươi. Lý Đàn Việt lão thần khắp nơi địa đạo, ngươi xem, này cao lệ cùng chúng ta đại khánh liên hôn, sở tuyển tự nhiên là phải có chút địa vị, tưởng chúng ta đại khánh, nhất có địa vị đương nhiên là bệ hạ, đáng tiếc bệ hạ thân thể ốm yếu, việc này cũng liền hạ xuống, thất công chúa tuy là giám quốc, nhưng cũng nữ tử, ngươi này phía trên mấy cái huynh trưởng trừ bỏ thất hoàng tử cùng cửu hoàng tử ở ngoài, cũng đã là có chính thức hoàng phi, nếu muốn luôn nói. Cũng chính là từ thất hoàng tử bắt đầu, thất hoàng tử không có chính phi, nhưng cao lệ quốc dù sao cũng là một cái tiểu quốc, nếu là thật sự làm người đương chính phi, kia cũng đại biểu cho ly chữ quân chi vị càng thêm xa, liền Lưu Quý phi kia tính tình, quả quyết không chịu làm người trở thành người thất hoàng huynh chính phi, nhưng chắc phi nói lại có vẻ có chút khinh bạc người, mà ở ngươi lúc sau những cái đó hoàng tử nhiều ít tuổi tác lại có chút nhỏ một chút, này phía trên huynh trưởng đều còn không có đón dâu, này sai sự quả quyết không có khả năng đến phiên bọn họ trên đầu, hơn nữa kia cao lệ công chúa tuổi tác cùng bãi ở đâu đâu, Lý Đàn Việt vỗ vỗ Tạ Hoài Ẩn bà vai, cho một cái tự cầu nhiều phúc ánh mắt, hắn lời này cũng đã nhưng xem như nói thập phần rõ ràng, đằng trước trong nhà đã có thê tử, tất nhiên là không hảo lại đem người cấp tắc đi qua, đương cái tiểu nhân cũng có chút xin lỗi cao lệ vương mặt mũi, mà phía dưới những cái đó, tiểu đến tuổi còn nhỏ một chút liền tính là đồng nghiệp tuổi tác không sai biệt lắm, cũng có bọn họ này mấy cái huynh trưởng ở phía trên trống, hơn nữa tuy là xem hoàng gia huyết mạch chạy dài, chi đại diệp mậu, nhưng trên thực tế khấu trừ, thất hoàng tử, cửu hoàng tử còn có Tạ Hoài Ẩn nói, trong đó những cái đó, cũng đã không phải thành hôn chính là đã bị bệ hạ sớm mà hứa hảo người, chờ nhật tử thành thân, cho nên bọn họ không có người chọn cũng không có. Thành thân bên trong tuyển một cái, lớn nhất khả năng chính là bọn họ ba cái bên trong một cái, Tạ Hoài Ẩn nơi nào không biết điểm này, bằng không hắn cũng không đến mức là cái dạng này khẩn trương, đáng giận nha mình phụ hoàng tâm tư thật sự là khó có thể nắm lấy một ít, nếu là sớm mà đem sự tình cấp định rồi xuống dưới hắn, cũng không đến mức chuyện tới trước mắt thời điểm như vậy khẩn trương không phải, đủ rồi thờ ơ lạnh nhạt, quả thật giống như là vừa mới Lý Đàn Việt theo. Như lời như vậy, nhất đáng giá người được chọn là Tạ Hoài An, nhưng hắn mẫu phi địa vị bãi ở đàng kia đâu, nếu không ấn hắn này tuổi đã sớm đã có chính phi, nơi nào đến bây giờ liền cái chắc phi đều không có, Lưu Quý phi tâm tư là nghĩ ở cả triều quyền quý bên trong chọn một cái, đặc biệt là vương thừa tướng, nhưng vương thừa tướng người nọ là cái khôn khéo, ở Lưu Quý phi chọn người đồng thời, hắn cũng ở chọn người đâu, ngoài miệng là nói thương tiếc nhà mình khuê nữ tưởng ở. Lâu cái hai năm cũng không nóng nảy, nhưng này Vương Thi Ngư đều đã 17, còn không có định gia nhân ra tới, này cũng có thể xem như toàn bộ Ung Đô bên trong đầu một nhà, tình huống như vậy hạ, cũng chỉ có thể là, gửi hy vọng với nhà mình phụ hoàng còn có thể đủ nhớ rõ chính mình lúc trước theo, như lời, nếu không cũng chỉ có thể gửi hy vọng, với nhất quán đều thương tiếc hắn nhiều một ít bảy hoàng tỷ, tại đây một lần cũng có thể đủ nhiều giúp đỡ hắn một phen, mang theo. Như vậy lo lắng, Tạ Hoài Ẩn chậm rãi từ từ mà vào cung, nghĩ thầm này nếu có thể đến trễ một ít cũng là tốt, như vậy còn có thể đủ làm người cảm thấy hắn không có gì lễ nghĩa, càng thêm chướng mắt hắn cũng chưa chắc. Tạ Hoài Ẩn này lo lắng cũng không phải hoàn toàn không có lý do gì, hắn đã muộn thật lâu sau mới đến trong cung, nhưng không nghĩ tới Tạ Hoài An nhưng thật ra so với hắn còn muốn muộn tới nhiều, nhưng thật ra hắn đến thời điểm Tạ Hoài Ẩn đã ở, những cái đó. Nguyên bản ở trên triều đình, cũng không xem như quan hệ đặc biệt tốt các huynh đệ cũng đều đã tới, những cái đó đã sớm đã thành hôn hoàng tử tất nhiên là, mang theo nhà mình vương phi tới, kia tư thái cũng có thể xem như rất náo nhiệt, mà những cái đó đã có hôn ước người nhìn Tạ Hoài Ẩn cùng Tạ Hoài Uẩn thời điểm, ánh mắt kia bên trong mang theo vài phần vui sướng khi người gặp họa cường điệu,
cũng chính là những cái đó còn tuổi nhỏ căn bản các hoàng đệ còn xem như thiên chân, vô tà, bởi vì loại chuyện này với bọn họ tới nói kia, nhưng xem như thập phần xa xôi sự tình. Cửu ca, ngươi như thế nào sớm như vậy liền tới đây? Tạ Hoài Ẩn nhìn Tạ Hoài Uẩn, kia vẻ mặt lão thần khắp nơi bộ dáng nhịn không được hỏi, cảm thấy tương đối, với nhà mình cửu ca tới nói hắn liền có vẻ có chút tự tin không đủ, hắn khẩn trương muốn chết, mà hắn cửu ca nhìn giống như là cái không có việc gì người dường như, cũng không đến cái gì, ngươi tới nhưng đủ muộn, như thế nào? Là sợ đến lúc đó, bị người coi trọng không hảo cùng ngươi kia liễu ra tiểu thư công đạo có phải hay không? Tạ Hoài Uẩn cười, việc này ngươi nghĩ biện pháp cũng vô dụng, muốn thật rơi xuống ngươi trên đầu đi thời điểm ngươi trốn cũng không kịp, kia nhưng không thành. Tạ Hoài Ẩn liên tục lắc đầu, dù sao ta là thà chết đều sẽ không cưới kia cái gì công chúa. Tạ Hoài Ẩn đã sớm đã chuẩn bị tốt, hắn nhưng không có như vậy đại độ lượng đi đem kia công chúa cấp thu nạp đến chính mình kỳ hạ, đừng nói hắn không cái này ý tưởng. Càng thêm không có như vậy can đảm, hắn nếu là thực sự có loại này ý tưởng, Vân Xu còn không được đem nàng ném tới rồi chân trời đi không thể, hắn cũng không thể từ chuyện như vậy phát sinh, hơn nữa hắn đều đã tưởng hảo, nếu là hắn phụ hoàng thật tính toán muốn hắn bán mình cầu vinh, kia hắn liền quải Vân Xu mười bổn tính. Tạ Hoài Uẩn nghe Tạ Hoài Ẩn này lý do thoái thác cũng có vài phần ý cười, hắn nói, cũng tùy vào, ngươi ở chỗ này nói ra bực này lời nói tới. Nếu là kêu người khác nghe được còn không được chê cười ngươi không thành, đến lúc đó ở phụ hoàng trước mặt nói thượng ngươi một hồi cũng là có khả năng, mấy năm nay bảy hoàng tỷ vẫn luôn giúp đỡ ngươi chuyện này trên triều đình, cũng không phải không có những cái đó thanh âm, việc này thật đến phiên trên đầu thời điểm trốn cũng là vô dụng, các hoàng huynh đều là có chính phi, mà tới rồi tuổi các hoàng đệ cũng đều đã có hôn ước, cũng liền thất ca cùng ngươi ta ba người hiện giờ còn không có hôn ước. Bao nhiêu người đôi mắt đều ở hướng tới chúng ta ba người nhìn đâu, ngươi cảm thấy bọn họ là có bao nhiêu người nguyện ý nhìn đến chúng ta như, bọn họ tâm ý. Tạ Hoài Ẩn cũng không nói cái gì, hắn hướng tới những cái đó hoàng huynh các hoàng đệ nhìn thoáng qua, sớm tại vừa mới tiến vào thời điểm, cũng đã thấy được bọn họ trên mặt kia vui sướng khi người gặp họa biểu tình, hiện giờ càng là tụ ở bên nhau khe khẽ, nói nhỏ, thậm chí còn không quên chiều bọn họ xem ra liếc mắt một cái. Kia biểu tình thượng cũng có vài phần trào phúng tư thái, này đàn đứng nói chuyện không eo đau, cửu ca, nếu ngươi cũng biết điểm này, ngươi như thế nào liền nửa điểm cũng không lo lắng. Tạ Hoài Ẩn nói, hắn đều đã biết này đó, kia lẽ ra cũng là hẳn là muốn lo lắng một ít mới là, nhưng hiện tại xem hắn bộ dáng đảo như là nửa điểm cũng không lo lắng, chẳng lẽ sẽ không sợ đến lúc đó cấp cưới cái kia cao lệ, công chúa không thành, lo lắng có cái gì dùng. Chuyện tới trước mắt thời điểm lại không phải lo lắng có thể giải quyết, nói nữa, liền tính là không vui cũng không có biện pháp không phải, đến lúc đó phụ hoàng đã mở miệng, chẳng lẽ còn có thể thật không vui đi. Tạ Hoài Uẩn bình tĩnh mà nói, hắn một đôi mắt hướng tới kia điện trên không thủ tọa nhìn thoáng qua, kia tượng trưng cho quyền uy cùng địa vị tồn tại, hơn nữa, ta và ngươi lại không có tri kỷ mẫu phi, đến lúc đó muốn thật ăn mệt đi, cũng không có gì biện pháp. Chỉ có thể nhận. Tạ Hoài Uẩn thấp giọng thở dài một hơi, thanh âm bên trong lại là không thể nề hà thế lương cảm giác, mà hắn lời này bên trong ý tứ cũng là thập phần rõ ràng, ám chỉ Tạ Hoài An là có Lưu Quý Phi giúp đỡ, mà bọn họ hai người không có mẫu phi, tự nhiên là muốn có hại, người này tuyển có lẽ liền sẽ từ bọn họ hai người bên trong tuyển ra một cái tới. Tạ Hoài Ẩn nhìn Tạ Hoài Uẩn liếc mắt một cái, đánh cái ha ha, trong lòng không khỏi mà cũng có vài phần khúc mắc, tuy nói chuyện này vẫn là cái không ảnh sự tình, hắn trong lòng nhiều ít cũng có vài phần như vậy cảm khái, nhưng loại chuyện này cũng liền đặt ở chính mình trong lòng minh bạch liền hảo, quả quyết sẽ không nói xuất khẩu, hơn nữa lời này nói ra lúc sau liền có chút giống là ở châm ngòi quan hệ. Hắn nhìn thoáng qua Tạ Hoài Uẩn, thấy hắn thần sắc như thường, chỉ coi như là chính mình cái này cửu ca nhắc nhở chính mình một phen. Quyền coi như hắn vừa mới theo như lời xuất khẩu nói chỉ là nhất thời hứng khởi, mà không có mặt khác hàm nghĩa, nhưng hắn cũng biết chính mình cái này cửu ca nhất quán đều là cái thể diện người, làm việc thể diện, nói chuyện cũng thể diện, không giống như là làm cho người mặt nói ra loại này lời nói người, có lẽ, hắn chưa chắc giống như là thật sự chính mình suy nghĩ kia một loại người. Tạ Hoài An tới trễ thật lâu sau, là ở cao lệ hoàng thái tử cùng trường tố
thái tử đều đã tới rồi, thả bóp Nguyên Hy Đế đến thời điểm lúc này mới vừa mà vào cửa tới. Tuy nói đây là cung yến, nhưng này nam nữ chi gian nguyên bản liền bất đồng tịch, cho nên nữ quyến đều ở này đó nam tử phía sau dùng chân châu mảnh ngăn cách, phía sau bức rèm che đầu lờ mờ có thể nhìn đến bóng người, kia mông lung bên trong nhưng thật ra cũng có vài phần mỹ cảm. Kia tú lệ công chúa đến thật là mỹ nhân, hiện giờ 16 tuổi, thật là hoa giống nhau tuổi tác, hôm nay xuyên chính là màu hồng phấn xích cổ váy, sơ thật dài roi, trên đầu châm cao lệ vật trang sức trên tóc, mắt ngọc mày ngài bộ dáng đảo cũng thật là hấp dẫn người không ít người chú ý. Tú lệ công chúa cũng là biết chính mình lúc này đây, tới ung đô chính mình sở gánh vác sứ mệnh, cho nên ở ngay từ đầu vào cung điện thời điểm, cũng đã không sai biệt lắm đem điện phủ bên trong những cái đó hoàng tử nhìn một vòng, chứ bỏ những cái đó đã có hoàng phi, tuổi tương đối tiểu nhân, còn lại dư lại tới cũng không có mấy cái, tú lệ công chúa, cũng đều không phải là hoàn toàn đối Tạ gia vương triều không có nửa điểm biết được. Sứ thần sớm chút nhật từ thời điểm cũng đã an bài người hỏi thăm, qua hiện giờ còn vừa độ tuổi thả không có phi tử hoàng tử căn bản liền, không mấy cái, cũng chỉ có 3 cái mà thôi, mà mục tiêu của chính mình chính là tại đây 3 cái bên trong tuyển ra 1 cái tới. Nàng tiến cửa cung lúc sau cũng đã hướng tới 3 người kia bên trong, nhìn lại, Tiêu vương Tạ Hoài An, Tề vương Tạ Hoài Uẩn cùng Tấn vương Tạ Hoài Ẩn, nàng này tinh tế đánh giá lúc sau, cũng đảo cảm thấy này 3 người sinh dung mạo cũng là đều giai, Tạ Hoài An có vài phần thư sinh tú khí, hơn nữa nghe nói lúc này đây dịch quán bên trong cũng là hắn an bài, cũng có thể xem như thập phần chi kỷ thỏa đáng người, mà Tề vương Tạ Hoài Uẩn nhìn cũng còn thỏa đáng, đứng ở một bên vĩnh viễn đều là an an tĩnh tĩnh bộ dáng, ngẫu nhiên đồng nghiệp nói chuyện, kia cũng có thể tính thập phần vẻ mặt ôn hòa. Đến nỗi Tấn vương Tạ Hoài Ẩn nhưng thật ra một cái thập phần tươi sống người, nhưng kia vùi đầu thức ăn bộ dáng làm tú lệ công chúa cũng có vài phần chướng mắt, chỉ cảm thấy này hoàng tử có vài phần thượng không được mặt bàn tác phong, thả nghe nói này phong bình cũng vẫn luôn không tốt, còn có kia cái gì khóc than vương ra tên tuổi, nàng là trong lòng đã sớm đã không mừng, cho nên tú lệ công chúa từ lúc bắt đầu chính là đem chính mình ánh mắt đặt ở Tề vương cùng Tiêu vương 2 người trên người. Mà ở 2 người kia bên trong, nàng càng để ý vẫn là Tề vương Tạ Hoài An, ôn hòa có lẽ thả mẫu phi vẫn là trong cung vị phân tối cao quý phi, cho nên nàng cảm thấy nếu là có thể thành Tề vương phi kia, cũng là cái không tồi sự tình. Tạ Cẩn Họa cũng là tại đây một chúng nữ tử bên trong, nhìn kia tú lệ công chúa một đôi mắt quay tròn mà hướng tới bên ngoài nhìn, đa số thời điểm đều là dừng ở Tạ Hoài An trên người, nàng cũng có thể xem như người từng trải. Lại sao có thể sẽ không biết điểm này, tú lệ công chúa nhưng thói quen, Tạ Cẩn Họa thanh âm không vang, hơn nữa trong điện lại có đàn sáo vũ nhạc, đảo cũng không có gì người sẽ chú ý các nàng này một chỗ, hơn nữa Tạ Cẩn Họa uy danh bên ngoài, những cái đó vương phi nhóm tới rồi nàng trước mặt thời điểm đều chỉ cảm thấy là, lùn thượng một tiết, đôi mắt không dám loạn ngó, tự cũng là không có gì có dám nói, hết thảy đều hảo, ung đô bên trong địa linh nhân kiệt, rất tốt. Tú lệ công chúa lộ ra thẹn thùng bộ dáng, như vậy nhìn có bao nhiêu ngoan ngoãn liền có bao nhiêu ngoan ngoãn, đa tạ công chúa quan tâm, tú lệ một đường tới nhìn đến đại khánh phong cảnh tú sắc cũng có thể xem như, nhảy vọt kiến thức. Tú lệ công chúa cũng hiểu được trước mắt này công chúa chính là cái năng lực người, lời nói đương nhiên là muốn nói xinh đẹp thả là cũng nói thập phần mãn hợp, nhưng kia ngữ khí bên trong trừ bỏ, khoe khoang ở ngoài cũng không có lấy lòng ý tứ. Nàng cũng rõ ràng liền tính các nàng cao lệ không phải cái gì đại quốc, nàng cũng là cao lệ công chúa sở đại biểu cho cũng là cao lệ hoàng gia mặt mũi, nói chuyện nếu là quá mức lấy lòng ngược lại sẽ ném cao lệ, mặt mà làm người khinh thường. Tạ Cẩn Họa nghe tú lệ lời này, biết cô nương này cũng không phải cái gì đơn giản nhân vật, kia môn đạo nhưng xem như thanh thực, cao lệ đến ung đô cũng coi như là đường xá xa xôi, cũng coi như là vất vả ngươi, Tạ Cẩn Họa nói. Hiện giờ đang ở ung đô, ngươi cũng không cần quá mức câu nệ, nhưng khắp nơi tùy ý mà đi lại, các vị tẩu tử đệ muội, các ngươi có cái gì hoạt động cũng có thể mang lên tú lệ công chúa, miễn cho làm người ở ung đô bên trong ngược lại là tịch mịch bất kham, mất chúng ta đại khánh mặt mũi. Tạ Cẩn Họa lời này nói ra khẩu, những cái đó vương phi nhóm tự nhiên là ứng đúng vậy, đối với các nàng tới nói cái này cao lệ công chúa không có gì uy hiếp, tự nhiên mừng rỡ đáp ứng.
hơn nữa vạn nhất nếu là gả cho không biết là cái nào, đến lúc đó cũng là muốn đánh giao tế, còn không bằng như là như bây giờ trước tiếp xúc biết là, cái gì tính tình người tới thỏa đáng một ít. Đây là tự nhiên, công chúa đường xa mà đến, ngày ngày nghẹn khuất ở dịch quán bên trong cũng thật sự là kỳ cục, thường xuyên đi lại cũng hảo. Đại hoàng tử Minh Vương Phi Tử hiện giờ đã hơn 30, nhưng kia bảo dưỡng còn tính. Có thể, này nhìn qua đảo cũng không đến mức là quá mức tuổi già bộ dáng, chúng ta Ung Đô bên trong tuy nói không thế nào tính phồn hoa, nhưng đảo cũng có thể xem như có chút thú vị sự tình. Bất quá chúng ta đều là một ít cái phụ nhân, cùng cô nương gia luôn là có chút bất đồng, đến lúc đó cũng phải gọi thượng những cái đó quý nữ nhóm phương hảo, nếu không chúng ta đến lúc đó nói lên không thú vị nhưng thật ra nghẹn khuất công chúa. Minh Vương Phi như vậy vừa nói lúc sau, những người khác cũng liên tục nói là, này đã kết hôn phụ nhân cùng chưa xuất giá cô nương rốt cuộc cũng vẫn là, có chút bất đồng, tự nhiên mà có chút thời điểm nói chuyện đề tài cũng không ở trên một con đường, như vậy suy tính cũng coi như cho Cao Lệ công chúa mặt mũi, cũng không có bác Tạ Cẩn Họa mặt mũi. Tú Lệ công chúa hướng tới này những vương phi nhóm lộ ra e lệ tươi cười, nàng cũng hiểu được chính mình này một phen tiền đến sắp muốn đối mặt chính là cái gì, cho nên... Nghe được các nàng những người này lời nói có ẩn ý cũng không đến cái gì nhưng nói, ta một đường tới nghe nói Ung Đô nhất địa linh nhân kiệt, hôm nay đến thời điểm thô thô vừa thấy quả thật là như thế, nghe nói Ung Đô bên trong tài nữ rất nhiều, Tú Lệ cũng có một phen muốn làm người chỉ điểm đâu, hôm nay nhìn đến công chúa cùng vương phi nhóm, quả thật là như nghe nói như vậy làm người vừa thấy liền biết là, bụng có thi thư khí tự hoa, Tú Lệ công chúa chậm rãi nói. Ở vùng ven sông thời điểm, phụ hoàng chỉ thỉnh người giáo tập tiếng phổ thông, bên cũng không có gì, nếu có thể nhiều học một ít tất cũng là tốt. Nàng lời này cũng nói thập phần dễ nghe, đem đang ngồi người tất cả đều phủng tới rồi một cái cực cao nông nỗi, lại đem chính mình bày biện ở một cái thấp tư thái tình huống thượng, hơn nữa này có thể bị bệ hạ tuyển vì hoàng tử phi người kia, cũng đều là thế gia đại tộc cùng quan lớn con cái bên trong gia tới đích nữ, mặc dù là hiện. Giờ không có đến cung yến thượng chắc phi kia phần lớn đều là xuất thân danh môn, này đó nữ tử tuyệt đại bộ phận đều là chịu quá dạy dỗ thượng quá nữ học, đọc sách biết chữ tất nhiên là không nói chơi, càng có cực giả ở sớm chút năm thời điểm cũng là, hưởng dự một phương tài nữ chi lưu, trong xương cốt đầu cũng phần lớn đều có ngạo cốt ở đâu, giống như là vừa mới đáp lời Minh Vương Phi, ở mười mấy năm trước nàng cũng là Ung Đô tài nữ bên trong nhưng xem như số một, đối với này. Cao Lệ tới nữ tử, Minh Vương Phi cũng vẫn luôn đều không có coi như một chuyện, nơi chật hẹp nhỏ bé sở tới công chúa mà thôi, bất quá ánh sáng đom đom ánh sáng không dám đồng nhật nguyệt tranh nhau phát sáng, nhưng những lời này nói ra, không khỏi mà cũng làm những người này cảm thấy có vài phần tự mãn đi lên, bị người khoe khoang nguyên bản chính là một kiện thập phần làm người cao hứng sự tình, hơn nữa này Cao Lệ công chúa lời này cũng làm Minh Vương Phi cùng còn lại người. Ở bên trong đều chỉ có một cảm tưởng, quả nhiên là nơi chật hẹp nhỏ bé vị trí tới người, có thể học cái tiếng phổ thông cũng đã không tồi, chỉ sợ này học thức cũng không nhiều thượng được mặt bàn, lời này nói, Minh Vương Phi cười thoạt nhìn, chúng ta đều đã già rồi, tuổi cũng không nhỏ, năm đó ở khuê các bên trong về điểm này học thức cũng đã sớm đã không đủ dùng, hiện giờ ở Ung Đô, bên trong nhất có tài học người vẫn là Vương Thừa Tướng Gia Đại Tiểu Thư, Minh Vương Phi. Lời này nói ra, cũng được không ít người ứng cùng, Vương Thừa Tướng Gia đích nữ ở Ung Đô bên trong vẫn luôn đều có tài danh thực, cũng là đâu, người khác cũng ứng hòa, này tuổi tác cũng cùng công chúa không sai biệt nhiều, đảo cũng thích hợp thực, ta hiểu được thường có thơ hội một loại, đến lúc đó công chúa cũng có thể cùng đi xem, Tú Lệ công chúa nghe được người khác như vậy nói thời điểm, tự nhiên ứng là, cùng này những Ung Đô bên trong quý nữ ở chung lâu một ít với. Nàng tất nhiên là không có bất luận cái gì chỗ hỏng, huống chi là này thừa tướng nữ nhi, Tạ Cẩn Họa nhìn các nàng ở nhắc tới vương gia thời điểm cái loại này miệng lưỡi, tất nhiên là có chút khinh thường, ở nàng xem ra liền kia vương thi ngữ, tài học chi danh cũng nhiều là bởi vì vương hằng duyên cớ, hơn nữa này vương thi ngữ, đều đã qua cập kê 2 năm lại còn không có ưng thuận nhân gia, này ở Ung Đô bên trong cũng coi như là hiếm thấy, giống nhau nam tử ở nhược quán lúc sau. Thành hôn nhiều đi, mà nữ tử đa số còn lại là ở cập kê phía trước đã định ra hôn ước, cập kê lúc sau cũng sẽ thành hôn, như là vương thi ngữ như vậy chính là số ít.
mà Vương Thi Ngữ người này Tạ Cẩn Họa nguyên bản cũng không thế nào xem trọng, cao ngạo thực, kia luôn là cao cao mà ngẩng đầu, chỉ là nhìn đều làm người cảm thấy thập phần không dễ chịu. Tạ Cẩn Họa trước nay liền không có đối Vương Thi Ngữ từng có bất luận cái gì hảo cảm, những cái đó vương phi nhóm như là lập tức liền tiếp nhận rồi cái này tú lệ công chúa giống nhau, vẫn luôn nhỏ giọng mà nói chuyện, mà ở rèm châu bên ngoài, những cái đó người trước sau như một mà nói chuyện, Bạch Hy Cảnh trừ bỏ một bên nghe những người đó ở nơi đó nói, một bên nhìn này bàn tiệc thượng từ bàn, quả thật là đa dạng chồng chất, đối với những cái đó dâu ria lý do thoái thác hắn, nhưng thật ra không như vậy để ý, dù sao hiện giờ Thái Bình, lời trong lời ngoài đảo cũng không có gì mấu chốt sự, hắn cũng mừng rỡ dứt khoát ở một bên cái gì đều không để ý tới toàn coi, như cái ăn khách, liền ở bên kia ăn đồ vật xem khởi đồ sứ tới. Nguyên Hy Đế này phát lạnh huyên lúc sau liền thấy được Bạch Hy Cảnh, ở bên kia yên lặng không nói gì bộ dáng, liền nói một câu, Thái tử điện hạ sao không rên một tiếng, chẳng lẽ là có chỗ nào chậm trễ. Bạch Hy Cảnh dương mắt hướng tới cao tòa thượng Nguyên Hy Đế nhìn lại, chỉ cảm thấy Nguyên Hy Đế quả thật là sinh hiền lành, chỉ là ánh mắt bên trong có tán không đi ốm yếu thái độ, sắc mặt bên trong cũng vẫn luôn đều có bệnh khí tồn tại, nhưng nói chuyện thời điểm luôn có một ít vẻ mặt ôn hòa ở, không phải, là cô nhìn này những đồ sứ đồ uống rượu cảm thấy không tồi, cho nên trong khoảng thời gian ngắn xem nhập thần một ít. Bạch Hy Cảnh cười tủm tỉm địa đạo, như vậy xinh đẹp đồ sứ lưu ly ở chúng ta trường tố nhưng xem như hiếm thấy, cô cũng vẫn là lần đầu nhìn thấy không khỏi mà bị hấp dẫn ở, trong lòng cũng có vài phần suy nghĩ, lúc này mới trầm mặc không nói, nếu là có cái gì thất lễ địa phương còn thỉnh bệ hạ thứ lỗi mới là. Nguyên Hy Đế nghe Bạch Hy Cảnh nói như vậy, hắn trên mặt cũng là ý cười không giảm, chậm rãi từ từ địa đạo một tiếng, kia điện hạ có cái gì ý tưởng. Bạch Hy Cảnh thấy Nguyên Hy Đế hỏi như vậy, hắn đảo cũng không hàm hồ, lập tức liền nói, kỳ thật cô này hai ngày ở Ung Đô bên trong đi rồi vừa đi, Ung Đô bên trong quả thật là nhân tài đông đúc, cô liền có một cái ý tưởng, muốn cùng Đại Khánh bù đắp nhau. Nguyên Hy Đế nghe được Bạch Hy Cảnh nói như vậy, trên mặt hắn y cười thoáng thâm một ít nói, việc này còn phải tinh tế thương nghị, đêm nay liền không nghị, chờ ngày khác điện hạ còn có cái này ý tưởng, nhưng thật ra có thể lại nghị một phen, điện hạ thấy thế nào? Bạch Hy Cảnh nhìn đến Nguyên Hy Đế nói như vậy, cũng coi như là đại khái đã biết hắn ý tứ là như thế nào, Nguyên Hy Đế nghĩ cũng là có ý tứ này ở đâu, cho nên này bù đắp nhau sự tình có thể nghĩ hắn cũng tất nhiên là sẽ đồng ý, cho nên này dư lại cũng chính là ở chi tiết thượng vấn đề mà thôi. Bạch Hy Cảnh hơi hơi mỉm cười, nói một tiếng tự nhiên, bắt đầu âm thầm cân nhắc đến, nếu là thật sự bắt đầu thông thương lúc sau chính mình muốn từ Ung Đô, bên trong tiến cử chính là cái gì tới, mà Nguyên Hy Đế, cũng không nghĩ tới hắn còn không có suy nghĩ dùng cái gì phương thức đi để, không nghĩ tới Bạch Hy Cảnh nhưng thật ra trước mở miệng, này về bù đắp nhau sự tình nếu là làm Vân Xu, kia nha đầu biết khẳng định là muốn cao hứng không thôi, hơn nữa này về thông thương sự tình còn cần có một cái chuẩn trương ra tới, đàm phán loại chuyện này không chừng còn phải dùng tới Vân Xu, này tiểu nha đầu đó là một cái lợi hại giác, đoạn sẽ không có bất luận cái gì có hại. Ở phía sau bức rèm che đầu Tạ Cẩn Họa, cũng nghe tới rồi Bạch Hy Cảnh vừa mới theo như lời kia một phen lời nói, đối với loại chuyện này nàng đương nhiên là thấy vậy vui mừng, cho nên cũng vẫn luôn đều ở quan tâm những cái đó chính sự, đối với nàng tới nói cùng trước mắt này, nhưng lẫn nhau thổi phồng phụ nhân nữ tử chi gian nói chuyện căn bản là, nhất không nổi nửa điểm hứng thú tới, còn không bằng nhiều quan tâm một chút trên triều đình sự tình, này thông thương lúc sau sở tùy theo, mà đến đầu tiên chính là luật pháp thượng nhất định thay đổi, này luật pháp một chuyện một khi định rồi xuống dưới đó chính là cùng các bá tánh thiết thực, tương quan, tự nhiên qua loa không được. Đến lúc đó còn phải nhiều hơn tham thảo mới là. Tạ Cẩn Họa yên lặng không nói gì mà dùng bữa tối, ở kia tế tỏa ầm ĩ bên trong nghĩ chính mình sự tình, siêu thoát hết thảy giống nhau. Tạ Hoài Uẩn nghe được cẩn thận, hắn nhìn thoáng qua chính mình phụ hoàng liếc mắt một cái, lại nhìn thoáng qua Bạch Hy Cảnh, hắn đè thấp thanh nói, thoạt nhìn, Vân Xu kia nha đầu lại đến có chuyện làm. Tạ Hoài Uẩn nghe cẩn thận, kỳ thật thông thương cũng chưa chắc là một kiện chuyện xấu. Rốt cuộc cái bế quan tỏa cảng cũng không phải cái gì hảo biện pháp, chẳng lẽ cửu ca ngươi không ủng hộ? Tạ Hoài Uẩn nhìn hướng tới chính mình xem nghiêm túc Tạ Hoài Ẩn, nói, ta tất nhiên là nhận đồng, nhưng này nhận đồng,
cũng vẫn là không đại biểu này tiền bạc có thể vào tay của ta không phải, này Ung Đô trong thành mặt làm buôn bán nhất có một tay người, nếu là liên hệ lúc sau, Vân Xu sao có thể sẽ vứt bỏ như vậy bánh nướng lớn, ngươi nói, có phải hay không? Tạ Hoài Uẩn đang nghe đến điểm này thời điểm, hắn cũng đã nghĩ đến Vân Xu nhất định sẽ không lãng phí lúc này đây cơ hội, mà vừa mới Bạch Hy Cảnh ý tứ cũng đã có vài phần minh xác. Hắn coi trọng đồ sứ lưu ly, mấy thứ này kia đều là Vân Xu trên tay, nếu muốn Tiêu Hướng Trường tố đầu tiên một chút chính là yêu cầu Vân Xu, điểm cái này đầu, này không phải đại biểu cho tuyệt bút bạc liền vào Vân Xu túi tiền sao, hương hương cái này nha đầu, nàng mấy năm nay, trong vòng kiếm tiền bạc đều cũng đủ nàng đời này hoa, nhưng nàng vớt tiền thủ đoạn nhưng xem như rõ như ban ngày, này thật là một kiện thập phần đáng giận sự tình. Tạ Hoài Uẩn ở trong óc bên trong yên lặng mà nghiến răng nghiến lợi, ngõ nhỏ có vô lúc sau muốn cùng Trường Tố Thông mua bán, cũng không có khả năng chỉ là gần chỉ có Vân Xu một người không phải, liền tính phía trước không có như vậy đem sự tình bại ở bên ngoài thời điểm, cũng nhiều ít có người trộm mà phiến bán, hiện giờ có thể bại ở mặt bàn lên đây, đại gia làm việc cũng không cần lại lén lút, này cũng coi như là một chuyện tốt, hơn nữa này thông thương lúc sau. Những cái đó tìm không thấy việc người cũng đều có thể nhiều một phần việc, phụ hoàng cũng là nghĩ tới điểm này, nếu không hắn vừa mới đã sớm đã cự tuyệt Trường Tố thái tử đề nghị không phải sao, chuyện này với chúng ta đại khánh đều là có lợi, cần gì phải như vậy tưởng đâu. Tạ Hoài Ẩn đương nhiên biết Vân Xu là có bao nhiêu hy vọng khai thông thương nghiệp, tại đây chuyện thượng nàng làm những chuyện như vậy, xa xa muốn so với bọn hắn tưởng tượng bên trong còn muốn nhiều. Không phải quang tưởng là có thể đủ trở thành sự thật, nếu không phải Vân Xu, kia Trường Tố thái tử lại sao có thể sẽ chủ động đưa ra cái này đề nghị, mà nghe Tạ Hoài Uẩn vừa mới như vậy nói chuyện, nhưng thật ra có vẻ Vân Xu thành một cái chỉ vì ích lợi sở xu thế người, cái này làm cho hắn như thế nào có thể cho phép người khác dùng như vậy ánh mắt cùng ngữ khi tới nói chuyện. Cửu ca, này không giống như là ngươi sẽ nói, Tạ Hoài Ẩn đối với Tạ Hoài Uẩn nói. Ngữ khí bên trong cũng hoàn toàn đều là thất vọng điều, Tạ Hoài Ẩn hôm nay đối với Tạ Hoài Uẩn là có vài phần thất vọng, hắn vẫn luôn đều cho rằng cửu ca như vậy, bát diện linh lung người tới nói hẳn là sẽ không nói ra vừa mới loại này, thật sách nói tới, nhưng hôm nay tới nay hắn theo như lời những cái đó lời nói thật là có vài phần làm người thất vọng rồi, Tạ Hoài Ẩn không biết là cái gì làm cho cửu ca sẽ sinh ra như vậy biến hóa, nhưng đối với loại này biến hóa là hắn sợ không mừng. Cửu ca, ngươi tầm thường thời điểm cũng không có như vậy bộ dáng, sao hiện tại lại là nói ra loại này lời nói? Tạ Hoài Uẩn hơi hơi cứng lại, nhưng thật ra không nghĩ tới Tạ Hoài Ẩn sẽ đột nhiên hỏi ra loại này lời nói tới, này ngôn ngữ bên trong thậm chí còn có vài phần trách cứ ý vị. Tạ Hoài Uẩn cũng biết chính mình phía trước kia một phen nói có chút qua, đem chính mình đáy lòng bên trong về điểm này tích tụ nhưng thật ra nói ra khẩu. Này cũng đích xác không phải hắn dĩ vãng tính tình, cũng khó trách Tạ Hoài Ẩn sẽ nói như vậy, hứa cũng là vì gần nhất sự tình khiến cho hắn nhiều ít có chút không chấn định, ước chừng là gần nhất có chút mệt mỏi, vừa mới những cái đó lời nói ngươi nghe qua liền tính, toàn đương tha thứ cho. Tạ Hoài Uẩn đối với Tạ Hoài Ẩn nói, ngữ khí bên trong cũng ít phía trước những cái đó biệt nhiễu, cửu ca tính tình ngươi còn không hiểu biết. Ước chừng chính là nghĩ vậy sau này sự tình có vài phần uể oải cùng nhụt chí thôi. Tạ Hoài Ẩn nghe được Tạ Hoài Uẩn nói như vậy, cũng tìm không thấy cùng hắn chi khi lý do, cảm thấy cũng thật là như vậy một chuyện, đảo cũng bất đồng hắn lại so đo làm gì kính nhi. Kỳ thật Vân Xu sở làm cũng không dễ dàng, cửu ca ngươi chớ có cảm thấy Vân Xu nàng làm chuyện gì đều nhìn là nhẹ nhàng bộ dáng, chỉ là trong đó những cái đó vất vả đều là chúng ta sở không biết mà thôi. Tạ Hoài Ẩn nghĩ lúc sau lại nói một câu, Vân Xu kiếm tiền kia cũng là nàng cực cực khổ khổ kiếm tới không phải, toàn bộ Ung Đô bên trong ai như là Vân Xu như vậy vất vả, liền như vậy điểm đại cô nương cái nào không ở cha mẹ trước mặt, nha hoàn hầu hạ, cả ngày bên trong không có việc gì liền mấy cái cô nương ra ghé, vào cùng nhau minh kỳ danh rằng gọi là gì thơ hội làm cho thập phần học đòi, văn vẻ, nhưng trên thực tế bất quá chính là ăn no trống không có chuyện gì thôi. Trở thành hôn sinh con nói là giúp chồng dạy con, trên thực tế chính là hoàn toàn ăn không ngồi rồi, như vậy một đôi so lúc sau, Tạ Hoài Ẩn liền cảm thấy Vân Xu so Ung Đô bên trong những cái đó, quý nữ hảo quá nhiều,
Tạ Hoài Uẩn buồn không hé răng, sắc mặt thượng tuy là đối Tạ Hoài Ẩn, vừa mới theo như lời kia một phen lời nói không có gì tỏ vẻ, nhưng trong lòng không khỏi mà hừ lạnh một tiếng. Đích xác Vân Xu nỗ lực hắn là không thấy thế nào thấy, nhưng này thành quả mặt trên nhưng thật ra xem rành mạch, mấy năm nay tới Bách Hoa Lâu sinh ý là ngày càng lụn bại, ngay cả sổ số sinh ý cũng rõ ràng, mà kéo ra trong thành còn lại sòng bạc một loại sinh ý, cũng đều không phải là không có bên sòng bạc muốn kinh doanh này sổ số sinh ý, mà là bởi vì thật sự là không có in ấn thiết bị cùng kỹ thuật, đại phế lượng trang giấy cũng không có khả năng hoàn toàn dựa vào viết tay. Tới hoàn thành chỉ có thể nhìn kia một khối to bánh mà không có cách nào hạ khẩu, hắn luôn luôn là chỉ coi trọng kết quả mà không nhìn chúng quá trình, mà Vân Xu người nọ xưa nay đều thập phần cẩn thận, mấy năm nay tới hắn, cũng nếm thử quá muốn ở Vân Xu sinh ý bên trong gia nhập một chân, nhưng nàng nhưng vẫn đều không có gật đầu, liền tính là lúc trước cái gọi là gia nhập cửa hàng thời điểm đều không có suy tính quá hắn, nàng phòng bị tâm lý là muốn so người khác càng thêm trọng nhiều. Tạ Hoài Uẩn cũng không có tính toán ở ngay lúc này đã bị người bóc đế, bất quá ngẫm lại cũng là, Đại Khánh bên trong có thể làm buôn bán nhiều như vậy, cùng Trường Tố mở ra thông thương lúc sau với hắn, cũng không phải một kiện hoàn toàn không có ích lợi sự tình, nhưng là hiện giờ sở muốn gặp phải cũng chính là này Cao Lệ công chúa sự tình, cái này công chúa là tuyệt đối không thể đủ rơi xuống hắn trên người tới, tại đây chuyện thượng đích xác đến tưởng cái biện pháp thoát thân phương hảo. Đêm nay thượng tiệc tối tuy nói nhưng xem như khách và chủ tẫn hoan, nhưng trên thực tế đều là có từng người một phen tâm tư, mà kia Tú Lệ công chúa, cũng nương một bữa cơm thời gian đã thành công mà nhốt đánh vào tới rồi Ung Đô, bên trong nhóm người này Vương Phi công chúa trong vòng đầu, từ gần nhất đúng vậy không có gì hảo cảm, đến cuối cùng ly yến hội lúc sau thậm chí đã nhanh chóng cùng này, nhưng Vương Phi các công chúa đánh thành một mảnh, thậm chí đã có Vương Phi bắt đầu mời Tú Lệ công chúa. Tạ Hoài Ẩn ở trong yến hội nhưng xem như thập phần điệu thấp, chứ bỏ cùng bên người Tạ Hoài Uẩn nói vài câu ở ngoài, hắn toàn bộ hành trình đều vẫn duy trì ăn nhiều ít nói lời nói nhạc dạo, thẳng đến này yến hội kết thúc mới thôi, thậm chí liền đôi mắt cũng không dám nâng thượng vừa nhấc, liền sợ bị kia Cao Lệ hoàng thái tử nhìn đến liếc mắt một cái. Chờ đến yến hội sau khi chấm dứt, hắn càng là đầu một cái đi bộ ra hoàng cung, nửa điểm cũng không dám lưu lại. Cung yến kết thúc thời gian cũng còn tính sớm, trong thành nhiều ít còn có vài phần náo nhiệt dấu hiệu, này xe ngựa ở trên đường cái đi bộ một vòng lúc sau, nhưng thật ra không tới Tấn Vương phủ cổng lớn, mà là đến Liễu gia tường vây ở ngoài. Ta nói Vương gia, hiện giờ canh giờ này, ngươi đến nỗi làm muốn như vậy làm sao? Gã sai vặt thấp giọng hỏi, này biểu tình bên trong cũng có vài phần mất mặt cảm giác, thời gian này Liễu gia đại môn đã sớm đã đóng, hơn nữa lúc này Liễu tiểu thư nói không chừng đã đi vào giấc ngủ, còn nữa liền tính là không có đi vào giấc ngủ kia khuê phòng bên trong, cũng là có người ở, liền tính Vương gia cùng Liễu tiểu thư chi gian lại như thế nào thân hậu, này bị người thấy được cũng thật sự là kỳ cục. Nhưng gã sai vặt nơi nào hiểu được Tạ Hoài Ẩn tâm tư, hắn còn ước gì bị người cấp bắt được vừa vặn, sau đó này Tú Lệ công chúa sự tình liền hoàn toàn không có hắn sự tình gì, ra làm loại sự tình này cũng không phải lần đầu, đến nỗi như vậy đại kinh tiểu quái sao? Tạ Hoài Ẩn chẳng hề để ý địa đạo một câu, hắn làm loại chuyện này đã sớm đã nhưng xem như cưỡi xe nhẹ đi đường quen, còn nữa hắn tìm Vân Xu tuy là có tư tâm lại cũng đồng dạng là có chính sự. Gã sai vặt nghe được Tạ Hoài Ẩn nói như vậy thời điểm, hắn cũng thực sự là không đúng phương pháp tử lại khuyên nhà mình cái này tùy hứng làm bậy Vương gia, lập tức cũng chỉ có thể làm một cái trợ lực dùng. Đôi tay căng Tạ Hoài Ẩn một tay đem hắn cấp đưa vào Liễu gia tường vây, chuyện này đi theo hắn cái này không đàng hoàng chủ tử, hắn cũng có thể xem như làm tương đối thuần thục. Chờ nhìn đến Tạ Hoài Ẩn vào tường vây lúc sau, gã sai vặt thở dài một hơi, ngoan ngoãn mà đem không người xe ngựa chạy về Tấn Vương phủ đi. Tạ Hoài Ẩn cưỡi xe nhẹ đi đường quen mà xuyên qua Liễu gia hoa viên, tới rồi Vân Xu nơi sân, Vân Xu trong phòng còn đèn sáng quang, hắn này vừa mới bước vào môn. Liền nhìn thấy bưng đồng bồn ra tới cửa Cẩm Sắc cùng Y Lan, Cẩm Sắc cùng Y Lan cũng là đi theo Vân Xu bên người 2 năm, thường xuyên nhìn thấy Tạ Hoài Ẩn, tự nhiên mà cũng liền minh bạch này, Vương gia cùng nhà mình tiểu thư chi gian kia một chút sự tình, cho nên nhìn thấy Tạ Hoài Ẩn bước vào môn tới thời điểm, cũng không có đại kinh thất sắc mà lớn tiếng kêu la, chỉ là Cẩm Sắc sắc mặt thượng nhiều ít vẫn là có vài phần không vui,
vương gia, ngài như thế nào canh giờ này? Tới, Cẩm Sắt thấp giọng nói, nếu là kêu người khác thấy, tiểu thư nhà ta không được lại có cái gì không dễ nghe lời nói truyền đi ra ngoài không thể. Cẩm Sắt này nói là về nói, lại cũng không có đuổi Tạ Hoài Ẩn ý tứ, Tạ Hoài Ẩn chỉ là cười nói, tiểu thư nhà ngươi trong phòng này ngọn đèn dầu còn không có tắt đâu, bổn vương lúc này đây tới cũng lại là cùng nàng nói, tuy là lỗ mãng chút, nhưng cũng là về tình cảm có thể tha thứ sao. Cẩm Sắt đối Tạ Hoài Ẩn lời này thập phần không cho là đúng, lời này lừa lừa người khác còn thành, này có chuyện gì, liền vội thành như vậy bộ dáng chờ không được ngày mai một hai phải đêm nay ba ba, mà lại đây không thể, nhưng tấn vương mấy năm nay tới bò tường cũng coi như không ít, các nàng cũng đã sớm đã thói quen, Vân Xu cũng đã nghe được bên ngoài nói chuyện thanh, cũng xuất hiện ở cửa nhìn cùng nhà mình tí nữ rằng co ở một bên Tạ Hoài Ẩn, dưới ánh trăng, hắn sắc mặt bởi vì mùi rượu thoáng có vài phần ửng đỏ. Kia một đôi thượng chọn mắt đào hoa càng là mang theo vài phần ý cười, vừa thấy chính là vừa mới ra cung yến vừa trở về, cũng không biết là uống hồ đồ vẫn là như thế nào, đại buổi tối chạy tới nàng nơi này, thật là có vài phần bừa bãi, thành, cũng chớ có ở chỗ này xử chứ, Cẩm Sắt ngươi đi pha một ly mật ong thủy, Y Lan ngươi đi tẩy một phương ướt khăn lại đây, Vân Xu phân phó nói, nàng nhìn rõ ràng là ăn vài chén rượu Tạ Hoài Ẩn. Ngươi nếu muốn mượn rượu làm càn, vậy đi, ra ngoài, nếu là còn có thể thanh tỉnh mà tới nói thượng vừa nói, ta liền nghe ngươi nói, Tạ Hoài Ẩn tự nhiên gật đầu, liền mới vài chén rượu mà thôi, ta này còn thanh tỉnh thực đâu, nơi nào sẽ giải cái gì rượu điên, Su Nhi, ta cũng thật có chuyện cùng ngươi tới, Vân Su nghe được Tạ Hoài Ẩn nói như vậy, cũng không nói thêm gì, xoay người vào phòng, Tạ Hoài Ẩn thấy Vân Su vào phòng. Tự nhiên cũng là ba ba đi theo Vân Xu vào phòng, ở tiểu hoa thính trên sofa ngồi, Tạ Hoài Ẩn ba ba mà vốn định ngồi ở Vân Xu bên người đi, nhưng Vân Xu kia đôi mắt hướng tới hắn vừa thấy, lập tức cũng liền thu về điểm này, tiểu tâm tư ngoan ngoãn mà ngồi xuống Vân Xu đối diện đi, Cẩm Sắt cùng Y Lan thực mau mà đem mật ong thủy cùng ướt khăn đưa tới, cũng không hề nói cái gì, cũng liền ra cửa cũng không có tướng môn cấp đóng lại. Hai người cũng không trở về chính mình trong phòng, mà là ở trong sân đứng, hiện giờ giữa mùa hạ đêm đảo cũng không cảm thấy thanh hàn, Tạ Hoài Ẩn nghe lời mà đem kia giải mùi rượu mật ong thủy cập uống, lại cầm ướt khăn xoa xoa mặt cùng tay đảo cũng cảm thấy sảng khoái rất nhiều, cũng mất công Vân Xu cẩn thận. Tuy nói điểm này rượu với hắn tới nói cũng không có đến say nông nỗi, nhưng cũng là có vài phần khó chịu, như vậy gần nhất lúc sau đảo cũng thoải mái, mới vừa ăn tiệc trở về. Có chuyện gì là như vậy gấp không chờ nổi, thế nào cũng phải đại buổi tối tới không thể, Vân Xu có chút không thể nề hà hỏi. Ngươi nhưng thật ra càng thêm tự quen thuộc, nếu là kêu ta ca thấy, sau này không chừng đến ở tường vây phía dưới loại thượng một mảnh bụi gai, đến lúc đó thả xem ngươi như thế nào tiến vào, ngươi liền bỏ được, Tạ Hoài Ẩn dỗi nói, nếu là thấy ta ngã vào bụi gai, ngươi trong lòng nhưng dễ chịu, đến lúc đó lại không phải thương ở ta trên người. Ta có cái gì nhưng khó chịu, Vân Xu bình tĩnh địa đạo, gặp may khoe mà nói cũng đừng ở ta trước mặt nói, ta lại không tính. Toán cùng ngươi nói này những có không sự tình, ngươi nếu là tính toán cùng ta nói loại này có không sự tình, ngươi còn không bằng trở về sớm chút nghỉ ngơi chính là, Tạ Hoài Ẩn nhướng nhướng mày, như vậy nói tâm tàn nhẫn, cũng chính là Vân Xu tính tình, hắn đại buổi tối ba ba mà tới, cũng không có nghe được nàng nói hai câu lời hay. Liền nghe thấy này thứ tâm hoa nói, hắn nhịn không được mà thở dài một hơi, ngươi hôm nay vào cung, chính là thấy được kia cao lệ công chúa, nghe nói là cái xinh đẹp như hoa công chúa, như vậy mạo nghe nói như hoa như ngọc, nhưng nhìn tới không có, Vân Xu chậm rãi từ từ địa đạo, sau khi xem xong có hay không thay đổi tâm ý địa phương, ghen tị, Tạ Hoài Ẩn cười tủm tỉm địa đạo một câu, trong lòng chỉ cảm thấy thập phần lanh lẹ. Ai ra, nhà hắn con dâu rốt cuộc là để ý hắn đâu, này dấm ăn đến nàng đều nghe nói vị, ta nửa mắt cũng không nhìn thấy, hiểu được kia cao lệ công chúa là cái bộ dáng gì, liền tính nhìn, thấy, ta cũng xem không trúng người, ta này trong lòng chỉ có ngươi một người, Tạ Hoài Ẩn vội vội vàng vàng mà phủi sạch quan hệ, hắn nơi nào hiểu được kia cao lệ công chúa lớn lên là bộ dáng gì. Ở nàng thịnh an thời điểm hắn liền, vẫn luôn cúi đầu rũ mắt nửa điểm cũng không dám xem, nói nữa, sinh đến lại xài như thế nào dung nguyệt mạo cũng cùng hắn không có gì quan hệ, hắn cũng chướng mắt người,
Vân Xu cũng bất quá chính là cười cười mà thôi, đối Tạ Hoài Ẩn lời này cũng không đáp lời, nhưng thật ra Tạ Hoài Ẩn mở ra máy hát lúc sau tự động tự phát mà nói lên, ta hôm nay tới là có việc muốn cùng ngươi nói, hôm nay ở cung yến thượng, kia Trường Tố Thái tử nhưng thật ra chính mình nói lên thông thương sự tình tới, ta xem ngươi này vẫn luôn suy nghĩ sự tình hơn phân nửa là muốn thành. Tạ Hoài Ẩn vô cùng cao hứng địa đạo, kia Trường Tố Thái tử hôm nay ở cung yến thượng thời điểm nhìn kia đồ sứ lưu ly, kia kêu một cái chuyên chú, ta xem nếu là thật sự tiến hành thông thương, này đó đại khái là hàng đầu, ta này nghe được cao hứng, cho nên liền nghĩ sớm chút đem chuyện này báo cho với ngươi, trước làm ngươi cao hứng cao hứng, kia bệ hạ như thế nào nói. Vân Xu nghe được Tạ Hoài Ẩn nói như vậy thời điểm, đảo cũng thật là vài phần cao hứng, nhưng cũng không đến mức quá mức cao hứng, việc này bất quá chính là tạm thời đề ra nhắc tới mà thôi, cũng không có đến hoàn toàn hạ định luận thời điểm, chờ đến xác định xuống. Dưới lúc sau lại cao hứng cũng không muộn, phụ hoàng nhưng thật ra không có lập tức đáp ứng xuống dưới, rốt cuộc việc này cũng không phải cái gì việc nhỏ, còn cần bàn bạc kỹ hơn, ta xem kia Trường Tố Thái tử nhưng thật ra nghiêm túc, hơn phân nửa quá đoạn thời gian liền sẽ trọng điểm với thương nghị chuyện này. Tạ Hoài Ẩn nói, ta nhưng thật ra thập phần xem trọng thông thương sự, chỉ là nơi này đầu liên lụy quá nhiều, trên triều đình những cái đó cổ hủ lão thần không khỏi lại đến nói cái gì đó. Bất quá phụ hoàng chủ ý chính, có hắn ở cũng sẽ không có cái gì đường rẽ. Vân Xu đối với Tạ Hoài Ẩn lời này cũng không phản bác cái gì, đích xác Nguyên Hy Đế chủ ý là chính, hiện tại việc này cũng là Trường Tố Thái tử trước nhắc tới, đảo cũng có thể xem như bọn họ đại khánh chiếm tiên cơ, này bù đắp nhau thật là một chuyện tốt, Trường Tố Thái tử trước đề cũng là chúng ta trước chiếm tiên cơ, đến lúc đó đảo cũng thật là có chút nhưng cùng Trường Tố thương nghị, nhưng là liên hệ sở đại biểu cho không đơn thuần chỉ là chúng ta cùng Trường Tố thông thương, mà Trường Tố cũng sẽ cùng chúng ta đại khánh thông thương, một khi thông thương lúc sau không biết sẽ biểu lộ tiến thứ gì tới, đây cũng là yêu cầu nhiều hơn chú ý. Vân Xu nói, ở hiện đại đều có một ít cái thứ không tốt, ở cổ đại tuy nói không có nhiều như vậy, nhưng cũng không phải không có, thí dụ như nói kia anh túc, ở hiện giờ cũng có loại thực, là dùng dược, nhưng hiện giờ cũng một bộ phận cái gọi là phúc thọ cao, một loại, cứ nghe ở Trường Tố nơi nhất thích hợp loại này thu hoạch gieo trồng, hơn nữa đại khánh hiện giờ sở biểu lộ tiến vào cũng đều là lén lút mà từ Trường Tố, chảy vào tiến vào, ở cái này phương diện tất nhiên là muốn nghiêm khắc khống chế trụ mới hảo, nói loại chuyện này thường xuyên còn trường, cao lệ cùng Trường Tố người vừa tới, trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không hạ định, thả hãy chờ xem. Vân Xu nói, ngươi liền vì chuyện này ba ba mà tới, này sớm muộn gì sự tình, đây là một sự kiện, đương nhiên còn có bên sự tình muốn nói. Tạ Hoài Ẩn cười tủm tỉm địa đạo, hôm nay nhưng thật ra có cái nói là ở 3 ngày lúc sau tiến hành hạ săn, này vốn cũng không quan chuyện của ngươi, nhưng hiện giờ không phải còn có cái cao lệ công chúa ở, cho nên liền nghĩ nói làm ung đô bên trong quý nữ nhóm cùng tiếp khách, ta những cái đó còn có không thành hôn lại ưng thuận hôn. Sự ca ca bọn đệ đệ cũng hảo nhìn trông thấy, sợ là rất náo nhiệt, vương thừa tướng ra cùng ngươi quan hệ luôn luôn không tốt, cho nên ta tới cùng ngươi nói một tiếng, thả trước chuẩn bị chút, miễn cho đến lúc đó ăn cái mệt. Tương đối với Tạ Hoài Ẩn phía trước theo như lời những cái đó sự tình, Vân Xu cảm thấy hắn trước mắt theo như lời mới nhưng xem như chân chính trọng điểm, ít nhất cái này mới là cùng nàng hiện tại nhất cùng một nhịp thở, ngươi hẳn là ngay từ đầu nói cái này mới đúng. Vân Xu nghiêm túc nói, như vậy chuyện quan trọng hắn nên ở vừa mới những cái đó, sự tình phía trước cùng nàng nói, mà không phải phóng tới hiện tại mới đến cùng nàng nói loại này lời nói, đây là một cái hư đến không thể lại hư tin tức, cho nên ta liền nghĩ trước cho ngươi nói một cái tin tức tốt, lại cho ngươi nói cái này tin tức xấu, như vậy đến lúc đó, ngươi trong lòng cũng có thể đủ cảm thấy dễ chịu một ít không phải. Tạ Hoài Ẩn ngôn chi chuẩn xác, ta còn là một cái thực săn sóc người sao, tự nhiên là phải làm ra một chút săn sóc sự tình tới, thế nhân đều thích nghe tin tức tốt, hắn đương nhiên muốn cho Vân Xu trước hết nghe thượng một cái tin tức tốt, cứ như vậy này tin tức xấu cũng liền có vẻ không có như vậy hỏng rồi không phải, hà tất muốn ngay từ đầu khiến cho loại này tin tức xấu tới cách ứng người, này thật đúng là một kiện săn sóc sự tình. Vân Xu đối với Tạ Hoài Ẩn lý luận thật sự là có chút không thể gật bừa, đến tốt xấu vẫn là nhiều ít nghe được một đinh điểm tin tức tốt,
đến nỗi này phía sau sự tình, muốn nói hư cũng không tính quá xấu. Hạ săn cảnh tượng như vậy, Vương Thi Ngữ định là sẽ đi. Vân Xu tự nhận chính mình cũng không phải một cái thích săn thú người, năm rồi thời điểm cũng là có săn thú việc, kia đều là này những vương công quý thần chi gian sự tình, có thể đi trước săn thú cũng chính là những cái đó vương phi nhóm, cùng các nàng là không có nửa điểm can hệ, năm nay nhưng, thật ra thật khai khơi dòng, cũng coi như là cấp đủ cao lệ công chúa mặt mũi, làm ung đô bên trong quý nữ tương bồi, không biết những cái đó người bên trong lòng là nghĩ như thế nào. Được tin tức lúc sau chỉ sợ là nếu không bình thực, này hạ săn chính là có thể không đi, Vân Xu nói, kia một vòng quý nữ bên trong, nàng duy nhất có thể nói chuyện được, cũng chính là lúc sau thái hữu thừa tướng gia đích nữ còn có thể tính nói chuyện được, bên cũng thật sự là không có gì, nhưng nói, đến lúc đó không tránh khỏi lại đến bị đám kia người một ít cái tranh chua lại, hoặc là trào phúng nói, nàng đối với săn thú kia càng là nửa điểm cũng không có gì hứng thú ở. Đi hoặc là không đi với nàng tới nói đều không có nhiều ít tổn thất, đi thôi, dù sao cũng không có gì sự tình, làm cho phụ hoàng mặt tổng không đến mức là sẽ vì khó khăn ngươi đi. Tạ Hoài Ẩn hiểu được Vân Xu, đối loại chuyện này nhất quán là không có gì hứng thú ở, nhưng Vân Xu không có hứng, thú không đại biểu hắn cũng không có hứng thú sao, nhưng mặc dù là hắn cũng không có gì hứng thú ở dưới tình huống cũng là muốn đi. Tốt xấu đến làm kia cao lệ công chúa hiểu được hắn trước mắt tuy là cái vô chủ, nhưng cũng là cái có vừa ý người, tuyệt đối không thể làm cao lệ tâm tư đánh tới hắn trên người đi. Tả hữu ở ung đô bên trong cũng không có ý tứ gì, ngươi vội lâu như vậy cũng là hẳn là muốn nhàn tiếp theo chút tới mới đúng, săn thú tuy là không có gì đẹp, nhưng bãi săn bên trong phong cảnh cũng còn tính có thể, đi một chút cũng hảo, ngươi đem kia hai tiểu tử cũng mang lên. Cũng nên là làm cho bọn họ trông thấy việc đời. Tạ Hoài Ẩn không đáng dư lực mà khuyên bảo, nam hài nhi sao, hẳn là đỉnh thiên lập địa, cả ngày ở trong nhà oa, nếu là nhiễm nương khí đã có thể không hảo. Tạ Hoài Ẩn này nói nhất phái đứng đắn, hoàn toàn quên mất hắn, trong miệng thập phần lo lắng gặp qua nương khí hai cái tiểu tử hiện giờ mới một tuổi nhiều, hai tuổi đều không đến một ít, lời này đều nói không lớn quá rõ ràng, càng không hiểu chuyện gì lý. Đi bãi săn thượng đại khái cũng chỉ có thể nhìn xem thấu cái náo nhiệt mà thôi, ở phía sau nhìn xem hơn phân nửa cũng là nhìn không tới gì đó. Hơn nữa, phía trước kia Vân gia không phải lại bắt đầu làm ầm ĩ ngươi sao, ngươi ra cửa thời điểm không chừng lại hội ngộ thượng những cái đó nháo tâm người, nhưng Vân Sơ Vân Khởi lại không thể tổng đều oa ở trong phủ tổng muốn ra, cửa hít thở không khí đi, còn nữa, ta thất tỷ gần nhất cũng thật sự là vội thực. Trong lòng cũng nhớ mong hai đứa nhỏ đâu, nghĩ đến xem một chút cung chiều không ra cái gì nhàn rỗi thời gian tới, lúc này đây thú, hoàng tỷ cũng là muốn đi, ngươi thả mang theo hài tử qua đi cấp thất tỷ xem một chút, cũng không uổng công tỷ tỷ lâu như vậy tới nay đối hai đứa nhỏ nhớ, hơn nữa, đến lúc đó cũng có không ít hài tử cùng đi, thả nhiều làm tiếp xúc, rốt cuộc sau này cũng là vẫn, luôn ở ung đô bên trong qua nhật tử không phải. Tạ Hoài Ẩn về điểm này lòng tứ mã chiêu, tiểu tâm tư đối với Vân Xu tới nói đó là hoàn toàn không đủ xem, bất quá Tạ Hoài Ẩn nói đảo cũng vẫn là có vài phần đạo lý, không xem ở Tạ Hoài Ẩn, trên mặt tốt xấu cũng là muốn xem ở Tạ Cẩn Họa trên mặt, đi săn thú trong sân trông thấy việc đời đảo cũng vẫn là cái không tồi đề nghị, nàng cũng phiền chán ưng đối kia hãy còn chưa từ bỏ ý định Vân Hoàng toàn ra, hai cái đệ đệ lại là ở chơi. Đùa thời điểm, thường xuyên lẩm bẩm muốn đi ra ngoài chơi, nàng cũng đích xác không thể đem hai người vĩnh viễn đều câu ở trong phủ, hơn nữa tổng hội lớn lên, cũng là muốn thượng học đường, bây giờ còn nhỏ có lẽ còn không hiểu cái gì, nhưng dần dần trưởng thành lúc sau sớm muộn gì cũng là sẽ minh bạch. Thất công chúa nhưng xem như kia hai đứa nhỏ bùa hộ mệnh, vào nàng mắt cũng là chuyện tốt, cũng chỉ hy vọng này tương lai thời điểm cũng là nhất quán có thể như vậy bị người che chở. Như vậy tưởng tượng lúc sau, Vân Xu đối với săn thú sự tình cũng liền không có như vậy kháng cự, hơn nữa quả thật giống như là Tạ Hoài Ẩn theo như lời như vậy, sau này vẫn là muốn ở ung đô bên trong sinh hoạt, tổng không thể vẫn luôn đều bất đồng người khác tiếp xúc đến, cũng thành, săn thú ngày ấy ta cũng sẽ đi, Vân Xu nói, đêm nay cũng không còn sớm, ngươi cũng đừng bò tường, ta làm cẩm sắt lãnh từ cửa sau đi ra ngoài, Tạ Hoài Ẩn hắn lược có vài phần kích động. Tuy nói là cửa sau, nhưng tốt xấu này cũng đủ để biểu hiện ra Vân Xu, đối hắn quan tâm đang ở Tạ Hoài Ẩn âm thầm cảm động thời điểm,
Vân Xu lại bổ sung một câu, hiện giờ trời tối, vạn nhất ngươi nếu là xảy ra chuyện gì ngã gãy chân, đến lúc đó càng là nói không rõ, vẫn là từ cửa sau đi tương đối vững chắc một chút, ngươi tuổi cũng không nhỏ đừng luôn là làm loại này mất mặt sự tình. Cảm động cảm xúc nháy mắt băng bàn, Tạ Hoài Ẩn tích tụ không thôi, hắn còn thực tuổi trẻ, xa xa còn chưa tới bỏ cái tường, cũng có thể đủ đem chính mình chân ngã đoạn tuổi tác. Này 3 ngày thời gian cũng thực mau liền qua đi, ở Tạ Hoài Ẩn cùng hắn nói về săn thú sự tình, hôm sau ở Liễu Bác Ích hạ triều đình lúc sau, trở về trong phủ tới lúc sau liền nói chuyện này. Liễu Bác Ích nhìn Vân Xu kia không có nửa điểm khiếp sợ bộ dáng, ước chừng cũng là rõ ràng nàng đại khái là đã sớm đã tử tấn vương, bên kia nghe xong cái này tin tức, kỳ thật hoàng thượng ý tứ đó chính là, từ tam phẩm trở lên quan viên, nhưng mang theo đích nữ cùng con vợ cả đi trước bãi săn, đại khánh mấy năm nay tuy không xem như trọng văn khinh võ, nhưng phần lớn đều là từ văn, từ võ rất ít, nhất xuất sắc cũng chỉ có tướng môn xuất thân Bạch Trạch Tuyên một người mà thôi, nhưng cái đó người phần lớn cũng chơi cái đi gà đấu cẩu. Thế tộc bên trong muốn dùng quân công tránh một cái tiền đồ rất ít, nhưng học đường bên trong cũng là có khai cưỡi ngựa bắn cung một môn, cho nên, lúc này đây Nguyên Hy Đế là có vài phần khảo nghiệm người ý tứ, đại ca cũng là đi, Vân Xu hỏi Liễu Bác Ích, đại ca ở học đường bên trong cưỡi ngựa bắn cung một môn như thế nào, con miễn cưỡng chấp vá đi, chỉ cầu đến lúc đó chớ có ở bệ hạ trước mặt mất thể diện liền thành. Liễu Bác Ích cười tủm tỉm địa đạo, nguyên bản học đường bên trong, cũng không có quá mức trọng điểm ở cưỡi ngựa bắn cung phương diện yêu cầu, ở hơn nữa Liễu Vân Hiên nguyên bản đối với cưỡi ngựa bắn cung cũng không phải quá lành nghề, hơn nữa Liễu gia vẫn luôn là văn thần, cũng không có võ huân tính toán, cho nên Liễu Bác Ích đối với Liễu Vân Hiên chỉ đốc xúc ở công khóa thượng, bãi săn thượng lại không phải ở trên chiến trường thả làm hắn đi đi, cũng toàn cho là khảo hạch cưỡi ngựa bắn cung công khóa liền thành. Liễu Bác Ích nói như vậy, cũng nhịn không được nở nụ cười nói, nếu là ném thể diện chờ hắn trở về cũng hiểu được chính mình có cái gì không đủ, đến lúc đó, cũng hảo xúc hắn càng thêm tiến tới liền thành. Vân Xu cười gật đầu, cũng thật là như vậy một chuyện, đến lúc đó nếu là thật ném thể diện không cần bọn họ nhắc nhở, Liễu Vân Hiên nhất định tự động tự phát tiến tới lên, ta cũng là nghĩ như vậy, đến lúc đó cũng là làm hai cái đệ đệ thả cùng đi xem, cũng coi như là thấy trường hợp. Đến lúc đó đại ca ở đệ đệ trước mặt định là sẽ hảo hảo biểu hiện. Vân Sơ Vân Khởi còn nhỏ, việc này Liễu Bác Ích nguyên bản tính toán từ chối. Vân Xu nói, nhưng cẩn thận tưởng tượng lúc sau, cảm thấy Vân Xu đề nghị cũng có vài phần đạo lý. Toại mà lần đó tuyệt nói vừa mới nổi lên một cái đầu, cũng đã nghĩ kỹ tiền căn hậu quả. Nghĩ lại tưởng lúc sau Liễu Bác Ích cũng gật gật đầu, đến lúc đó có không ít hài tử cũng sẽ cùng đi mở rộng tầm mắt. Làm Vân Sơ Vân Khởi đi xem cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt, việc này ngươi làm chủ trương liền thành, chỉ là đến lúc đó mẫu thân ngươi đi không được, cũng còn phải ngươi xem hai cái mới hảo. Liễu Bác Ích biết Vân Xu ý tứ, hắn đem hai đứa nhỏ coi là mình ra, nhưng rốt cuộc ở Ung Đô bên trong còn có không ít người là biết bọn họ sinh ra, sau này có cái gì đồn đãi vớ vẩn cũng là rõ ràng sự tình, cùng với cả ngày sợ hãi rụt rè. Mà tránh ở trong nhà chi bằng thản nhiên mà đối diện người, làm người hiểu được, này hai đứa nhỏ cũng là hắn hài tử, hắn Liễu gia thiếu gia, cũng không có gì vội vàng, bãi săn bên trong trừ bỏ có săn thú địa, phương ngoại, đảo cũng có thể tính phong cảnh như họa, coi như làm là làm bọn đệ đệ đi ngắm cảnh một phen hảo, cần gì phải để ý này đó, Vân Xu cười nói, rốt cuộc lúc này đây vai chính lại không phải chúng ta Liễu gia hai cái tiểu thiếu gia. Nói đến điểm này, Liễu Bác Ích cũng nhịn không được chính sắc mà nhìn về phía Vân Xu, tinh tế đánh giá lúc sau mới vừa hỏi nói, lời nói bên trong thậm chí còn có mấy phen thật cẩn thận tìm từ, ngươi cùng tấn vương chi gian, rốt cuộc. Như thế nào, Liễu Bác Ích nhìn Vân Xu, đứa nhỏ này, từ nhận thức lúc ban đầu thời điểm chính là một cái thập phần có chủ trương người, cho nên Liễu Bác Ích cũng trước nay đều không có ở Vân Xu trên người nhọc lòng quá, ngay từ đầu là không thế nào rõ ràng. Nhưng mấy năm nay chi gian nếu hắn là thật sự lại không rõ ràng lắm kia, cũng liền uổng làm cha, Tạ Hoài Ẩn người này tuy nói thật là có chút không tôn lễ giáo, nhưng cũng trước nay đều không có làm ra quá lớn cảng quy việc. Chỉ là hắn Liễu gia đầu tường một ngày so một ngày thêm cao, mà mỗi một lần thêm cao thời điểm Vân Hiên kia nhìn chằm chằm tường vây, nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, cũng là hắn xem ở trong mắt, hắn cũng chờ Vân Xu tới mở miệng.
cũng chờ Nguyên Hy Đế tỏ vẻ, nhưng này một cái hai cái, hoàn toàn giống như là không biết như vậy một chuyện dường như, làm hắn này trong lòng cũng thật sự là không chắc, nói cũng không dám nói, gần nhất là e ngại thân phận, thứ hai cũng là thật sự sờ, không chuẩn Vân Xu tính toán. Ngươi nếu là thích Tấn Vương, cha cũng hậu mặt mũi đi cầu bệ hạ, tỉnh đến lúc đó nếu là ra cái gì đường rẽ, kia Cao Lệ công chúa bên kia còn không có tống cổ. Liễu Bác Ích đối với chuyện này nhiều ít còn có vài phần lo lắng, rốt cuộc nhà mình nữ nhi nhà mình đau lòng, nếu là nhà hắn Vân Xu thiệt tình coi trọng kia Tạ Hoài Ẩn, mà này Tạ Hoài Ẩn lại là bị Cao Lệ công chúa coi trọng, nghĩ đến đây thời điểm, Liễu Bác Ích cũng không có cái gì bận tâm. Hắn nói, tuy nói kia Tấn Vương đích xác có đôi khi là có chút không đàng hoàng một ít, nhưng làm người còn tính lương thiện, đối bá tánh cũng có thương hại chi tâm, chỉ là có đôi khi này làm việc hành vi không lớn sáng rọi, nhưng cũng thuộc bị buộc bất đắc dĩ cử chỉ, cho nên cha cũng có thể thông cảm, hắn với ngươi có tình, cha cũng không phải nhìn không ra tới, cha cũng là từ tuổi trẻ thời điểm lại đây, hiểu được này nếu là có tình thời điểm đó là phải hảo hảo nắm chặt, chớ nên bởi vì đủ loại mà từ bỏ, nếu không rất nhiều thời điểm là nhất thời bỏ qua liền sẽ trở thành cả đời bỏ qua, nếu ngươi cũng đối hắn có tình, đó là không thể tốt hơn sự tình, lưỡng tình tương duyệt cũng là một chuyện tốt, ngươi cá tính là cái cương trực thả có chủ trương, ngươi nếu là cùng Tấn Vương ở bên nhau, cha hiểu được ngươi định không phải là kia có hại người, này với ngươi tới nói cũng chưa chắc là một kiện chuyện xấu, nhưng nếu ngươi đối hắn không lắm có tình ý, không ngại trước cứ như vậy, cũng chớ có cùng hắn quá mức tiếp xúc, hứa còn có ngươi vừa ý người sẽ xuất hiện, nữ tử luôn là muốn bận tâm một ít thanh danh, cha hiện tại hoàn toàn chính là xem ngươi ý tứ, ngươi lại nói, nếu là có cái này lòng đang, kia cha liền từ bỏ cái này mặt mũi đi bệ hạ bên kia để thượng nhắc tới, đến lúc đó cũng tỉnh nhiều lo lắng, đề qua, Vân Xu nhàn nhạt địa đạo một câu, hai năm trước hắn liền đề qua, ân. Liễu Bác Ích lăng ngẩn, người, một hồi lâu mới phản ứng lại đây, này nhất đẳng phản ứng lại đây lúc sau, hắn biểu tình biến đổi, sắc mặt lập tức đỏ bừng lên, như là có chút tức giận dấu hiệu, lập tức một phách cái bàn hung hăng nói, hảo ngươi một cái bệ hạ. Lời này nói xong lúc sau lúc này mới cảm thấy có chút không lớn thỏa đáng, loại này có chút đại nghịch bất đạo nói làm sao có thể nói đi, phải bị người nghe được không chừng còn phải nói hắn liễu ra có cá biệt ý tưởng. Đến lúc đó Chu Chính Tộc cũng có khả năng, nhưng Liễu Bác Ích phụ thân từng là Nguyên Hy Đế thái phó, mà hắn lại là Nguyên Hy Đế thư đồng sinh ra, đối với cái này đế vương, Liễu Bác Ích cũng có thể tính thập phần rõ ràng, nhìn hiền lành, kỳ thật cái bụng là hắc, một bụng ý nghĩ xấu, đánh khi còn nhỏ liền cùng hôn thế ma vương không có gì khác biệt, hắn cho hắn bối hắc hoa cũng không tính thiếu, hắn nguyên bản còn đương Nguyên Hy Đế là không biết chuyện này. Không nghĩ tới này sớm hai năm cũng đã biết, vẫn luôn cũng chưa động tĩnh, hắc, gia hỏa này là tính toán xem náo nhiệt đâu, trải qua Vân Xu như vậy vừa nói, Liễu Bác Ích cũng coi như hiểu được, này không nói cũng không đại biểu cho không đồng ý, hứa bệ hạ còn có bên tính toán, cho nên đem chuyện này cập gác lại, kia hắn nhắc lại cũng không có tác dụng gì, bệ hạ biết về biết, nha đầu ngươi ý tứ mới là đỉnh muốn, Liễu Bác Ích nói. Như không nước ăn cũng không thể cường ấn đầu không phải, Vân Xu mỉm cười địa, đạo, cha ngươi suy nghĩ nhiều, Liễu Bác Ích ngộ, hắn này khuê nữ là ở nói cho hắn nàng nếu là, không vui ai cũng miễn cưỡng không được nàng cái gì, cho nên Tạ Hoài Ẩn này một chuyến, mà phiên nhà hắn đầu tường kia cũng đại biểu cho nàng là nguyện ý, cha ngươi cũng nói, ta tính tình này cũng sẽ không ăn cái gì mệt, ngươi cũng chớ có lo lắng. Liền tính là ngài muốn lo lắng, vẫn là lo lắng Tạ Hoài Ẩn đi. Vân Xu cười nhạt nói, thanh âm bên trong cũng hoàn toàn đều là chắc chắn ý vị, nàng đương nhiên là sẽ không làm chính mình có hại, mặc kệ Tạ Hoài Ẩn với nàng có thể hay không lâu dài. Liễu Bác Ích nghe xong này nửa câu đầu nguyên bản tưởng gật đầu, nhưng nghe nói này nửa câu, sau thời điểm hắn kia một trương bản mặt rốt cuộc duy trì không nổi nữa, lập tức bật cười lên. Kia một đinh điểm lo lắng lập tức biến mất không thấy, là nha, có như vậy một cái thông tuệ nữ nhi, hắn còn cần lo lắng cái gì, hẳn là lo lắng cũng là người khác mới là, như vậy vừa nói lúc sau, Liễu Bác Ích về điểm này tích tụ chi khí toàn tiêu, lập tức cũng liền cảm thấy điểm này sự cũng liền không như vậy quan trọng, cả người thoải mái thanh tân thực, cũng có thể đủ an tâm mà chuẩn bị hai ngày sau săn thú biết việc.
tuy nói này săn thú cùng hắn cũng không có gì can hệ, bất quá chính là thầu cái náo nhiệt mà thôi. Nguyên Hy Đế đối với săn thú nguyên bản liền không lớn để bụng, tuổi trẻ thời điểm thân thể hảo, lại đi theo tiên đế ra bên người nam chinh bắc chiến đảo cũng cảm thấy thú vị, cảm thấy từ trên lưng ngựa cùng tiên đế cùng đánh hạ giang sơn tới là vô thượng vinh quang, chờ đến sau lại thật sự tới rồi trên người mình, chinh chiến lại là nhà mình huynh đệ thời điểm, mới vừa rồi cảm thấy chiến trường thật là một kiện thống khổ sự tình, dần dần mà cũng liền không có này tâm tư, cũng chính là chỉ có này một năm một lần săn thú còn vẫn duy trì truyền thống, mà mấy năm nay Nguyên Hy Đế thân mình cũng không được tốt, càng thêm đối này săn thú sự tình không lớn để bụng, trên cơ bản đều giao cho Tạ Cẩn Họa tới xử lý, ly thượng một lần hắn đặt chân đến bãi săn thượng đều đã hảo chút năm, lúc này đây săn thú so phía trên một năm cũng là trước tiên một đoạn thời gian, đây cũng là Tạ Hoài An an bài chi cố, Tả Hữu Ung Đô bên trong, cũng không có gì danh thắng cổ tích có thể cho những người này ngắm cảnh, nhưng thật ra Trường Tố Thái Tử còn có kia Cao Lệ Hoàng Thái Tử sở hành bên trong cứ nghe đều là mang theo cao thủ sở tới, như vậy ở bãi săn phía trên còn có thể đủ có luận võ luận bàn phân đoạn, đảo cũng có thể xem như một kiện chuyện may mắn, cho nên ở săn thú kia một ngày, Liễu Vân Hiên cũng là khó được mà thay cho kia thư sinh áo choàng thay vạt áo tiểu nhân quần áo, nắm một con ngựa, đảo cũng thật là có vài phần hiên ngang chi khí, thấy hắn nắm mã đứng ở cửa, kia đĩnh bạt bộ dáng đảo cũng đích xác dẫn người, chọc đến Vân Sơ cùng Vân Khởi nghiêng đầu một cái kính mà hướng tới Liễu Vân Hiên nhìn, như thế nào, Liễu Vân Hiên nhìn Vân Xu cười hỏi, như vậy gần nhất nhưng có vài phần như là người trong giang hồ, Vân Xu lại cười nói, nếu là ca ca ngươi để thượng một phen kiếm, kia nhưng thật ra cũng có vài phần như là người trong giang hồ, chỉ là hiện tại như vậy còn kém chút hỏa hậu, tuy là kém một chút hỏa hậu, ta này cưỡi ngựa bắn cung công phu cũng coi như giống nhau, nhưng đến lúc đó săn thượng một hai chỉ con mồi cũng là được không, ngươi cùng Vân Sơ Vân Khởi liền hãy chờ xem, Liễu Vân Hiên ha ha cười một tiếng nói, đến lúc đó ngươi liền hiểu được ta mặc dù không có nói kiếm, trong xương cốt đầu nhiều ít vẫn là có vài phần giang hồ chi khí, ta đây thả chờ, Vân Xu đối với Liễu Vân Hiên này lý do thoái thác, cũng không làm bất luận cái gì đánh giá, chỉ là một câu thả chờ lộ ra nàng căn bản liền không xem trọng Liễu Vân Hiên, vừa mới theo như lời những lời này đó, đích xác, Vân Xu là thật không xem trọng Liễu Vân Hiên, bãi săn tuy đại, nhưng lúc này đây đi trước người cũng nhiều, cùng với đi săn thú chi bằng thấu cái náo nhiệt, có con mồi nhưng thu là tốt nhất nếu không có con mồi nhưng thu, cũng liền như thế thôi, đói không đến các nàng cái gì, liền thật như vậy chướng mắt ta, mấy năm nay cũng thật bạch mù ta như vậy thương ngươi. Liễu Vân Hiên vươn ra ngón tay hơi hơi uốn lượn ở Vân Xu trên đầu gõ một chút, ngươi không biết xấu hổ như vậy nói ta không, kia một chút gõ đến một chút cũng không đau, nhưng thật ra có vài phần thân cận ý vị, không biết xấu hổ, Vân Xu thản nhiên nói, nhìn Liễu Vân Hiên nghe thế một câu thời điểm sắc mặt hơi hơi cứng đờ, lại vung lên ngón tay cho nàng một cái hạt rẻ, các ngươi huynh muội hai thật là, chớ có lại trì hoãn, miễn cho lầm ra khỏi thành thời gian, Liễu Bác Ích ra tới thời điểm nhìn thấy chính là, huynh muội chi gian chuyện trò vui vẻ bộ dáng, nhìn đến kia động tác. Nhỏ hắn cũng nhịn không được nhoẻn miệng cười, ra tiếng nhắc nhở nói, là, phụ thân, Liễu Vân Hiên thu liếm tươi cười, lộ ra kia nghiêm trang bộ dáng, chớ có khẩn trương, hôm nay chúng ta toàn ra đó là đi thấu náo nhiệt, lại không phải đi tranh đoạt cái gì công lao, không đến mức như vậy nghiêm cẩn, đến lúc đó ngươi thả phóng bình thường tâm liền thành, chúng ta Liễu gia cũng không có tính toán muốn tránh cái công huân không phải, Liễu Bác Ích vỗ vỗ Liễu Vân Hiên bả vai. Ý bảo chính mình đứa con trai này thả nhẹ nhàng, năm rồi thời điểm cái này bãi săn thượng hắn cũng chưa từng đi qua, hiện giờ cũng là lần đầu tiên đi, sợ hắn quá mức khẩn trương, Liễu Bác Ích cho nên như vậy vừa nói, đúng vậy, phụ thân, Liễu Vân Hiên mỉm cười ứng, Liễu Bác Ích thấy Liễu Vân Hiên cũng không gì khẩn trương ý thức, duỗi tay dục đem hài tử bế lên, nhưng thật ra Liễu Vân Hiên cũng đi theo Loan Hạ Lưng đến ôm Vân Khởi. Liễu Bác Ích ôm Vân Sơ, dẫm ghế nhỏ lên xe, ngựa, Liễu Vân Hiên còn lại là đem trên tay Vân Khởi cấp ôm tới rồi trên xe ngựa, xốc mành làm đệ đệ đi vào, hắn duy trì vén rèm lên động tác thẳng chờ đến Vân Xu, lên xe ngựa lúc sau mới vừa rồi đem màn xe cấp triệt hạ, chính mình còn lại là xoay người lên ngựa, kia động tác cũng có thể xem như nhanh nhẹn thực,
hiển nhiên ở học đường bên trong cưỡi ngựa bắn cung khóa thượng cũng không có thiếu nghiêm túc. Bãi săn ở Ung Đô lấy nam 50 dặm chỗ, tảng lớn núi rừng, đảo cũng thật là cái làm săn thú hảo nơi đi, này thượng nửa năm thời điểm bãi săn hơn phân nửa đều là, không chuẩn người bình thường mà nhập, xem như dùng làm sinh sôi nảy nở chi dùng, 6 tháng cuối năm cũng sẽ buông ra, cho phép người tiến vào, phụ cận thôn trang bên trong nông hộ nhàn hạ khi tới đánh cái săn. Bãi săn phạm vi cực đại, còn có một cái sơn tuyển tiểu mương chậm rãi chảy xuôi mà qua, hiện giờ giữa mùa hạ, trên đầu cành tràn đầy tân lục, giòn nộn nộn chọc người sinh liên. Chờ đến ngày mùa hè ngày cực một ít, này tân lục cũng liền diễn biến thành vì xanh sẫm, trong cung thị vệ cùng cung nữ một hàng muốn tới đến sớm hơn một ít, trước tiên một ngày tiên đến, đem sửa đặt mua đồ vật tất cả đều đặt mua thỏa đáng, lều trại cũng đỉnh đầu tất cả đều ở trên đất bằng kiến lên. Vân Xu xuống xe ngựa lúc sau nhìn, đến kia đỉnh đầu đỉnh lều trại cảm thấy chính mình không phải ở Ung Đô, ngược lại là ở kia đại thảo nguyên phía trên cảm giác, từ tam phẩm thượng. Con vợ cả cùng đích nữ đều xuất hiện ở cái thứ nhất địa phương, từ một người số góc độ tới nói, cũng có thể tính không nhỏ. Vân Xu mới vừa xuống xe ngựa liền thấy được không ít quen thuộc gương mặt, Vương Thi Ngữ cùng Vương Thi Lâm dựa ở Vương Thừa Tướng bên người, đứng ở Vương Thừa Tướng bên người còn có một người. Là cái cao tráng nam tử, tuổi còn trẻ đại khái ở 18-9 tuổi bộ dáng, trong ánh mắt có vài phần kiệt ngạo, nghĩ đến hẳn là chính là vương gia con vợ cả. Thái thừa tướng ra xe ngựa liền ở phụ cận, Thái Diệu Bình cũng vừa mới vừa xuống xe ngựa, nhìn thấy Vân Xu xuống xe ngựa lúc sau, đảo cũng đi lên tiền đến, nói, ngươi đã tới, ta còn tưởng rằng ngươi không tính toán tới, còn đang suy nghĩ ngươi nếu là không tới ta không phải muốn buồn đã chết. Vân Xu nghe được Thái Diệu Bình nói cũng nhịn không được cười nói, nơi nào sẽ có cái gì nhưng buồn, ngươi thả nhìn xem như vậy nhiều người, có thể buồn đi nơi nào, thôi, ngươi lại, không phải không biết, ta cũng cùng các nàng nói không đến chạy đi đâu, ngươi lại không phải không hiểu được mấy năm nay bên trong ta cùng bọn hắn cũng là, càng đi càng xa, cũng không có gì lời nói nhưng nói. Thái Diệu Bình nguyên bản cùng Vương Thi Ngữ những cái đo quý nữ quan hệ nguyên bản, cũng còn tính giống nhau. Từ 2 năm trước thưởng hà nàng chính là thấy không quen một đống người chèn ép Vân Xu, mà nói một câu mà thôi, từ đây lúc sau quan hệ cũng không tính quá mức. Thân dày, tự nhiên mà vậy mà nàng cũng đồng nghiệp dần dần đi xa, những cái đó quý nữ như cũ lấy vương gia vi tôn, 2 năm lúc sau cũng chưa từng thay đổi cái gì, mà Thái Diệu Bình cùng Vân Xu chi gian quan hệ, nhưng thật ra dần dần chuyển biến tốt đẹp một ít. Thậm chí cũng có thể gánh được với bằng hữu hai chứ, cũng mất công ngươi ở, một hồi có ngươi bồi nói chuyện đảo cũng không đến mức quá mức nặng nề, đến nỗi người khác còn chưa tính đi, lời nói không hợp nhau, nửa câu, cũng ngại nhiều cũng tùy vào bọn họ đi. Thái Diệu Bình nói, tư thái bên trong cũng có vài phần rộng rãi, cũng không để ý, Vân Sơ Vân Khởi cùng tới a, nháy mắt đã có thể lớn như vậy đâu. Thái Diệu Bình nửa ngồi sổ. Nhìn hai cái chớp mắt to thập phần khỏe mạnh kháu khỉnh vật nhỏ, thấy thế nào như thế nào cảm thấy vui mừng, thậm chí vươn tay nhịn không được nhéo kia viên mập mạp khuôn mặt nhỏ một chút, kia hoạt nộn một tay cơ hồ làm muốn tô nàng tâm đi, cũng không phải là tiểu hài tử chính là lớn lên mau, ngươi hiện tại xem là cái dạng này bộ dáng, chờ thêm một đoạn thời gian lúc sau lại biến thành mặt khác một cái bộ dáng, ngươi xem trước kia thời điểm ngươi nhìn thấy này, hai cái con ở nhũ mẫu trong lòng ngực ôm. Sau lại liền lập tức sẽ bỏ sẽ đi rồi, hiện tại liền thành hai tiểu tổ tông, mỗi ngày ở nhà làm ầm ĩ đâu. Vân Xu cười nói, mấy năm nay Thái Diệu Bình cùng nàng chi gian quan hệ rất là không tồi, này hai cái vật nhỏ tự nhiên là nhìn thấy quá, cho nên Vân Sơ Vân Khởi cũng không sợ người lạ, từ người khác một phen khuôn mặt còn giòn xinh địa hô một tiếng tỷ tỷ hảo, kia giòn nộn nộn thanh âm càng là làm Thái Diệu Bình thích không thôi. Nàng những cái đó huynh đệ tỷ muội đều đã cực đại, con vợ lẽ cả ngày đều ở tính kế, nàng nhất quán đều là phải cẩn thận lúc sau lại tiểu tâm cẩn thận, như vậy thiên chân vô tà hài tử tự nhiên là làm nàng cảm thấy cao hứng. Nàng kéo qua Vân Sơ, hướng tới Vân Xu nói, đi thôi, này săn thú sự tình cùng chúng ta cũng không có gì quan hệ ở, đi nghỉ ngơi một hồi, cũng đi xem kia cao lệ công chúa sinh như thế nào bộ dáng. Vân Xu tất nhiên là đáp ứng. Các nàng viết nữ quyến vốn là có chính mình nơi đi, đa số đều là ở kia lều trại chỗ nói chuyện phiếm, các nàng xuống xe ngựa lúc sau liền có cung nữ tiến lên đây dẫn đường, tới rồi này lều trại chỗ, có không ít không hạ vị trí,
một đám hoa hòe lộng lẫy thiếu nữ ở vây ở một chỗ không biết đang nói chút cái gì, này trong đó còn có một cái sơ thật dài roi, ăn mặc xích cổ phục tuổi trẻ thiếu nữ cũng ở trong đó, người nọ ăn mặc màu hồng phấn xích cổ váy, dưới ánh mặt trời có vẻ da thịt thắng tuyết, càng thêm danh ngôn không gì sánh được, những cái đó quý nữ nhóm ngôn hành cử chỉ bên trong còn xem như thỏa đáng, nhưng này trong ánh mắt không ít người còn có vài phần đố kỵ, mỹ mạo chi với nữ tử, đó là trời sinh địch nhân. Đó chính là cao lệ công chúa, sinh cũng coi như là thập phần mạo mỹ, cũng không biết rốt cuộc cuối cùng là sẽ xứng đôi thượng vị nào hoàng tử. Thái Diệu Bình thấp giọng nói, người này đừng nhìn là cao lệ, đại khánh tiếng phổ thông nhưng thật ra học ra dáng ra hình, hơn nữa cũng có thể xem như cái có thủ đoạn người đi. Này hai ngày vẫn luôn đều có vương phi lãnh người tham gia yến hội đâu, liền tính là vương phi nhóm khách khí, cho mặt mũi. Nhưng này lời nói bên trong đều còn rất giữ gìn, cũng có thể xem như cái có thủ. Đoạn người, ngươi xem vương đại tiểu thư kia một khuôn mặt, Thái Diệu Bình nói đến mặt sau thời điểm cơ hồ là muốn cười ra tiếng tới, kia nàng thật sự là, không có gặp qua nhất quán đều cao cao tại thượng vương thi ngữ vương đại tiểu thư, cũng có một ngày sẽ lộ ra như vậy, biểu tình tới, kia biểu tình bên trong hoàn toàn tựa như, cùng sống sờ sờ làm nàng nuốt ruồi bọ dường như. Kia biểu tình muốn vặn vẹo không vặn vẹo, chỉnh một cái cơ hồ nhưng xem như điên cuồng mà lại vặn vẹo, Vân Xu cũng nhìn đến thú vị, cười cười, lại đối với Thái Diệu Bình trêu ghẹo nói, tả hữu tuyển thượng ai cũng sẽ không tuyển thượng thập ngũ hoàng tử, ngươi có thể yên tâm. Thái Diệu Bình bị Vân Xu này một tá thú, kia một khuôn mặt ửng đỏ một mảnh, cuối cùng liền lỗ tai cùng cổ đều đỏ lên, nàng mắng nói, hảo ngươi cái Vân Xu. Lại là kia loại chuyện này tới chê cười ta, nơi nào tính thượng chê cười, đây chính là bệ hạ khâm điểm hôn sự, hơn nữa ta xem kia thập ngũ hoàng tử cũng là cái đôn hậu thành thật, sau này chắc chắn đối với ngươi không tồi. Vân Xu nghiêm túc nói, nàng ở Ung Đô bên trong có thể coi như chơi thân, cũng chỉ có trước mắt Thái Diệu Bình một người, Thái Diệu Bình tính tình ôn hòa, lại là cái ẩn nhẫn, kia thập ngũ hoàng tử Vân Xu cũng nhìn thấy quá vài lần. Không tính quá mức xuất sắc, nhưng thật là cái thành thật thả thành khẩn người. Vân Xu cảm thấy Thái Diệu Bình cùng thập ngũ hoàng tử ở một chỗ, kia cũng vẫn là cái không tồi lựa chọn, có thể thấy được Thái Thừa Tướng cũng là cái minh bạch trong đó lý lẽ. Hy vọng như thế, Thái Diệu Bình sắc mặt ửng đỏ, thanh âm thấp thấp, cùng ngươi nói cái này làm chi, chúng ta lại nói chuyện nhìn xem diễn, ngươi chớ có lại lấy ta trêu ghẹo, nếu không ta đã có thể không để ý tới ngươi. Tiểu Vân Sơ, ngươi nói có phải hay không, tỷ tỷ ngươi nhưng chán ghét, không chán ghét không chán ghét, tỷ tỷ hảo, bị Thái Diệu Bình ôm vào trong ngực Vân Sơ giòn giòn mà kêu, kia trên mặt tràn đầy ý cười, mà Vân Xu trong lòng ngực Vân Khởi cũng đi theo vỗ tay gật đầu, thành, này hai tiểu tử đều giữ gìn ngươi thực, Thái Diệu Bình nhịn không được cười, ngươi nhưng không thiếu đau bọn họ. Đúng rồi, chúng ta đại khánh cùng trường tố chi gian là tính toán thông thương a. Ta nghe nói hiện giờ thất công chúa đang ở vội vàng chuyện này đâu, mà kia trường tố thái tử này hai ngày cũng vào cung vẫn luôn ở trao đổi chuyện này, ngươi, nhưng nghe được có cái gì tiếng gió không? Nga, Vân Xu có vài phần ngoài ý muốn, xem ra kia trường tố thái tử là thiệt tình có tâm muốn thông thương, đã nhiều ngày đều vẫn luôn ở trao đổi, cũng không biết là trao đổi đến mức nào đi, ta đã nhiều ngày vội thực. Cũng không nghe nói cái gì tiếng gió, tả hữu việc này cũng không tới phiên chúng ta suy nghĩ cái gì tâm tư, chúng ta vẫn là quản chính mình sự tình, ngươi xem này cơm chưa chúng ta đại ca có thể hay không đánh tới, con mồi tới vẫn là một vấn đề đâu, liễu tiểu thư còn sợ tắc cái, nếu là thật sự liễu đại thiếu gia không có thể săn hồi con mồi trở về, cô định sẽ không làm liễu tiểu thư đói bụng bụng, một cái mang theo ý cười thanh âm ở bên vang lên. Vân Xu quay đầu nhìn thoáng qua, nhìn thấy đó là xuyên một thân tuyết trắng gấm vóc, cơ hồ nhưng xem như không nhiễm một hạt bụi nam nhân đứng ở một bên, hắn trên tay đề ra cung tiễn, như là muốn động thủ đi trước săn thú dường như. Vân Xu nhìn kỹ hắn hai mắt, đảo cảm thấy có vài phần quen mắt, trong khoảng thời gian ngắn đảo có vài phần nghĩ không ra là ở nơi nào gặp qua, Bạch Hy Cảnh nhìn Vân Xu hơi hơi híp mắt như là ở nghĩ lại bộ dáng đảo, cũng cảm thấy thú vị, hắn nói. Liễu tiểu thư quý nhân sự vội, đã quên ngươi ta còn từng có gặp mặt một lần, cô nhưng thật ra đã quên cùng liễu tiểu thư nói chính mình, cô nãi trưởng tố Bạch Hy Cảnh,
Bạch Hy Cảnh ba chữ từ hắn trong miệng nói ra thời điểm, Thái Diệu Bình liền lập tức đứng lên, hướng tới người hành lý nói, gặp qua trường tố Thái tử điện hạ. Thái Diệu Bình kéo kéo Vân Xu tay áo, ý bảo nàng đứng dậy hành lễ. Bạch Hy Cảnh vẫy vẫy tay nói, Thái tiểu thư đa lễ, cô bất quá chính là, nhìn đến cái quen mắt người thả tới đánh một thân tiếp đón mà thôi, lại nói, cô là có cầu với Liễu tiểu thư người, nếu là Liễu tiểu thư cùng đi một mình lễ, ngược lại nhưng thật ra làm cô nếu không biết như thế nào mở miệng. Thái Diệu Bình có chút lo sợ bất an mà nhìn Vân Xu liếc mắt một cái, chỉ thấy nàng còn lão thần khắp nơi mà ngồi ở một bên nhìn Bạch Hy Cảnh nói. Nguyên lai là ngươi, có thể nghĩ kia một ngày cũng không phải cái gì xảo ngộ, không biết điện hạ tìm ta có chuyện gì. Vân Xu nguyên bản cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, cho nên ở vừa mới nhìn thấy Bạch Hy Cảnh thời điểm chỉ cảm thấy quen mắt, nhưng cũng thực mau liền nhớ tới người tới, nhưng sau khi nghe xong Bạch Hy Cảnh theo như lời, kia một phen lời nói lúc sau đảo có chút cảm thấy Bạch Hy Cảnh kia một ngày xuất hiện ở Bác Tới Cư chưa chắc là một cái trùng hợp. Cô kia một ngày vốn là tò mò, chính là muốn gặp truyền thuyết bên trong Liễu tiểu thư sinh chính là cái gì bộ dáng là, cái dạng gì người. Bạch Hy Cảnh nói, rốt cuộc này Ung Đô bên trong có hai nữ tử nhất truyền kỳ, một cái là Vương Thừa Tướng Gia Thiên Kim, Ung Đô bên trong có tiếng tài nữ, mà một cái khác đó là Liễu Đại Tiểu Thư, cũng là có tiếng tài nữ, cho nên cô thập phần tò mò. Trên mặt hắn mang theo cười, tươi cười thập phần chân thành. Ngày ấy vừa thấy, Liễu tiểu thư quả thật là giống như đồn đãi như vậy. Vương Thi Ngư cũng đã nhìn thấy kia phong thần tuấn lãng nam tử cùng Vân Xu nói chuyện, nàng hôm nay nghẹn khuất thực, nguyên bản chính mình nhưng xem như mỗi người ánh mắt tiêu điểm, nhưng hôm nay trọng điểm lại là ở kia cao lệ công chúa trên người, mặc dù Vương Thi Ngư ngoài miệng không nhận, trong lòng lại cũng không thể không thừa nhận, này cao lệ công chúa xinh đích sắc tuyệt sắc, chính mình cùng nàng đứng ở một chỗ đích xác có một loại bị che đậy quang mang cảm giác. Này vừa chuyển đầu lúc sau lại thấy một cái nam tử cùng Vân Xu nói chuyện, nàng lòng có không cam lòng, đến gần lúc sau càng thêm lòng có không cam lòng, bởi vì Thái Diệu Bình quản người này hành lễ.